Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Đây là quy củ của quan trung hình đường, tránh cho quyền lực luôn bị nắm giữ trong tay một số nhỏ người, không giống những đại tông môn thế gia luôn có những kẻ già cỗi khoa chân múa tay, ảnh hưởng tới quyền lên tiếng của gia chủ hoặc trưởng môn. Ngụy Cửu Đoan tuổi tác đã cao, đoán chừng mấy năm nữa sẽ phải về hưu, đến lúc đó cũng tới phiên trưởng hình quan mới thượng vị. Cho nên trong mấy năm cuối cùng mình đảm nhiệm trưởng hình quan này Tướng ăn của Ngụy Cửu Đoan mới khó coi như vậy, thậm chí đã là tham lam thành tính, hoàn toàn không quan tâm tới pháp luật kỳ cương của quan trung hình đường, hắn chỉ một lòng tìm đường lui cho mình sau khi về hưu. Có điều cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý bị mất đi quyền lực sau khi về hưu nhưng lại không dung thứ cho người ngoài bàn tán chuyện này. Ngụy Cửu Đoan híp mắt lại, lạnh lùng nói với Sở Hưu, người của Giang gia nói như vậy với ngươi thật à? Sở Hưu vẻ mặt đầy chính nghĩa nói, bọn chúng thật sự nói như vậy, nếu Ngụy đại nhân không tin có thể phái người đi thăm dò thời gian vừa qua không ít lần giang ra mượn tên tuổi ngụy đại nhân ngài giờ trò cám mượn oai hùng làm đủ các loại chuyện người của giang gia không phải đầu ngốc đương nhiên không thể nói những lời đó ra chỗ đông người nhưng tên thực tế giang gia lại luôn làm như vậy dù sao ban đầu giang gia trả giá lớn như vậy mới tạo dựng được quan hệ với ngụy cửu đoan có trời mới biết ngụy cửu đoan còn ngồi được trên ghế trưởng hình quan bao lâu đương nhiên bọn họ phải tận dụng hết cỡ nhân lúc ngụy cửu đoan vẫn còn là trưởng hình quan tận lực kiếm càng nhiều lợi lộc càng tốt chỉ cần Ngụy Cửu Đoan phái người nghe ngóng rất dễ thăm dò ra một số chuyện như vậy. Đến lúc đó người của Giang gia có nói những lời đó không đã chẳng quan trọng, dẫu sao trực hệ của Giang gia đều đã chết hết, hành vi trước đó của họ đủ đại biểu hết thảy. Hơn nữa lúc này Sở Hưu lại bước một bước lên, nhỏ giọng nói, "Ngụy đại nhân, thuộc hạ còn lời muốn nói nhưng không biết có nên nói không." Ngụy Cửu Đoan híp mắt hỏi, "Lời gì?" Sở Hưu trầm giọng nói, Giang gia dám nói ra lời như vậy không chỉ bởi đám người Giang gia thấy lợi quên nghĩa mà còn vì bọn chúng thấy Ngụy đại nhân ngài đã sắp về hưu, sắp từ nhiệm trưởng hình quan, trong tay sắp không còn quyền thế, cho nên cũng bớt e ngại đối với ngài. Sau khi Ngụy đại nhân ngài từ nhiệm trưởng hình quan chắc chắn sẽ ở lại quan Tây tu dưỡng. Còn giờ những tuần sát sư dưới chướng Ngụy đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, đều chỉ lục đục với nhau, sợ rằng sau khi Ngụy đại nhân ngài từ nhiệm bọn họ sẽ người đi trả lạnh. Nghe Sở Hưu nói vậy, sắc mặt ngụy cửu đoan khá khó coi bởi điều sở hưu vừa nói chính là suy nghĩ trong lòng hắn ngụy cửu đoan vốn là kẻ tham lam kể cả đối với người mình cũng vậy cho nên hắn quản lý quan tây chẳng qua là dựa vào thâm niên cùng chút thủ đoạn quyền mưu mà thôi có tâm phúc chân chính do mình trả giá bồi dưỡng không có một ai chỉ có điều mặc dù hắn không có tâm phúc nhưng với thực lực thâm niên của hắn cũng đủ quản lý mọi người trên đất quan tây trật tự ngay ngắn kết quả giờ hắn sắp từ nhiệm trưởng hình quan mới nghĩ lại thấy mình thậm chí không có ai đáng tin cậy Ý tứ trong lời nói của Sở Hưu hắn đã hiểu, đơn giản là dùng một cách khác biểu thị lòng trung thành mà thôi. Chỉ có điều Ngụy Cửu Đoan vẫn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Sở Hưu, thản nhiên đáp: "Ý ngươi là ngươi có thể trở thành tâm phúc của ta, nhưng chỗ dựa của ngươi là Sở Nguyên Thăng, sao phải khổ sở tới tìm lão già sắp về hưu ta đây? Huống hồ Sở Hưu ngươi cũng chẳng phải hạng vừa, những người khác lục đục với nhau chẳng lẽ ngươi lại không như chúng?" Sở Hưu cúi thấp đầu, đôi mắt nhìn xuống đất nói: "Sở đại hiệp dẫu sao cũng không phải người của quan trung hình đường chúng ta." hắn cũng không cách nào nhúng tay vào sự vụ cụ thể của quan trung hình đường quan huyện không bằng hiện quản ta chỉ biết cấp trên trước mắt của ta là ngụy đại nhân ngài lấy lòng sở đại hiệp còn chẳng bằng trung thành theo với ngụy đại nhân ngài ngụy cửu đoan hai mắt híp lại tay vô thức xoa xoa quả cầu sắt hoa văn rồng thản nhiên nói nhưng mấu chốt nhất là dựa vào đâu để ta tin lòng chung của ngươi sở hưu cúi đầu trầm giọng nói những tuần sát sứ khác đều có căn cơ tại quan trung hình đường sợ rằng bọn họ chỉ đợi ngụy đại nhân ngài về hưu Bọn họ mới nhân cơ hội thượng vị hoặc ôm bắp đùi trưởng quỹ tân nhiệm. Trong toàn bộ phân bộ Quan Tây chỉ có mình Sở Hưu ta không có chút căn cơ nào, nhất định phải dựa vào sự ủng hộ của ngài mới có thể đặt chân trên đất Quan Tây. Không có ngụy đại nhân ngài, ta chẳng là cái gì, cho dù ngài có về Hưu ta cũng cần quan hệ cùng uy vọng của ngụy đại nhân này tại đất Quan Tây này. Cho nên ngài không cần lo lắng ta có trung thành với ngài hay không, một khi ta làm gì trái ý ngài, ngụy đại nhân ngài có thể tùy thời lấy đi tất cả mọi thứ trên người ta. Ngụy Cửu Đoan kinh ngạc nhìn Sở Hưu hắn làm việc tại quan trung hình đường đã nhiều năm như vậy đã gặp không ít kẻ nịnh bợ lo sợ hoặc biểu thị lòng chung với hắn loại người duy nhất hắn chưa từng gặp chính là như sở hưu biểu thị lòng chung với mình lại còn trực tiếp đưa hết lợi hại yêu nhược của bản thân tới tay mình có điều cảm giác này cũng rất không tồi đúng như sở hưu nói trên đất quan tây này y không hề có chút căn cơ nào cũng như chuyện hôm nay mình muốn xử trí y cũng được không xử trí y cũng xong mọi chuyện đều dựa theo tâm trạng mình và thái độ của y hiện giờ những tuần sát sư khác đều đủ lông đủ cánh tự có căn cơ của mình đã không phải loại người lão già sắp về hưu là hắn muốn làm gì thì làm cho nên hắn chỉ cần tiếp nhận lòng chung của sở hưu vậy tương đương với nhận được một tuần sát sứ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình ngụy cửu đoan đặt quả cầu sắt hoa văn rồng của mình lên bàn trầm giọng nói ngươi muốn tỏ lòng chung với ta cũng đơn giản thôi ta tiếp nhận lòng trung thành của ngươi cũng rất đơn giản nhưng mấu chốt của vấn đề lại là ta sẽ nhận được gì từ ngươi ngươi lại lấy đi thứ gì từ ta Sở Hưu trầm giọng nói, thủ hạ chỉ muốn có được sự tín nhiệm của đại nhân. Cũng như lần này, mọi chuyện nằm trong quy củ chỉ cần đại nhân tiếp tục chống đỡ cho thuộc hạ, tiếp đó thuộc hạ chắc chắn sẽ mang tới càng nhiều lợi ích tới cho đại nhân. Một nửa tài sản của Giang gia chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Ngụy Cửu Đoan nhìn Sở Hưu một hồi lâu, im lặng cả nửa ngày rồi mới lên tiếng, hy vọng lựa chọn của ta không sai. Tốt nhất ngươi đừng khiến ta thất vọng, xin đại nhân yên tâm. Thuộc hạ sẽ tuyệt đối không khiến đại nhân thất vọng. Sở Hưu cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Y biết Ngụy Cửu Đoan cuối cùng chắc chắn sẽ đáp ứng, vì so với y cần Ngụy Cửu Đoan, giờ Ngụy Cửu Đoan thật ra càng cần y hơn. Đối với một trưởng hình quan sắp về hưu, sắp mất đi quyền lực, giờ Ngụy Cửu Đoan đã không còn quan tâm tới quy củ quan trung hình đường nữa, chỉ cần việc gì có ích cho hắn, hắn đều tham lam nuốt vào. Giờ Sở Hưu có thể mang lợi lộc tới cho hắn, cho nên hắn không cách nào cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này ngoài phòng nghị sự, Vệ Hàn Sơn đã hơi nóng nảy, có trời mới biết rốt cuộc Sở Hưu nói gì với Ngụy Cửu Đoan, vì sao đã lâu vậy hai người còn chưa đi ra. Một lúc sau Ngụy Cửu Đoan cùng Sở Hưu mới trở lại phòng nghị sự, gương mặt Sở Hưu không chút biểu cảm nhưng Vệ Hàn Sơn đã cực kỳ nóng ruột. Sở Hưu càng trấn tĩnh càng cho thấy chuyện này sợ là sẽ không phát triển theo phương hướng hắn đoán. Quả nhiên Ngụy Cửu Đoan trực tiếp nói với mọi người, ta đã hỏi rõ Sở Hưu về chuyện vừa rồi, Giang gia kia ngấm ngầm buôn lậu hàng cấm, vi phạm quy củ quan trung hình đường chúng ta đồng thời còn mượn danh ta làm sằng làm bậy bên ngoài, quả thật nên giết. Sở Hưu vừa nhậm chức tuần sát sứ đã loại bỏ thứ ung nhọt như Giang gia, chuyện này không chỉ không nên phạt, ngược lại nên khen ngợi mới đúng. Nghe xong những lời này, đám người mặt đều đổi sắc, rốt cuộc tên Sở Hưu này nói gì với Ngụy Cửu Đoan mà khiến hắn nghiêng hẳn sang phía mình như vậy. Vệ Hàn Sơn lại đứng bật dậy, vẻ mặt không phục nói, đại nhân, tên Sở Hưu này làm việc không tuân theo quy củ, thậm chí đã tới mức trắng trợn, chẳng lẽ đây còn không phải vấn đề hay sao? ngụy cửu đoan sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh băng nhìn vệ hàn sơn nói ngươi đang dạy ta xử lý thế nào đấy à có cần ta báo giúp với quan lão ra nhường chức trưởng hình quan này ra cho ngươi làm không nghe xong lời này vệ hàn sơn đành nhẫn nhịn ngồi xuống trầm ngâm nói thuộc hạ không dám quan hệ của vệ hàn sơn hắn tại đất quan tây này có thể nói là thâm căn cổ đế trừ quan trung hình đường thậm chí còn có quan hệ với võ lâm quan trung có điều quan hệ của hắn có cứng rắn đến đâu thì ngụy cửu đoan vẫn là trưởng hình quan quan tây nắm đại quyền quản lý một phương hắn nói đúng thì việc dù sai cũng thành đúng tối thiểu trước khi ngụy cửu đoan chính thức về hưu chính thức buông bỏ quyền lực vệ hàn sơn cũng chẳng dám đối chọi trực tiếp với ngụy cửu đoan năm vị tuần sát xứ ở đây đều không biết rốt cuộc sở hưu đã nói gì với ngụy cửu đoan có điều bọn họ biết nếu ngụy cửu đoan đã quyết định nói sở hưu không làm sai vậy chính là y không làm sai ai dám phản đối là đánh lên mặt hắn ngoại trừ vệ hàn sơn những người còn lại đâu có xung đột gì với sở hưu đương nhiên sẽ không lên tiếng động chạm tới ngụy cửu đoan nhìn mọi người xung quanh một chút ngụy cửu đoan thản nhiên nói nếu đã vậy tất cả giải tán đi nhớ quản lý tốt khu vực của mình là được đừng đi quan tâm tới chuyện của người khác thật ra trước đó cảm nhận của ngụy cửu đoan về vệ hàn sơn cũng không tệ tên thủ hạ này tuy nhiều thủ đoạn nhỏ nhưng cũng biết hiếu kính hắn các thứ lễ phép bên ngoài cũng cực kỳ hợp ý hắn nhưng hôm nay hắn lại không tự hiểu lấy mình còn dám phản bác mệnh lệnh mình ngay trước mặt mọi người cần gõ cho một cái sở hưu mỉm cười đứng lên chắp tay nói vâng thưa đại nhân Nói xong Sở Hưu đi trước rời phòng nghị sự, những người khác cũng lần lượt bỏ đi. Chỉ mình Vệ Hàn Sơn khi đi ra ngoài sắc mặt âm trầm như nước. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, một người trẻ tuổi chừng hơn 30 tuổi mới đi vào phòng nghị sự, cung kính thi lễ với Ngụy Cửu Đoan, nghĩa phụ. Ngụy Cửu Đoan nhìn người trẻ tuổi trước mắt, gật đầu nói, "Dương Lăng à, mấy tông môn bên mặt Dương phủ xử lý thế nào rồi?" Dương Lăng đáp, "Đều đã xử lý ổn thỏa, mấy tông môn kia cho rằng nghĩa phụ sắp về hưu dưỡng lão nên nổi chút tâm tư không nên có." Hải Nhi đã dẫn người tới cảnh cáo bọn họ. Ngụy Cửu Đoan gật đầu nói, không sai, một số kẻ nên cảnh cáo một chút. Dương Lăng dừng một chút rồi hỏi, Nghĩa Phụ, vừa rồi ở bên ngoài con đã chứng kiến mọi chuyện. Rõ ràng là tên sở hưu kia phá hoại quy củ, sao ngài còn bao che cho hắn. Ngụy Cửu Đoan liếc mắt nhìn hắn một cái, gương mặt như cười như không nói, sao nào. Ngươi sợ sở hưu làm ảnh hưởng tới địa vị của ngươi à? hà. Hải Nhi không dám, Dương Lăng vội vàng chắp tay nói. Ngụy Cửu Đoan thản nhiên nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Từ nay về sau sở hưu kia chính là người của ta, có điều hắn sẽ không làm ảnh hưởng tới địa vị của ngươi đâu. Sở hưu kia dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, còn ngươi lại là nghĩa tử ta nuôi hơn 10 năm nay. Do ngại quy củ quan trung hình đường, tạm thời ta không cách nào nâng đỡ ngươi lên cấp cao. Ngươi nhìn đồ đệ uất trì mà quan lão ra nuôi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể làm một mật thám bình thường tại tập hình ti. Cho dù ta muốn để ngươi làm tuần sát xứ, quy củ cũng không cho phép sau khi ta về hưu dưỡng lão ta sẽ nâng đỡ ngươi lên vị trí tuần sát xứ đồng thời để sở hưu này phụ tá ngươi đến lúc đó cho dù trưởng hình quan tân nhiệm nhận chức quan tây nay cũng có chỗ cho ngươi dương lăng lập tức lộ vẻ cảm kích nói đa tạ nghĩa phụ chỉ có điều dương lăng mặc dù ngoài miệng cảm kích nhưng trong lòng lại cười lạnh hắn theo làm tùy tùng ngụy cửu đoan hơn 10 năm nghĩa phụ mình là người ra sao chẳng lẽ hắn còn không biết lúc nào cũng nói cố kỵ quy củ quan trung hình đường nhưng thực tế rõ ràng là không muốn để mình trực tiếp cầm quyền Bót trì quả thật là một mật thám bình thường tại tập hình ti, nhưng hắn luôn cầm thủ lệnh của quan tư vũ làm việc, địa vị gần với những thủ lĩnh trong tập hình ti. Còn Dương Lăng hắn lại chỉ có thể nghe theo phân công của Ngụy Cửu Đoan. Lúc Ngụy Cửu Đoan cần hắn, hắn mới có thể mượn dùng chút quyền thế lực lượng trong tay Ngụy Cửu Đoan, tương đương với một chân chạy vặt cho Ngụy Cửu Đoan, thậm chí chạy một mạch đã hơn 10 năm. Hắn đã sớm bất mãn với chuyện này, nhưng ngoại trừ bất mãn ra hắn cũng chỉ có thể đợi. Đợi tới khi Ngụy Cửu Đoan từ nhiệm về hưu, hắn mới có thể thật sự nắm quyền lúc này tại thương châu phủ vệ hàn sơn về trong phủ tức tối ném vỡ vài cái chén lão già chết tiệt đã sắp từ nhiệm về hưu rồi còn diễn cái vẻ mặt đó với ta nhớ lại thái độ lúc đó của ngụy cửu đoan vệ hàn sơn lại tức tới ngứa răng ngứa lợi trong số những tuần sát xứ trên đất quan tây này thực lực vệ hàn sơn hắn không phải mạnh nhất nhưng lại là người kiếm tiền tốt nhất trong số những người cung cấp hắn không chỉ xử lý gọn gàng ngay ngắn cả thương châu phủ cùng thần châu phủ dưới trướng còn hiếu kính ngụy cửu đoan không ít lại dùng thân phận mình giúp đỡ ngụy cửu đoan trên giang hồ kết quả hôm nay ngay trước mặt mọi người ngụy cửu đoan lại thiên vị sở hưu quay sang gõ hắn chuyện này khiến vệ hàn sơn vô cùng phẫn nộ chỉ có điều hắn cũng là người làm dưới chướng ngụy cửu đoan hơn 10 năm biết vị cấp trên này của mình rốt cuộc là người ra sao ngụy cửu đoan tính cách đa nghi cay nghiệt bạc tình lại còn tham lam vô độ hắn đối đãi với nghĩa tử của mình còn vậy chớ nói chi với người ngoài Lần này Ngụy Cửu Đoan đứng về phía Sở Hưu đơn giản là vì Sở Hưu lấy ra đủ tài vật khiến Ngụy Cửu Đoan động tâm. Đồng thời chắc Ngụy Cửu Đoan cũng cảnh giác thế lực của hắn quá lớn nên mới làm vậy cảnh cáo. Nhưng mấu chốt nhất là Ngụy Cửu Đoan đã sắp thoái vị về Hưu vậy mà còn cố nắm quyền nắm thế trong tay, không chịu cho thủ hạ chút cơ hội này, như vậy quả thật rất quá đáng. Quan trọng nhất là chuyện lần này gây đả kích không nhỏ đối với Vệ Hàn Sơn. Hắn chuẩn bị ra tay dạy cho Sở Hưu một bài học, kết quả chẳng những thất bại tan tác quay về. Sở Hưu không những không bị phạt ngược lại còn được ban thưởng. Chuyện này khiến mặt mày Vệ Hàn Sơn đen kịt. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới địa vị của hắn trong lòng thủ hạ, mà còn ảnh hưởng tới uy vọng của hắn đối với những thế lực trong địa bàn quản lý. Chưa lấy được bao lợi lộc từ Giang Giang ngược lại chịu thiệt nặng nề như vậy. Sớm biết thế này ban đầu Vệ Hàn Sơn đã chẳng nhúng tay vào vũng nước đục như vậy. Đương nhiên giờ Vệ Hàn Sơn có hối hận cũng đã muộn, hắn chỉ đang nổi giận. Lúc này một thủ hạ tâm phúc của hắn đẩy cửa vào, thấy cảnh này lập tức rụt cổ lại, nuốt lời muốn nói xuống. Vệ Hàn Sơn nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của hắn càng thêm tức giận, không nhịn nổi quát lớn, có gì thì mau nói đi, đừng đứng đó khiến ông đây thêm bực. Võ giả kia vội vàng nói, thật ra thuộc hạ chỉ muốn nói, nếu Ngụy đại nhân đã mặc kệ chuyện này, sao chúng ta không bẩm báo lên quan lão gia? Tên Sở Hưu kia thân phận đặc thù, mặc dù do Sở đại hiệp tiến cử đến nhưng chính vì vậy hắn cũng luôn bị chú ý. Mặc dù quan lão gia sẽ không tùy tiện động tới chuyện cấp bậc tuần sát xứ, nhưng chuyện liên quan tới Sở Hưu, quan lão gia chắc chắn sẽ quản. Dù sao sau lưng hắn chính là sở đại hiệp. Vệ Hàn Sơn trong mày nói, ngươi thì biết gì. Mau đi đi, đừng đứng đó khiến ta thềm phiền nữa. Sau khi đuổi tên bộ khoái kia đi, ánh mắt vệ Hàn Sơn lại lóe lên sắc lạ. Nghe xong lời đó hắn thật sự động tâm, quan tư vũ thân là đường chủ quan trung hình đường, chỉ quan tâm tới chuyện đại sự của quan trung hình đường. Người tiếp xúc trực tiếp được với hắn chỉ có trưởng hình quan cùng mấy vị thủ lĩnh trong tập hình ti. Hắn sẽ không hỏi đến chuyện nhỏ nhặt giữa các tuần sát xứ có điều sở hưu lại do sở nguyên thăng tự mình tiến cử vào làm tuần sát sứ không khéo quan tư vũ sẽ hỏi tới thì sao có điều việc khiến vệ hàn sơn lo lắng nhất chính là thái độ của ngụy cửu đoan dù sao hắn định vượt cấp bỏ qua ngụy cửu đoan tố cáo sở hưu lên trên làm vậy chẳng khác nào đánh lên mặt ngụy cửu đoan chỉ trích hắn xử lý không đúng nếu cuối cùng sở hưu bị phạt vậy ngụy cửu đoan cũng sẽ bị gian dạy nhưng nghĩ lại thái độ của ngụy cửu đoan hôm nay vệ hàn sơn lại cười lạnh trong lòng ngươi đã bất nhân vậy đừng trách ta bất nghĩa có điều ngụy cửu đoan ở đất quan tây này đã gần trăm năm xây dựng được ảnh hưởng quá lâu bền vệ hàn sơn cũng không dám trắng trợn tố cáo ngụy cửu đoan cho nên hắn định âm thầm nặc danh báo cáo lên tổng bộ hình đường trước tiên đừng lộ mình ra đã nghĩ tới đây vệ hàn sơn đích thân phân phó những tâm phúc của mình thông qua tầng tầng truyền tin âm thầm chuyển thư tới tổng bộ quan trung hình đường mấy ngày sau trong tổng bộ quan trung hình đường quan tư vũ đọc bức thư được đưa tới ánh mắt lộ ra sắc lạ lại có người đưa thư nặc danh tới đây quả thật hiếm thấy đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra. Đất quan trung hình đường mặc dù diện tích không nhỏ nhưng kết cấu xâm nghiêm, tầng trên quản lý tầng dưới, rất ít khi có tình huống vượt cấp bẩm báo như vậy. Nhưng giờ lại có người chuyển thư nặc danh tới chỗ hắn, rõ ràng là trưởng hình quan bên dưới xuất hiện vấn đề, không ép được thủ hạ của mình. Vốn chuyện dính tới tuần sát sứ như vậy sẽ không đưa tới trước mặt quan tư vũ. Nếu chuyện gì hắn cũng phải quản, vậy chẳng bận rộn đến chết. Trong tổng bộ hình đường có không ít người chuyên môn phụ trách trợ giúp quan tư vũ xử lý một số tin tức công văn thông qua phân tích chọn lọc kỹ càng mới đem những việc thật sự cần quan tư vũ quyết định báo cáo lên cho hắn lần này chuyện sở hưu được đưa tới trước mặt quan tư vũ đúng như suy đoán của vệ hàn sơn vì sở hưu do sở nguyên thăng tiến cử vào quan trung hình đường thân phận đặc thù cho nên chuyện này mới được đưa tới cho quan tư vũ đọc hết lá thư này quan tư vũ nhẹ giọng hô ốt trì đến đây nghe thấy tiếng gọi một lát sau ốt trì đã đẩy cửa bước vào cung kinh nói sư phụ có chuyện gì vậy ạ à? Quan Tư Vũ đưa bức thư nặc danh cho Út Trì nói, ngươi thấy chuyện này ra sao? Út Trì đọc hết bức thư, ánh mắt lập tức lộ ra sắc lạ. Rõ ràng hắn cũng không ngờ sở hưu vừa nhậm chức đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa kẻ này làm việc quả quyết, tàn nhẫn không như những võ giả sở nguyên thăng từng đề cử gia nhập quan trung hình đường. Xem ra suy nghĩ ban đầu của hắn đã sai, sở hưu này mặc dù được sở nguyên thăng tiến cử vào quan trung hình đường nhưng lại không phải hạng người như sở nguyên thăng. Bót chỉ đặt bức thư sang một bên, ngẩng đầu trầm giọng nói với quan tư vũ sư phụ ngụy cửu đoan sợ là đã già thậm chí không chấn áp được thủ hạ của mình trưởng hình quan đất quan tây e rằng phải đổi một người khác quan tư vũ hỏi cái nhìn của hắn nhưng uất chỉ lại không đề cập tới sở hưu mà nói thẳng về việc ngụy cửu đoan đây cũng là điểm khiến quan tư vũ lộ vẻ hài lòng uất chỉ là đệ tử quan tư vũ nuôi từ nhỏ đến lớn nếu quan tư vũ có con trai địa vị uất chỉ không chừng còn cao hơn con trai hắn có điều do ngại quy củ quan trung hình đường lại thêm bản thân quan tư vũ thiết diện vô tư hắn có thể để người mà sở nguyên thăng tiến cử gia nhập quan trung hình đường làm tuần sát xứ nhưng lại không cho đệ tử của mình đảm nhiệm chức vụ quan trọng khi mình còn là đường chủ có điều mặc dù như thế nhưng hắn cũng bồi dưỡng ốt chỉ cách quan sát đại cục như lúc này chuyện sở hưu làm ở kiến châu phủ xem như đại sư nhưng ở đất quan tây có thể bị ngụy cửu đoan dùng một câu đè xuống còn đặt tới toàn bộ quan trung lại chỉ là việc nhỏ thậm chí nếu không phải thân phận sở hưu tin tức này cũng không được đưa tới trên mặt bàn của quan tư vũ cho nên giờ Quan Tư Vũ hỏi Uất Trì cái nhìn đối với chuyện này, nếu Uất Trì chỉ, chỉ trả lời liên quan tới đúng sai của Sở Hưu, vậy Quan Tư Vũ sẽ khá thất vọng, nhưng giờ Uất Trì có thể từ tin tức này nhìn ra Ngụy Cửu Đoan đã không cách nào hoàn toàn khống chế đất Quan Tây, trả lời như vậy mới xem như hợp cách. Quan Tư Vũ gật đầu, Ngụy Cửu Đoan đúng là đã già rồi, ngày xưa khi ta vừa gia nhập quan trung hình đường, hắn đã là trưởng hình quan, về sau lại ngồi trên vị trí này vài chục năm nữa. Đáng tiếc người càng già liền nghĩ càng nhiều quả thật cũng đến lúc nên về hưu rồi. Bất chỉ nói, thật ra ngụy cửu đoan nên về hưu từ sớm rồi, chẳng qua sư phụ thấy địa vị thâm niên của hắn tại quan trung hình đường mới để hắn làm tiếp. Bằng không một vị trí trưởng hình quan, tùy tiện chọn một thủ lĩnh trong tập hình ti ra đều có thể đảm nhiệm. Quan tư vũ lắc đầu nói, lần này ngươi nói sai rồi. Mấy thủ lĩnh trong tập hình ti bất cứ ai cũng có thực lực cao hơn ngụy cửu đoan, nhưng vị trí trưởng hình quan không phải cứ có thực lực là được trưởng hình quan nhất định phải cân bằng các thế lực dưới trướng đồng thời phải ổn định trật tự của giới võ lâm trong khu vực cần có đủ uy vọng và kinh nghiệm những thủ lĩnh tập hình ti mặc dù thực lực không tệ nhưng những phương diện khác quả thật không bằng ngụy cửu đoan hơn nữa nhiệm vụ bên tập hình ti cũng rất nặng cho nên vẫn cần hắn đảm nhiệm vị trí trưởng hình quan một thời gian để ta suy nghĩ xem ai có thể đảm nhiệm công việc này có điều thời gian vừa qua đúng là ngụy cửu đoan khá lười biếng thậm chí không quản được thủ hạ của mình ngươi báo tin này cho ngụy cửu đoan không cần nói với hắn bức thư tới thế nào, để chính hắn tự đi thăm dò. Nếu hắn thậm chí không biết ai vượt cấp bẩm báo, vậy đúng là không nên ngồi làm trưởng hình quan quan Tây nữa." Bất Chỉ gật đầu nói, "Vậy Sở Hưu thì sao?" Quan Tư Vũ thản nhiên nói, "Trước đó ta không nhìn nhầm, tên Sở Hưu này cũng chẳng phải người an phận gì, mặc dù đúng là hắn cứu Sở Nguyên Thăng nhưng rõ ràng là có ý thi dân cầu báo. Chẳng qua có liên quan tới Sở Nguyên Thăng, ta cũng không tiện trực tiếp trừng trị hắn." ngươi tới chỗ sở hưu hỏi hắn một câu, nói ta muốn một lời giải thích. Nếu lời giải thích của hắn hợp lý khiến ta hài lòng, chuyện này bỏ qua. Nếu hắn không đưa được một lời giải thích hợp lý, vậy không cần làm tuần sát sứ nữa, trực tiếp ném hắn vào trong tập hình ti làm một mật thám cấp thấp đi. Vâng thưa sư phụ. Bất chỉ gật nhẹ đầu, lập tức quay người đi ra ngoài. Lúc này trong đường khẩu tuần sát sứ kiến châu bầu không khí không tệ, những bộ đầu bộ khoái đã không còn bộ dáng thiếu sức sống như lúc trước nữa. Trong mắt bọn họ. Vị đại nhân mới này cả thủ đoạn lẫn thực lực đều cực kỳ cao mình. Trận giang gia nhất chiến thành danh, một lần nữa thành lập uy thế đường khẩu tuần sát sứ kiến châu. Những thực lực võ lâm trước đó còn không coi bọn họ ra gì, giờ lại chủ động mang quả cáp tới thăm hỏi kết giao. Hơn nữa bọn họ cũng có thể quang minh chính đại, yên tâm thoải mái nhận lấy. Phải biết trước đó khi phương chính nguyên làm tuần sát sứ, hắn luôn quản lý bọn họ cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép chuyện nhận hối lộ xảy ra. Hơn nữa ở phân bộ quan tây, ngụy cửu đoan còn trực tiếp đè ép vệ hàn sơn thiên vị sở hưu khiến cho chuyện diệt giang gia hoàn toàn bị bỏ qua việc này cũng đặt vững địa vị của sở hưu trước đó sở hưu vừa tiếp nhận vị trí tuần sát xứ y chỉ là một kẻ ngoại lai địa vị còn chưa đủ vững còn giờ bất luận nội bộ hay ngoại bộ thông qua những chuyện vừa rồi vị trí tuần sát xứ của y đã vững như thành đồng cuối đá trong thư phòng sở hưu đọc tin bọn đỗ quảng trọng đưa tới thật ra cũng không có chuyện gì lớn đa số đều là việc nhỏ dù sao kiến châu phủ chỉ lớn chừng đó xung quanh có mười mấy tòa thành nhỏ bình thường rất ít khi có đại sự gì. Hơn nữa sở hưu lại không độc quyền, ba người Đỗ Quảng Trọng vẫn nắm giữ quyền tự chủ, một số chuyện không quan trọng lắm đều được giao cho họ xử lý, chỉ cần báo lại kết quả cho sở hưu là được. Cho nên trước mắt công việc tuần sát xứ của sở hưu ngược lại rất nhẹ nhàng. Hắn thu được không ít tài nguyên tu luyện từ Giang gia, trừ đi phần hiến lên cho Ngụy Cửu Đoan cùng chia cho thủ hạ vẫn còn lại không ít, đủ cho y tu luyện một thời gian. Đúng lúc này Đỗ Quảng Trọng đột nhiên gõ cửa tiến vào, sắc mặt căng thẳng nói: "Đại nhân, bất chỉ đại nhân của tổng đường tới nói muốn gặp ngài chẳng trách đỗ quảng trọng căng thẳng như vậy thân phận bất chỉ tại quan trung hình đường không phải bí mật gì đệ tử thân truyền của quan tư vũ đại nhân cho dù chức vị của hắn chỉ là một mật thám tập hình ti bình thường nhưng trên thực tế địa vị lại cực cao thậm chí ngụy cửu đoan cũng phải khách khí với hắn sở hưu nhíu mày nói bất chỉ tới sao mời vào phòng tiếp khách đi sở hưu thật sự không ngờ uất trì lại tới vào lúc này thân là đệ tử quan tư vũ Bất chỉ thường xuyên đi theo giúp quan Tư Vũ xử lý một số tạp vụ to to nhỏ nhỏ, có thể nói là hết sức bận rộn. Sao giờ lại cố ý tới tìm hắn? Sở Hưu không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào trong phòng tiếp khách, đổi lại bộ mặt tươi cười nói: Bất chỉ huynh tới đây mà ta lại không tiếp đón từ xa, mong Bất chỉ huynh không trách. Bất chỉ uống một ngụm trà cười cười nói: Tại hạ đâu phải người quyền cao chức trọng gì, đâu cần nên tiếp. Thật ra lần này ta đến đây chỉ là đại biểu cho sư phụ đến hỏi ngươi một câu. Ồ, có gì cần hỏi? Sở Hưu thần sắc hương đào nhiên đổi hỏi, Bất Chỉ lấy phong thư kia ra đưa cho Sở Hưu nói, đọc đi. Sư phụ nói người muốn một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý. Sở Hưu cầm phong thư lên đọc, lập tức nhớn mày. Có người tố cáo mọi chuyện lên quan Tư Vũ, điểm này y thật sự không ngờ, báo cáo vượt cấp như vậy quả thật là đánh lên mặt Ngụy Cửu Đoan, hơn nữa còn là nạc danh, tin tức trong đó khá nhiều. Sở Hưu không tính sai thái độ của Ngụy Cửu Đoan nhưng lại đánh giá cao khả năng khống chế của Ngụy Cửu Đoan đối với khu vực quan Tây này hắn còn chưa về hưu, tuần sát sứ dưới tay đã không để hắn vào mắt rồi. Một khi hắn về hưu chắc chắn là người đi trả lạnh. Đọc phong thư này, người đầu tiên sở hưu nghĩ tới chính là vệ Hàn Sơn, dù sao trong số tuần sát sứ chỉ có hắn xung đột trực tiếp nhất với mình. Đương nhiên cũng có thể kẻ báo cáo là người khác, biết người biết mặt không biết lòng. Sở hưu cũng không biết rốt cuộc mình đã chạm tới lợi ích của những ai, lại có ai không vừa mắt với mình. Bốt trì nhìn sở hưu mỉm cười tủm tìm nói, sở huynh, sư phụ chỉ muốn một lời giải thích mà thôi rất đơn giản mà chẳng lẽ giờ ngươi còn không nghĩ ra sở hưu chậm rãi buông lá thư xuống nếu quan tư vũ đã phái đệ tử thân truyền tới đây lời giải thích này đơn giản được sao có lẽ rất đơn giản chỉ có điều một khi mình giải thích không ổn vậy chức tuần sát xứ này còn chưa ngồi vững được bao lâu đã bị chuyển chỗ đưa tờ thư báo tin cho ốt trì sở hưu trầm giọng nói quan trung hình đường cần uy nghiêm quan trung hình đường bảo hộ toàn bộ quan trung nhưng cũng là chúa tể của nơi này luật pháp nơi này do quan trung hình đường chúng ta phân định có tội hay không có tội cũng do quan trung hình đường ta phán quyết. Chuyện Giang gia đã xác định, chứng cứ vô cùng xác định, buôn lậu hàng cấm biệt thị luật pháp hình đường, tội đáng chém. Diệt một Giang gia mà khiến cả đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ lấy lại uy nghiêm của quan trung hình đường, vụ mua bán này vô cùng có lời. Quốc trì mỉm cười nói, không tệ, sở huynh, ta sẽ chuyển những lời này của ngươi về cho sư phụ. Từ khi sở hưu nói ra câu đầu tiên Quốc trì đã biết sở hưu qua được rồi. Cho dù hắn còn chưa gặp quan tư vũ cũng đã biết kết quả phần lớn quy củ của quan trung hình đường đều do quan tư vũ thiết lập so với sở cùng ca dùng mị lực cá nhân ảnh hưởng cả quan trung hình đường quan tư vũ lại sử dụng hình phạt nghiêm khắc cùng quy củ xâm nghiêm thống lĩnh quan trung hình đường diệt giang ra chỉ là việc nhỏ ảnh hưởng tới lợi ích của ai cũng chỉ là việc nhỏ đại sự là chuyện này liệu có ảnh hưởng tới thanh danh và lợi ích của quan trung hình đường hay không giờ rõ ràng hành động của sở hưu tạo uy nghiêm mạnh mẽ hơn cho quan trung hình đường ở kiến châu phủ cho nên lời giải thích này của y hợp lý có thể qua cửa bót chỉ đứng dậy cười nói nếu đã vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi Ta cũng nên đi thôi Sở hưu nói Bót chỉ huynh cần gì gấp gáp như vậy Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu rồi Bót chỉ lắc đầu nói Chuyện tiệc rượu lúc nào cũng có thời gian Có điều lần này ta tới quan tây không chỉ qua chỗ sở huynh Ngươi mà còn phải tới phân bộ hình đường quan tây một chuyến Tới gặp ngụy cửu đoan đại nhân Sở hưu như có suy nghĩ gật nhẹ đầu Trực tiếp tiễn bót chỉ ra cửa Y có vẻ như hiểu ra điều gì Mình đã qua cửa nhưng thể diện ngụy cửu đoan sợ là khó coi ngày thứ hai sau khi uất trì đi khỏi vệ hàn sơn lại xuất hiện bên trong đường khẩu tuần sát sứ kiến châu chân bước ung dung vào đường khẩu tuần sát sứ thái độ vệ hàn sơn lần này không chút lo lắng sợ sệt nhìn sở hưu vệ hàn sơn cười lạnh nói sở hưu ban đầu ta đã nói rồi mà chuyện này tuyệt đối không xong đâu ngươi dám làm sằng làm bậy như vậy kinh động tới cả bên tổng đường trước tuần sát sứ này của ngươi còn ngồi được bao lâu thương châu phủ của vệ hàn sơn cách kiến châu phủ rất gần huống hồ uất trì tới đất quan tây cũng không che giấu hành tung gần như Uất Trì vừa mới tới Kiến Châu phủ, bên phía vệ Hàn Sơn đã nhận được tin. Khi biết Uất Trì đích thân tới Kiến Châu phủ, vệ Hàn Sơn lập tức hiểu thư nặc danh tố cáo của mình đã thành công, được đưa tới trước mặt quan đại nhân, bằng không giờ Uất Trì đã chẳng đích thân tới tìm Sở Hưu. Híp mắt nhìn thoáng qua vệ Hàn Sơn, Sở Hưu thản nhiên đáp, kẻ lén lút sau lưng ngụy cửu đoan tố cáo ta là ngươi. Vệ Hàn Sơn cười lạnh nói, tố cáo gì, ta chẳng biết gì hết, ngươi cũng chẳng cần cắn linh tinh như vậy. Rõ ràng chính ngươi làm sằng làm bậy gây động tĩnh quá lớn nên mới kinh động tới bên tổng đường. Mặc dù trước mắt chỉ có hắn cùng Sở Hưu, bọn đỗ quảng trọng không dám nhúng tay vào chuyện giữa hai vị tuần sát sứ đại nhân đều đã lui ra ngoài, nhưng vệ Hàn Sơn cũng không dám nói lung tung tại thời điểm này. Sở Hưu thản nhiên đáp, nếu không muốn người ta biết trừ phi mình đừng có làm. Vệ Hàn Sơn giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi còn diễn kịch như vậy có ích gì? Huống hồ lần này ngươi tới rốt cuộc muốn làm gì, định chế nhạo ta một hồi à? Vệ Hàn Sơn thản nhiên ngồi xuống trước mặt sở hưu nói, đương nhiên ta không nhàn chán như vậy. Ta chỉ tới đây bàn chuyện giao dịch với ngươi. Giao dịch gì? Vệ Hàn Sơn nói, sở hưu lần này chuyện ngươi gây ra đã tới tai bên tổng đường, chức vị tuần sát sứ của ngươi không chỉ mất chắc, thậm chí rất có khả năng bị hình đường trách phạt. Quan đại nhân trước nay thiết diện vô tư, cho dù ngươi được sở nguyên thăng sở đại hiệp tiến cử vào quan trung hình đường cũng vô dụng. Nghe nói ngươi diệt Giang gia nhận được không ít của cải từ Giang gia, phải biết nếu không có ngươi âm thầm gây rối, Giang ra chuẩn bị hiếu kính những thứ đó lên cho ta. Cho nên giờ nếu ngươi thức thời giao những thứ đó cho ta, vậy ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi có thể giúp ta ngăn cản bên trên điều ta, giữ lại vị trí tuần sát sứ, sở hưu mặt không biểu cảm nói. Vệ Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, tổng bộ điều người xuống, ai mà ngăn nổi. Có điều thương châu phủ ta cùng kiến châu phủ ngươi liền nhau, nếu tổng đường phái người xuống điều tra chắc chắn sẽ hỏi thăm ta. Việc ta giúp được ngươi chính là không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nếu không lúc đó ta chỉ cần nói xấu ngươi vài lời, hậu quả ngươi cũng tự hiểu rồi đấy. Không khéo ngươi còn bị tổng đường nghiêm trị. Sở Hưu nghe vậy lập tức mỉm cười nói: Vệ Hàn Sơn, kẻ nghĩ hay quá nhỉ là ngươi mới đúng. Ngươi tố cáo ta lên quan đại nhân, kết quả giờ lại ham muốn của cải ta lấy được từ giang ra, cứ thế chỗ tốt đều là của ngươi à? Vệ Hàn Sơn chỉ cười lạnh hai tiếng không nói một lời. Nhưng ý tứ của hắn đã rờa rõ ràng, đó là hắn ăn chắc Sở Hưu rồi. Sở Hưu dùng tay gõ bàn một cái nói, nếu ta đoán không sai, ngươi thấy Uất Trì đi khỏi xong mới lên đường tới đây. Vậy giờ với tốc độ của Uất Trì, chắc hắn đã cưỡi khoái mã tới phân bộ quan Tây rồi. Sau khi ngươi trở lại Thương Châu phủ, ngươi sẽ nhận được tin của Ngụy đại nhân. Vệ Hàn Sơn, ngươi không phải kẻ ngu, nhưng ngươi lại là kẻ tự đại. Quan Trung Hình Đường có quy củ của Quan Trung Hình Đường, đất quan Tây này cũng có quy củ của quan Tây. Chuyện nhà mình phải do người nhà mình giải quyết, ngươi lại tự cho là đúng nhất quyết lôi việc ra ngoài lần này ta có mất vị trí tuần sát sứ không giờ còn chưa biết nhưng ta biết chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ gặp xui rồi Vệ hàn sơn sắc mặt hơi đổi hắn chỉ biết ốt trì đích thân tới kiến châu phủ nhưng lại không biết ốt trì nói gì với sở hưu nhìn vẻ chấn định hiện giờ của sở hưu vệ hàn sơn lại bỗng cảm thấy có vẻ không đúng có điều không đúng thì không đúng vệ hàn sơn vẫn lạnh lùng nói sở hưu ngươi cứ ngoan cố đến cùng như vậy người bên trên mà xuống cha khỏi sẽ có lúc ngươi khóc cho mà xem nói xong vệ hàn sơn vội vàng bỏ đi định về thương châu phủ tìm hiểu chút động tĩnh. Nhìn bóng lưng vệ Hàn Sơn đi khỏi, ánh mắt sở hưu không khỏi lóe lên sắc lạnh. Căn cơ của y tại quan trung còn thấp, có thể nói chỉ vừa mới đặt chân. Cho nên sở hưu chỉ muốn khu vực của mình, thật sự không có ý muốn gây thù trúc oán với những người khác. Đáng tiếc chính y không làm khó dễ người khác nhưng người khác cứ nhất quyết tới gây chuyện với y. Nếu vệ Hàn Sơn muốn đối địch với y, vậy sau này các thủ đoạn trong tối ngoài sáng chắc chắn không ít. Dù sao trên đất quan tây này, bất luận căn cơ hay thực lực địa bàn vệ hàn sơn đều mạnh hơn y đương nhiên trước mắt vệ hàn sơn còn một phiền toái cần vượt qua đó chính là lửa giận của ngụy cửu đoan ngay khi vệ hàn sơn trở lại thương châu phủ bót trì cũng tới phân bộ hình đường quan tây sau khi gặp ngụy cửu đoan bót trì trực tiếp cười chắp tay nói ngụy đại nhân đất quan tây gần đây có vẻ không ổn có người tố cáo lên sư phụ ta có điều sư phụ nói chuyện của quan tây vẫn phải do quan tây tự mình giải quyết nếu ngụy đại nhân không giải quyết được thì tổng bộ hình đường mới có thể giúp một tay nói xong ốt chỉ giao tấm mật thư cho ngụy cửu đoan sau khi xem xong nội dung trên đó sắc mặt ngụy cửu đoan lập tức hóa thành âm trầm yên tâm đi chuyện này lão phu sẽ giải quyết không phiền tới quan lão ra nữa đồng thời sau này sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa ốt chỉ cười tủm tìm nói vậy thì tốt để ta về chuyển lời cho sư phụ sau khi ốt chỉ đi khỏi ngụy cửu đoan tức tới mức đập hai quả cầu sắt hoa văn rồng trong tay xuống đất khiến mặt đất lõm sâu vài trượng gọi vệ hàn sơn tới đây cho ta phong thư nặc danh này có phải vệ hàn sơn viết hay không ngụy cửu đoan cũng không có chứng cứ có điều hắn thân là trưởng hình quan quan tây xử lý chuyện này còn cần chứng cứ hay sao mới lần trước mình nhận hối lộ của sở hưu nhận lòng chung của y quay đi ngoảnh lại đã có người đem mọi chuyện tố lên tổng bộ hình đường nếu nói chuyện này không phải vệ hàn sơn làm ai mà tin nổi huống hồ cho dù chuyện này thật sự không phải do vệ hàn sơn làm cũng chẳng sao ngụy cửu đoan giờ chỉ cần tìm một người chút giận cho dù có tìm sai người cũng đủ cảnh cáo những tuần sát sư khác để bọn họ thấy kết cục của kẻ giở trò lật mặt. Lúc này vệ Hàn Sơn vừa trở lại đường khẩu tuần sát sứ Thương Châu phủ, bên này còn đang nghĩ cách phái người đi tìm hiểu chút tin. Bên kia thủ hạ đã chạy tới báo cáo nói Ngụy Cửu Đoan bảo hắn tới phân bộ Quan Tây một chuyến. Nghe được lời này, trong lòng vệ Hàn Sơn âm thầm căng thẳng, lập tức lên đường tới phân bộ. Lúc này không riêng gì vệ Hàn Sơn, những tuần sát sứ khác như Sở Hưu cũng lần lượt nhận được tin tức, tới phân bộ Quan Tây. Trong phân bộ hình đường Quan Tây, năm vị tuần sát sứ như Sở Hưu ngồi trong đại sảnh ngụy cửu đoan ngồi trên ghế chủ sắc mặt âm trầm như nước không khí vô cùng căng thẳng vệ hàn sơn bước vào phòng nghị sự cảm nhận bầu không khí trong đó trong lòng cũng thầm hô một tiếng không ổn cục diện lúc này hệt như lúc sở hưu bị ngụy cửu đoan chất vấn có điều đối tượng đã đổi lại thành hắn vệ hàn sơn đang định nói gì đã nghe ngụy cửu đoan dùng giọng điệu lanh băng nói chuyện giang gia bị diệt môn ta đã ra quyết định rồi ngươi có gì bất mãn có thể nói với ta thế nhưng ngươi lại lén lút sau lưng ta tới tố cáo với tổng đường trong mắt ngươi còn trưởng hình quan ta đây hay không hay là cái đất quan tây to lớn này đã không chứa nổi ngươi rồi vệ hàn sơn vội vàng nói đại nhân oan uổng quá ta thật sự không tố cáo gì cả ngụy cửu đoan cười lạnh nói không phải ngươi thì còn là ai vậy thì tốt ngươi nói xem là ai nói ra mọi người cùng tranh luận vệ hàn sơn vừa định nói gì đó nhưng lại lập tức nuốt lại bảo hắn nói thế nào đây mấy tuần sát xứ quan tây này có ai là kẻ dễ chọc nếu hắn cắn loạn người khác rõ ràng là tự tìm đường chết không nói ra được. Ngụy Cửu Đoan thần sắc lạnh lẽo, khí thế cường đại quanh người ầm ầm bộc phát, ngưng tụ cùng cương khí vàng kim trong phòng nghị sự, như Thái Sơn áp đỉnh đè ép về phía Vệ Hàn Sơn. Dưới áp lực cường đại đó, lớp sàn lát đá xanh đã vỡ vụn thành từng mảng tạo thành một đường thẳng kéo dài tới dưới chân Vệ Hàn Sơn. Áp lực cường đại đó khiến sắc mặt Vệ Hàn Sơn đỏ bừng, thân thể không tự chủ được té quỵ xuống mặt đất. Thật ra võ giả ngưng tụ tinh khí thần tạo thành tam hoa trên đỉnh Như Vệ Hàn Sơn không đến nỗi không đỡ nổi khí thế của đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc trước Sở Hưu dùng độc cô ấn trong khoái mạn cửu tự quyết cứng rắn chống đỡ niết không thần trảo của thiên tội đà chủ, giờ Vệ Hàn Sơn cho dù không có bí pháp phòng ngự như độc cô ấn nhưng cũng có thể kháng cự được. Chỉ có điều hắn không dám, trước mắt Ngụy Cửu Đoan đang nổi nóng, hắn càng phản kháng càng khiến Ngụy Cửu Đoan tức giận, thậm chí ngay bản thân Vệ Hàn Sơn cũng nghĩ mãi không hiểu trong tình huống không có chứng cứ sao Ngụy Cửu Đoan lại chắc chắn mọi chuyện là do hắn làm, còn tức giận mẫn cảm tới vậy. Ngụy Cửu Đoan lạnh giọng nói, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, đơn giản là thấy ta già, ta sắp từ nhiệm về hưu nên không để ta trong mắt, muốn làm gì thì làm. Nhưng trên đất Quan Tây này, chỉ cần một ngày mệnh lệnh của quan đại nhân chưa tới, ngày đó ta vẫn là trưởng hình quan đất Quan Tây này." Ngụy Cửu Đoan nói xong lời này, khí thế cường đại đó không chỉ ép về phía vệ hàn sơn mà tỏa ra những tuần sát sứ xung quanh kể cả sở hưu vừa tỏ lòng chung với ngụy cửu đoan hắn hành động lần này của hắn ngoài sáng là trừng trị vệ hàn sơn nhưng lại ngấm ngầm cảnh cáo những tuần sát sứ khác nói cho họ chỉ cần mình còn ngồi trên vị trí trưởng hình quan này đất quan tây vẫn do hắn định đoạt chúng thuộc hạ không dám đám người sở hưu đồng loạt đứng dậy hành lễ nói ngụy cửu đoan nghe vậy mới thu hồi khí thế bản thân lạnh lùng nói các ngươi có dám hay không trong lòng tự biết là được ta cũng không nói nhiều. Về Hàn Sơn, nể tình ngươi làm việc cho ta nhiều năm, lần này ta sẽ không tước bỏ vị trí tuần sát sứ của ngươi. Nhưng đã có tội không thể không phạt. Dưới tay ngươi quản lý hai châu phủ, từ nay trở đi thần châu phủ sẽ giao cho Khương Đào Nhiên quản lý. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt nhìn về phía Khương Đào Nhiên vẫn luôn giữ im lặng. Tại quan trung hình đường nếu có thể lên tới vị trí tuần sát sứ, chỉ cần ngồi vững trên vị trí này 10 năm trở lên. Cơ bản không ai là kẻ đơn giản, giờ sở hưu cũng có cảm giác này. Y có thể dự liệu được lần này vệ Hàn Sơn chắc chắn gặp xui, những người khác đương nhiên cũng vậy. Đồng thời Khương Đào Nhiên này không ngờ còn nhanh hơn một bước, dành trước giao dịch riêng gì đó với Ngụy Cửu Đoan nên mới đoạt được thần châu phủ từ tay vệ Hàn Sơn. Ban đầu khi sở hưu xung đột với vệ Hàn Sơn, Khương Đào Nhiên này giả bộ làm người hòa giải thật ra là tìm cơ hội làm ngư ông đắc lợi, mà giờ rốt cuộc hắn cũng nắm bắt được cơ hội này. Có điều sở hưu cũng chẳng mấy để ý, vì giờ y vốn không nghĩ tới chuyện khuếch trương thế lực bản thân. Y chỉ mới đến, dùng thực lực ngoại cương cảnh trở thành tuần sát sứ đã đủ trói mắt rồi. Nếu dưới trướng y còn có hai châu phủ, vậy sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Vệ Hàn Sơn quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn sang phía Khương Đào Nhiên mỉm cười tủm tỉm ra vẻ vô hại cùng Sở Hưu bên cạnh lộ rõ vẻ xem trò hay, hận tới ngứa rằng ngứa lợi. Đương nhiên trong lòng hắn càng hận Ngụy Cửu Đoan, chỉ có điều hắn không dám lộ ý hận này ra mà thôi. Ngụy Cửu Đoan hừ lạnh một tiếng phất phất tay nói, "Được rồi, mọi người giải tán, nhớ cho kỹ sau này đừng có dở mấy thủ đoạn đó ra nữa." nói xong ngụy cửu đoan quay người bỏ đi sở hưu nhìn vệ hàn sơn khó nhọc đứng dậy cười nhạt nói vệ đại nhân trước đó ta đã cảnh cáo ngươi rồi chẳng mấy chốc ngươi sẽ gặp xui giờ xem ra mọi chuyện quả nhiên đã thành sự thật lúc này vệ hàn sơn chẳng hề nổi giận hắn chỉ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn lại sở hưu nói được lắm sở hưu trước đó ta coi thường ngươi rồi tuổi trẻ đã bước lên long hồ bảng tranh phong cùng những tuấn kiệt trẻ tuổi trong đại phái quả nhiên không phải hạng đơn giản bất luận thực lực hay thủ đoạn đều như vậy ván này ta lỗ mãng, cũng là ta thua. Thế nhưng đừng quên lời ta nói trước đó, chuyện này tuyệt đối không xong đâu. Sau khi nói xong vệ Hàn Sơn lạnh lùng trừng mắt với sở hưu một hồi rồi nhìn sang phía Khương Đào Nhiên một lúc rồi mới quay người bỏ đi. Sở hưu lại chẳng buồn để ý, tùy ý theo ra ngoài cửa lớn. Trong phòng nghị sự bốn tuần sát xứ còn lại liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ vẻ khó hiểu, sau này bọn họ cũng không thể dùng ánh mắt lúc trước nhìn sở hưu nữa. Kẻ này mặc dù còn trẻ nhưng cả thủ đoạn lẫn thực lực đều không non trẻ gì, ngay cả vệ Hàn Sơn cũng bị y chỉnh cho chật vật như vậy, đã có tư cách bằng vai phải lứa với bọn họ. Sau khi trở lại đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu phủ, Sở Hưu an tâm trực tiếp bế quan tu luyện. Mãi tới lúc này phiền phức của y mới xem như thật sự được giải quyết. Y đã ngồi vững trên vị trí tuần sát sứ, còn bên ngoài vệ Hàn Sơn cũng chịu thiệt lớn, Đoan Trừng tạm thời không còn tâm tư đâu gây chuyện với y. Sau khi bước vào ngoại cương cảnh, trừ lúc bế quan trong rừng rậm Thương Mang Sơn, thời gian còn lại sở hưu đều dùng trong việc lục đục với đám người quan trung hình đường này không có nhiều thời gian để tu luyện từ ngoại cương tới tam hoa tụ đỉnh là một bình cảnh nhỏ không chỉ cần tích lũy mà còn cần đốn ngộ tinh khí thần bản thân hợp nhất đạt tới đỉnh phong ngưng tụ tam hoa trên đỉnh như vậy mới chính thức coi là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh mặc dù trước mắt sức chiến đấu của sở hưu rất mạnh thậm chí so chiêu được với vệ hàn sơn đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh nhưng trên thực tế sở hưu còn chưa chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới này hắn có thể đối đầu với vệ Hàn Sơn chẳng qua là nhờ căn cơ cường đại cùng sức bật kinh người của mình, nếu luận cảnh giới chân thực, đánh tới tận cùng, nội tình Sở Hưu thật ra vẫn không bằng vệ Hàn Sơn. Dù sao hai bên tranh nhau cả một cảnh giới, lại còn là Tam Hoa tụ đỉnh có thể coi là bình cảnh tiểu cảnh giới. Về phần lão tổ Giang gia bị Sở Hưu giết chết lại chỉ là một ông già sắp chết, không thể coi như chiến tích đơn độc được. Giết một ông lão đã già sắp chết không phải chuyện đáng khoe khoang gì. Một tháng sau, đêm khuya Sở Hưu đang bế quan trong đường khẩu tuần sát xứ, một tiếng động nho nhỏ đột nhiên vang lên trong đường khẩu. Tiếng động này khiến Sở Hưu đang bế quan đột nhiên mở mắt. Y không phải bế quan sinh tử, chỉ tích lũy chân khí nội lực bản thân cùng cảm ngộ võ đạo mà thôi, cho nên vẫn cảm giác được mọi thứ bên ngoài. Sau khi nghe tiếng có người lẻn vào đường khẩu tuần sát xứ, Sở Hưu lập tức cay mày. Đất quan trung rồng rắn lẫn lộn nhưng quan trung hình đường có thực lực và uy nghiêm tuyệt đối, bình thường một số hung đồ ác tặc muốn trốn quan trung hình đường còn chẳng được. Tối thiểu sở hưu chưa từng nghe nói có ai to gan lớn mật trực tiếp động thủ đối với quan trung hình đường. Huống hồ trước mắt thực lực trong đường khẩu tuần sát sứ kiến châu cũng không yếu. Nơi này có vài chục bộ đầu bộ khoái chấn thủ, tần phương cùng lưu thành lễ không trong đường khẩu nhưng đỗ quảng trọng vẫn luôn có mặt. Người trước mắt có thể che giấu nhiều người như vậy lẻn tới cách mình không xa, rõ ràng thực lực không kém. Sở hưu lẳng lặng đẩy cửa bế quan ra, hai tay nhanh chóng kết ẩn trận tự quyết nội phục ấn, khắp cả thiên hạ mặc ta tung hoành khoảng khắc này tốc độ sở hưu bộc phát tới cực hạn chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bóng đen hồng tụ đao ầm ầm chém tới huyết luyện thần cương đỏ rực lạnh lẽo thấu xương chém ra tốc độ nhanh chóng tới cực hạn nhưng thân hình bóng đen kia càng lơ lửng bất định tốc độ không ngờ chẳng chậm hơn nội phực ấn của sở hưu bao nhiêu thân hình lay động như chiếc lá trong gió tùy ý né tránh đao thế của sở hưu chớp mắt đã phóng hơn 10 mũi truy hồn tiêu tới trước mắt sở hưu còn sở hưu thậm chí không thấy nổi người trước mắt rốt cuộc phóng ra ám khí như thế nào tốc độ ra tay phóng ám khí của đối phương không chậm hơn tụ lý thanh long của sở hưu lâm tự quyết độc cô ấn cương khí quanh người sở hưu lập tức ngưng tụ lại một chỗ như núi cao sừng sững bất động như núi mấy mũi truy hồn tiêu kia đánh lên người sở hưu trực tiếp bị độc cô ấn ngăn cản còn bóng đen kia lại lắc mình một cái trực tiếp nhảy lên nóc nhà rời khỏi đường khẩu tuần sát xứ nhìn đống truy hồn tiêu kia chân mày sở hưu lập tức nhíu lại y thấy chỗ ám khí này có vẻ quen thuộc Lúc này chấn động giao thủ của đôi bên cũng khiến đám người đỗ quảng trọng chú ý chạy lại. Thấy có người dám to gan lẻn vào đường khẩu tuần sát sứ quan trung hình đường, đỗ quảng trọng biến sắc, lạnh lùng nói: "Đại nhân, tặc tử này gan to bằng trời, để ta dẫn người đuổi theo." Sở Hưu nhíu mày nói: "Co cần đuổi theo, tự ta đi là được, các ngươi cứ chờ ở đây đi." Nói xong thân hình Sở Hưu phát lực, cũng nhảy thẳng lên nóc nhà, biến mất không thấy đâu nữa. Lần theo vết tích bóng đen kia, Sở Hưu đuổi thẳng tới một căn hẻm cách đường khẩu tuần sát sứ không xa bóng đen kia vặn vẹo đôi chút lấy khăn trùm đầu xuống hắn mặc một bộ y phục dạ hành che phủ tới cực hạn chỉ lộ ra hai con mắt thân hình như dung nhập vào màn đêm sở huynh đã lâu không gặp có lẽ giờ ta nên gọi ngươi là tuần sát sứ sở đại nhân mới đúng bóng đen kia mỉm cười lười biếng chính là sát thủ thanh long hội ngày trước đường nha lúc này trong hẻm lại có một ông lão đi ra chính là quỷ thủ vương quỷ thủ vương nhìn sở hưu tặc lưỡi thở dài quả nhiên người có năng lực đi đâu cũng chẳng lo ăn uống ở phân đà thanh long hội ngươi là sát thủ kim bài tới quan trung hình đường này ngươi cũng nhanh chóng ngồi vững vị trí tuần sát xứ sở hưu nhíu mày lúc trước khi xuất thủ y đã đoán được bóng đen kia chính là đường nha năng lực ám khí của đối phương cực mạnh khi thi hành nhiệm vụ của thanh long hội sở hưu đã từng chứng kiến cho nên y mới thấy đối phương quen thuộc gặp lại cố nhân thản nhiên nói thiên tội đà chủ đúng là quá cố chấp còn đuổi tới tận quan trung hình đường này nữa à có điều ta không tin thiên tội đà chủ dám động thủ ở quan trung hình đường nơi này không phải Bắc Yên cũng không phải Tây Sở. Quan Trung hình đường có uy thế duy ngã độc tôn trên đất Quan Trung này, Thanh Long hội thậm chí không có phân đà tại đây. Quỷ thủ vương cười khổ lắc đầu nói, đừng nói Thanh Long hội gì nữa, chúng ta giờ đã không phải người của Thanh Long hội nữa rồi. Lúc này thiên tội đà chủ chắc cũng chẳng có thời gian để truy sát người nữa rồi. Sở hưu hơi cao mày, trước đó y tưởng thiên tội đà chủ đuổi tới Quan Trung hình đường còn đường nha lại làm như lần trước. Cô ý tiết lộ chút động tĩnh cho y, nhắc nhở y, nào ngờ quỷ thủ vương lại nói như vậy. Hả? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sở Hưu nghi hoặc hỏi. Quỷ thủ vương không trực tiếp trả lời Sở Hưu mà mà nói với hẻm nhỏ sau lưng. Được rồi, ra hết đi. Theo tiếng nói của Sở Hưu, trong hẻm nhỏ có tới 30 người đi ra, trong đó có cả những người Sở Hưu quen thuộc như Tàn Kiếm Nhạn Bất Quỳ, Hỏa Nô, Lang Vương còn lại đều là sát thủ cảnh giới tiên thiên của phân đà thiên tội. Chỉ có điều lúc này bọn họ đều không mặc y phục của Thanh Long hội, cũng không đội mũ trùm đeo mặt nạ của Thanh Long hội. Quỷ thủ vương nói với Sở Hưu, như ngươi thấy đấy, chúng ta đều không còn là người của thanh long hội nữa chuyện này nói ra thì dài còn phải kể từ lúc thiên tội đà chủ truy sát ngươi thất bại ngay trước ngươi dẫn người của bạch hổ đường ra tay với thiên tội đà chủ võ giả bạch hổ đường kia thực lực quả thật rất mạnh thậm chí nội tình còn mạnh hơn thiên tội đà chủ một bậc chỉ có điều gã cao to của bạch hổ đường kia quá mức tự tin bị thiên tội đà chủ dùng dị bảo đánh lén trọng thương cuối cùng còn trực tiếp giết ngược lại mặc dù bản thân thiên tội đà chủ cũng bị trọng thương gã cao to của bạch hổ đường kia chính là đường chủ phân đường bạch hổ đường địa vị ngang với thiên tội đà chủ thân là kẻ đối địch thiên tội đà chủ giết chết một đường chủ phân đường bạch hổ đường là lập được đại công bằng vào công lao này thiên tội đà chủ không ngờ lại có cơ hội trở lại tổng bộ thanh long hội đương nhiên người có tư cách về tổng bộ chỉ là thiên tội đà chủ chúng ta thì không nói đến đây khóe miệng quỷ thủ vương bỗng lộ vẻ khó hiểu trước khi đi thiên tội đà chủ chỉ dẫn một tâm phúc đi theo chính là tên thanh điện kiếm trần kiệu kia không ngờ thiên tội đà chủ lại có thể giết chết đường chủ phân đường bạch hổ đường sở hưu quả thật khá kinh ngạc theo suy nghĩ lúc trước của sở hưu kết cục hoặc là hai bên lưỡng bại câu thương hoặc là thiên tội đà chủ không địch nổi rút lui không ngờ cả nội tình cảnh giới ở thế hạ phong nhưng thiên tội đà chủ vẫn giết ngược được tên võ giả bạch hổ đường kia mà lúc này nghe giọng điệu bọn quỷ thủ vương có vẻ bọn họ khá khinh thường chuyện thiên tội đà chủ lựa chọn dẫn trần kiệu về tổng bộ nhưng thực tế sở hưu lại cảm thấy rất bình thường trong phân đà thiên tội có không ít người tài ba thiên tội đà chủ tùy ý tìm một người làm tâm phúc còn khá hơn so với tên trần kiệu chỉ biết nịnh bợ kia có điều tuy những người này thực lực đủ mạnh nhưng thật ra lại không thích hợp làm tâm phúc nhạn bất quy tính cách lạnh lùng quái gở đường nha điên điên khủng khủng huống hồ khi thiên tội đà chủ họ người làm tốt thí đã phân vân giữa sở hưu cùng đường nha mặc dù cuối cùng hắn chọn sở hưu nhưng cũng đã liệt đường nha vào một trong số lựa chọn sợ rằng trong lòng đường nha đã có vết dạn còn bọn quỷ thủ vương hoặc quá mức láo cá hoặc thực lực không đủ cho nên Trần Kiệu quả thật là lựa chọn không tệ. Đương nhiên trong đó cũng có phần do Trần Kiệu biết cách nịnh bợ. Sở Hưu nhìn bọn Quỷ Thủ Vương cau mày nói, thiên tội Đà chủ đi tổng bộ thì đi, sao các ngươi phải thoát ly Thanh Long hội? Đất Yến Đông chỉ có một phân Đà Thiên tội, thiên tội Đà chủ mặc dù năng lực hơi kém nhưng cũng miễn cưỡng xây dựng được cơ cấu cho phân Đà Thiên tội. Thanh Long hội không đến mức chỉ vì thiên tội Đà chủ rời đi mà phế bỏ cả phân Đà Thiên tội đấy chứ. Quỷ Thủ Vương cười khổ nói, Thanh Long hội đương nhiên sẽ không phế bỏ phân Đà Thiên tội rồi. Ngược lại, đà chủ mới còn mang theo không ít sát thủ đến, lấp đầy cả phân đà thiên tội. Nhưng mỗi triều thiên tử, mỗi triều thần tử, ngươi cũng biết mà. Chúng ta đều là người có thâm niên trong phân đà thiên tội. Hơn nữa số lượng thực lực còn yếu thế, không có chỗ dựa, đương nhiên bị xa lánh rồi. Ngươi cũng biết bầu không khí ở phân đà thiên tội trước đó rồi đấy. Gần như không xuất hiện tình huống tranh đoạt nhiệm vụ. Nhưng giờ cho dù là Đường Nha cùng nhận bất quy thường cả tháng cũng không nhận được nhiệm vụ nào. Mọi chuyện đã vậy, chúng ta ở lại phân đà thiên tội còn có nghĩa lý gì nữa? cho dù chúng ta có chuyển tới phân đà khác, đoán chừng tình huống cũng chẳng khác gì, cho nên ta cùng bọn Đường nha bàn bạc một chút, dứt khoát thoát ly Thanh Long hội, chỉ có chừng này huynh đệ nguyện theo chúng ta. Sở Hưu đột nhiên hỏi, muốn thoát ly Thanh Long hội sợ rằng phải trả giá không ít. Thanh Long hội không phải chỗ từ thiện mà là tổ chức sát thủ, dễ gia nhập, khó rời bỏ, cũng như những tông môn võ lâm khác, nếu muốn rời khỏi tông môn hoặc trở thành khí đồ bị người người đánh đuổi truy sát, hoặc trả lại tu vi bản thân cho tông môn người rời khỏi tông môn toàn vẹn có thể nói là lác đác như lá mùa thu tông môn võ lâm bình thường còn vậy chớ nói chi thanh long hội hành xử tà môn quỷ thủ vương trầm mặc trong chốc lát rồi nói chúng ta đều không phải thành viên quan trọng của thanh long hội đồng thời đà chủ tân nhiệm cũng ngứa mắt với chúng ta vốn cũng muốn đá đít đuổi đi cho nên không làm khó chúng ta mấy có điều cho dù thế chúng ta cũng buộc phải nuốt cổ trùng phát hệ tâm ma không thể để lộ bất cứ tình báo bí ẩn nào liên quan tới thanh long hội Đồng thời chúng ta còn phải nộp lại khoảng MOT phần 3 phần thưởng nhiệm vụ mấy năm gần đây, bên phân đà mới chịu để chúng ta đi. Nghe quỷ thủ Vương nói vậy, Sở Hưu cũng hơi ngạc nhiên, tính ra bọn họ cũng trả giá không ít, chưa nói một phần 3 phần thưởng tất cả nhiệm vụ, bọn quỷ thủ Vương đều xuất huyết nặng. Cổ trùng kia cũng là sản vật kỳ dị của đất Miêu Cương, sau khi phát thể tâm ma, chỉ cần vi phạm lời thề sẽ bị cổ trùng cắn xé tâm can mà chết, vô cùng độc ác trừ phi người nuốt cổ trùng có thể tu luyện tới cảnh giới đệ nhị trong ngưng thần tam cảnh là chân hỏa luyện thần lấy võ đạo chân đan diễn hóa ra chân hỏa trong thể nội như vậy mới có thể thiêu hủy cổ trùng vậy giờ các ngươi tới tìm ta là vì sở hưu mơ hồ cảm giác được lý do bọn quỷ thủ vương tới tìm mình nghe sở hưu hỏi vậy thần sắc quỷ thủ vương nghiêm nghị nói chúng ta gia nhập thanh long hội đã nhiều năm giờ mặc dù rời khỏi thanh long hội nhưng cũng không muốn tùy ý bươn chảy giang hồ Đám sát thủ Thanh Long hội chúng ta có thủ đoạn giết người đỉnh cao nhưng do thường phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có nhiều thời gian bế quan bồi dưỡng cảnh giới, cho nên tốc độ tu luyện ngược lại bị chậm đi. Lần này rời khỏi Thanh Long hội, chúng ta chỉ muốn một mảnh đất dung thân an ổn mà thôi. Sở đại nhân, người cùng chúng ta coi như bạn cũ. Ngày trước cho dù chúng ta từng tham gia truy sát ngươi nhưng cũng do bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta đều nhìn ra nhân cách thật của thiên tội đà chủ, thật không dám giấu giếm. Lần này chúng ta tới đây thật ra là muốn nhờ cậy ngươi chúng ta không có bản lãnh của sở đại nhân ngươi vừa gia nhập quan trung hình đường đã trở thành tuần sát xứ cho nên chỉ cần cho chúng ta một chút thân phận bộ đầu bộ khoái bình thường chúng ta đã thỏa mãn lắm rồi quen biết đã lâu ta tin sở đại nhân cũng hiểu rõ thực lực của chúng ta chúng ta không dám nói mình mạnh hơn những võ giả quan trung hình đường này nhưng tối thiểu cũng không kéo chân ngươi quyết định này do bọn quỷ thủ vương suy nghĩ rất lâu sau khi rời khỏi thanh long hội bọn họ đều là sát thủ tinh nhuệ của thanh long hội nói ra thì hơi tự đại bọn quỷ thủ vương vẫn khá tự ngạo làm sát thủ nhiều năm như vậy chưa nói có một không hai trong số võ giả cung cấp nhưng tối thiểu cũng ít người địch nổi cho nên sau khi rời khỏi thanh long hội bọn họ cũng nghĩ tới rất nhiều chỗ nhưng hoặc là bọn họ chướng mắt người ta hoặc là người ta chướng mắt xuất thân bọn họ về phần mỗi người một ngả đi làm tán tu giang hồ bọn họ lại không muốn tùy tiện như vậy đúng lúc này thi thoảng bọn họ lại nghe khách thương quan trung bàn luận về thảm kịch giang gia ở kiến châu phủ quan tây bị diệt môn Ai nấy trách cứ tuần sát sứ Tân Nhiệm Sở Hưu làm việc tàn nhẫn bá đạo, về sau đất kiến châu phủ chẳng dễ sống, vân vân, bọn quỷ thủ Vương thấy vậy lập tức nghe ngóng một hồi, lúc này mới biết vị tuần sát sứ Tân Nhiệm Sở Hưu mà bọn họ bàn luận lại chính là vị đồng liêu Thanh Long hội ngày trước. Sau khi biết tin này đám người quỷ thủ Vương nghi hoặc không thôi, thậm chí đến giờ bọn họ còn chưa hiểu rõ thân phận Sở Hưu. Kẻ này từ sát thủ Thanh Long hội biến thành người của Long Kỵ Cấm quân Đông Tề, bọn quỷ thủ Vương còn tưởng hắn về Đông Tề rồi kết quả chỉ chớp mắt y lại lắc mình biến thành tuần sát sứ quan trung hình đường, thế này là sao? Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc, khi hiểu quyền lực cùng địa vị của tuần sát sứ, Quỷ thủ Vương lại nảy sinh suy nghĩ khác, đó chính là gia nhập dưới trướng Sở Hưu. Tiến vào quan trung hình đường, đây không phải suy nghĩ bốc đồng của Quỷ thủ Vương mà do hắn cân nhắc cẩn thận mới quyết định. Đất quan trung không quan tâm xuất thân lai lịch, Sở Hưu còn có thể trở thành tuần sát sứ, xuất thân sát thủ Thanh Long hội của bọn họ cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Hơn nữa luận tới lực ảnh hưởng bản thân Quan trung hình đường còn mạnh hơn Thanh Long hội, cho nên gia nhập Quan trung hình đường cũng không tính là bôi nhọ bọn họ. Quan trọng nhất là trong Quan trung hình đường còn có người quen là Sở Hưu. Lúc ở Thanh Long hội, bọn họ hợp tác với Sở Hưu lâu dài như vậy, cũng khá hiểu nhân cách của y, cả năng lực lẫn thực lực đều không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất Sở Hưu không phải loại người ích kỷ tới cực độ như Thiên tội đà chủ, có thể bao dung những người khác, gia nhập dưới trướng Sở Hưu dẫu sao cũng tốt hơn loại cấp trên như Thiên tội đà chủ. Cho nên Quỷ thủ Vương thuật lại cho những người khác lập tức được phần lớn mọi người tán thành. Đối với những võ giả nội cương cảnh như Quỷ Thủ Vương, năng lực thực lực sở hữu đều mạnh hơn họ. Điều này từ hồi ở Thanh Long hội bọn họ đã hiểu rất rõ, thậm chí những sát thủ như Hỏa Nô cùng Lang Vương khi thi hành nhiệm vụ đều để sở hữu cầm đầu. Cho nên gia nhập dưới trướng sở hữu, từ đồng liêu biến thành thủ hạ, bọn họ cũng không cảm thấy có gì bất mãn bất ổn. Vấn đề chân chính thật ra là Đường Nha cùng Nhạn Bất Quỳ, bọn họ cũng là ngoại cương cảnh như sở hữu. Hơn nữa địa vị bọn họ trong Thanh Long hội là ngang hàng, cùng là sát thủ cấp 5, giờ bọn họ có cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho Sở Hưu. Có điều sau khi bọn Quỷ thủ Vương đồng ý, Đường Nha cùng Nhận Bất Quy suy nghĩ một hồi rồi cũng không ý kiến gì, cùng tán thành đề nghị của Quỷ thủ Vương. Nhận Bất Quy suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cho hắn giết người, cho hắn tài nguyên tu luyện, ở đâu cũng vậy cả. Về phần Đường Nha, hắn nghĩ thế nào ngay Quỷ thủ Vương cũng chẳng đoán nổi. Quỷ thủ Vương thần sắc nghiêm nghị chắp tay với Sở Hưu nói, "Sở đại nhân, nói thẳng ra lần này chúng ta tới nhờ cậy ngươi." nếu ngươi đáp ứng, chúng ta lại cùng phối hợp, tôn ngươi làm chủ, nếu ngươi không đáp ứng. Tình cảm ngày trước cũng vẫn còn, chúng ta sẽ không tiếp tục dây dưa cũng sẽ không nói lung tung những chuyện ngươi làm ở Thanh Long Hội. Quyền lựa chọn đều trên tay sở đại nhân ngươi. Quỷ thủ vương là người rất thức thời, lúc chú ốc ở Thanh Long Hội hắn đều gọi thẳng tên sở hưu, còn giờ đã quyết định gia nhập dưới trướng sở hưu, vậy đương nhiên phải thể hiện rõ vị trí bản thân mới được. Gọi đại nhân đã chứng minh vị trí cùng suy nghĩ hiện tại của quỷ thủ vương. Nhìn những người của Thanh Long Hội, khóe miệng sở hưu nhếch lên thành một nụ cười chắp tay nói chư vị đã để mắt tới sở hưu ta không ngại ngàn dặm xa xôi tới đất quan trung này muốn gia nhập dưới trướng ta sở hưu ta đương nhiên phải trân trọng rồi ngay trước lúc ở thanh long hội chúng ta cùng hợp tác tính cách cùng phương thức làm việc của sở hưu ta ra sao mọi người cũng biết rồi đó chư vị không phụ ta ta cũng sẽ không phụ chư vị làm việc dưới tay ta thứ mọi người nhận được sẽ còn nhiều hơn lúc ở thanh long hội nghe sở hưu nói vậy đám người quỷ thủ vương cùng thi lễ tham kiến sở đại nhân ngay cả nhận bất quy tính tình quái gở cũng chấp tay thi lễ, chỉ không nói gì mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ thể hiện thái độ của hắn rồi. Bọn quỷ thủ Vương thoát ly Thanh Long hội tới đây gia nhập dưới trướng mình, đây quả thật là niềm vui bất ngờ đối với Sở Hưu. Bọn quỷ thủ Vương muốn tìm một nơi mới để an thân lập nghiệp, Sở Hưu sao lại không cần một số thủ hạ thực lực cường đại và đáng tin cậy. Nói thật ra, giờ những người dưới trướng Sở Hưu bất luận thực lực hay mức độ tin cậy đều chỉ tạm tạm. Lưu thành lễ cùng Tần Phương thực lực tạm được, có điều bọn họ đều có thâm niên trong quan trung hình đường, tính cách tương đối lao cá, làm việc gì cũng lưu lại cửa sau. Còn Đỗ Quảng Trọng khá hơn một chút nhưng lại là kiểu người cổ hủ, không làm đại sự được. Quan trọng nhất là cả ba bị sở hưu uy hiếp mới gia nhập dưới chướng y, trong lòng khó tránh khỏi có tâm tư khác. Có lẽ đến lúc sở hưu thể hiện ra lực lượng hoàn toàn áp đảo hoặc đến lúc thế lực bản thân y mạnh mẽ hơn, những người này sẽ thật sự trung thành với sở hưu. Còn giờ ư, sở hưu căn bản không cho rằng bọn họ sẽ một lòng với mình. Hơn nữa thực lực những bộ khoái bộ đầu khác cũng không khiến Sở Hưu hài lòng. Có lẽ do tiếp xúc nhiều với sát thủ Thanh Long hội thành quen, trong cảm nhận của Sở Hưu, chỉ có loại người xuất thủ giết người thẳng thắn dứt khoát như sát thủ Thanh Long hội mới thật sự là tinh anh. Trong quan trung hình đường các bộ đầu giang hồ am hiểu nhất là sự án, căn cứ theo các hành tung vết tích tin tức suy đoán ra thủ phạm, xét theo thủ đoạn giết người đơn thuần, bọn họ không bằng những sát thủ Thanh Long hội này. Đám người quỷ thủ vương đến xem như hoàn toàn bù đắp khuyết điểm sức chiến đấu dưới trướng Sở Hưu, cũng có thể khiến thực lực dưới trướng sở hưu tăng cường sở hưu nói với bọn quỷ thủ vương hôm nay các ngươi tìm một nơi ở tạm đã sáng sớm mai ta sẽ phái người tới đón các ngươi đến lúc đó để các ngươi chính thức gia nhập quan trung hình đường đám người quỷ thủ vương đều có thực lực trong ba cảnh giới từ tiên thiên tới ngoại cương cảnh vị trí sở hưu có thể cho bọn họ cũng chỉ là bộ đầu bộ khoái giang hồ bình thường cho nên tự y có thể bổ nhiệm thậm chí không cần ngụy cửu đoan đồng ý cũng được ngày mai chỉ cần giới thiệu bọn quỷ thủ vương cho người của đường khẩu tuần sát sứ kiến châu đồng thời đăng ký thân phận bọn họ trong danh sạch rồi mang tới ghi chép lại trong phân bộ hình đường quan Tây là được. Cuối cùng sở hưu lại nói, các ngươi đều coi như mới đến, ngày mai sau khi gia nhập đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu rất có thể sẽ gặp một số chuyện. Đến lúc đó có lẽ sẽ cần các ngươi thể hiện thực lực bản thân. Quỷ thủ vương mỉm cười nói, chúng ta hiểu quy củ mà, không riêng gì quan trung hình đường, có ở đâu cũng vậy thôi. Người mới đến, không có thực lực ai sẽ để ý tới ngươi. Loại chuyện này lúc trước sở hưu vừa gia nhập thanh long hội cũng từng gặp, giờ tới phiền bọn họ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đường khẩu tuần sát xứ đều thảo luận chuyện đêm qua đường khẩu bị người ta lẻn vào. Nhưng không đợi bọn họ bàn luận bao lâu, bọn Đỗ Quảng Trọng đã nhận được tin lệnh cho tất cả các bộ đầu giang hồ bọn họ tới phòng nghị sự một chuyến. Sở Hưu có chuyện muốn bàn giao cho họ. Sau khi đám người Đỗ Quảng Trọng tới phòng nghị sự, tất cả đều kinh ngạc phát hiện trong phòng nghị sự đã có 5 người, trong đó có cả nội cương, ngoại cương. Sở Hưu giới thiệu, mấy vị này là hảo hữu của ta khi còn ở Thanh Long hội. Thanh Long hội nội đấu quá kịch liệt nên bọn họ lựa chọn rời khỏi Thanh Long hội, không còn chỗ nào đi nên chuẩn bị gia nhập Quan Trung hình đường. Ta định bổ nhiệm họ làm bộ đầu hết, còn hơn 30 người cũng cùng gia nhập Đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu chúng ta. Sở Hưu lại chỉ vào ba người Đỗ Quảng trọng nói, ba vị này chính là bộ đầu giang hồ lão luyện tại Đường khẩu tuần sát sứ chúng ta, Đỗ Quảng trọng, Lưu Thành Lễ cùng Tần Phương, sau này mọi người sẽ là đồng liêu, giờ làm quen đôi chút cũng tiện hợp tác. Sở Hưu vừa nói xong, ánh mắt ba người đỗ quảng trọng cùng lộ vẻ cảnh giác cùng kháng cự thế lực đường khẩu tuần sát sứ kiến châu lớn mạnh vốn là chuyện tốt nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy lại không phải chuyện tốt lành gì cho họ trước mắt phần lớn mọi việc trong đường khẩu tuần sát sứ kiến châu đều do bọn họ phân chia quản lý giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy liệu có đoạt mất quyền lực của bọn họ không sở hưu muốn bổ nhiệm ai làm bộ đầu giang hồ bọn họ cũng chẳng cản nổi nhưng không cản không nghĩa là bọn họ không có ý kiến về chuyện này lưu thành lễ mỉm cười nói nếu các vị từng là bằng hữu của Sở Đại Nhân, xuất thân Thanh Long hội, vậy chắc thực lực vô cùng cao thâm. Có chư vị gia nhập, thế lực đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ chúng ta đương nhiên sẽ khuếch đại. Chén trà này xin kính chư vị, mong rằng sau này được chăm sóc nhiều hơn. Dứt lời, Lưu Thành Lễ đột nhiên vung tay, làm động tác kính trà nhưng cương khí toàn thân lại ầm ầm bộc phát trên hai tay, chén trà kia trực tiếp rời tay đánh về phía bọn quỷ thủ vương. Ngay khi chén trà tới gần, Nắp chén chợt mở, nước trà được cương khí bao bọc như mũi tên bắn về phía bọn quỷ thủ vương. Đường Nha tiến tới một bước, một tay múa lên, tốc độ nhanh chóng tới mức người khác không thấy rõ hướng tay hắn di chuyển, nhưng từng luồng cương khí lại bao bọc nước trà không lọt chút nào, phẳng phất như một cái túi, sau đó lại đưa nước trà về trong chén trà, nhẹ nhàng nhận lấy nhấp một ngụm. Đường Nha mỉm cười nói, "Đa Tạ Lưu đại nhân, thật ra người cần được chăm sóc là chúng ta mới đúng." Thấy Đường Nha thoải mái tiếp được, thân sắc Lưu Thành Lễ lập tức trở nên nghiêm nghị. Trước mặt sở hưu hắn cũng không dám làm gì quá đáng cho nên vừa rồi chỉ muốn thăm dò đối phương, định hất nước trà lên người đối phương, để hắn chật vật chút thôi. Nào ngờ đối phương lại cho hắn thấy lực khống chế cương khí kinh khủng của mình. Mặc dù khả năng khống chế cương khí đó không đại biểu cho thực lực bản thân, nhưng cũng đủ chứng minh thực lực người trước mắt tuyệt đối bất phàm. Lúc này nhận bất quy bên cạnh vẫn không nói gì lại lấy thanh cự kiếm sau lưng xuống, hơi hợt thả trên mặt đất. Chỉ thả xuống nhìn như hơi hợt nhưng lại khiến mặt đất rung chuyển như động đất nhưng nền nhà không chút vết dạn một chiêu này càng khiến đám người đỗ quảng trọng biến sắc. chiêu này còn trực tiếp hơn lực khống chế cương khí của đường nha. nhạn bất quy bộc lộ khả năng khống chế lực lượng, cầm nặng như nhẹ, đơn giản cầm nhẹ như nặng mới khó. khả năng khống chế lực lượng của nhạn bất quy đã tới mức nặng nhẹ tự nhiên, không làm hỏng nền nhà nhưng vẫn khiến mặt đất rung chuyển. một kiếm này của hắn nếu chém lên trên đậu hũ cũng có thể khiến đậu hũ không chút tổn hại nhưng lại chấn vỡ phiến đá hay tấm sắt bên dưới. ba người lưu thành lễ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm đến nước này đã không cần thử nữa rồi. Không hổ từng làm sát thủ tại Thanh Long hội, không nói những cái khác bản thân thực lực quả thật có một không hai trong võ giả cung cấp, điều này cũng khiến bọn hắn khá áp lực. Trước kia chỉ có bọn họ dưới trướng sở hưu, không đến nỗi lười biếng nhưng cũng chẳng chịu áp lực gì, vì ngoại trừ ba người bọn họ, sở hưu không còn ai để dùng. Nhưng giờ mấy người của Thanh Long hội tới, còn là người quen cũ của sở hưu, bọn họ không còn là duy nhất nữa. Nhìn người hai bên phía dưới, sở hưu cũng không tỏ thái độ trực tiếp, người dưới trướng luôn có khác biệt cạnh tranh cũng là chuyện tốt quá hòa thuận hay quá đoàn kết mới là tối kỵ đương nhiên y cũng không ngu ngốc như thiên tội đà chủ cố ý chân ngòi ly dán tận lực phân hóa thủ hạ như vậy rõ là tự tìm đường chết nhìn đám người bên dưới sở hưu trầm giọng nói được rồi đừng thăm dò lẫn nhau nữa đám người quỷ thủ vương vừa tới sẽ không trực tiếp quản lý sự vụ trong đường khẩu tuần sát xứ bọn họ chưa hiểu cũng chưa quen thuộc cho nên tạm thời do ta trực tiếp quản lý nghe sở hưu nói vậy bọn đỗ quảng trọng mới thở phào một hơi bất quá tiếp đó sở hưu lại nhân tiện nói chỉ có điều người dưới trướng sở hưu ta không nhìn thâm niên chỉ xem thực lực trước mắt đường khẩu tuần sát sứ kiến châu ta uy thế tăng cường cũng nên có chút hoạt động bất luận tài nguyên tu luyện hay quyền thế gì ta sẽ không trực tiếp cho các người mà phải do các người tự mình tranh đoạt ai có bản lĩnh người đó thượng vị đơn giản trực tiếp công bằng công chính chẳng phải sao bọn người đỗ quảng trọng nghe vậy lập tức đứng dậy chắp tay nói vâng thưa đại nhân chỉ cần Sở Hưu không thiên vị, còn cạnh tranh trực tiếp với người của Thanh Long hội, bọn họ thật sự không sợ. Đám sát thủ Thanh Long hội quả thật đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng võ giả Quan Trung Hình Đường bọn họ cũng không kém. Huống hồ nơi này là Quan Trung Hình Đường, đám người Thanh Long hội này vừa mới tới, chắc chắn không quen thuộc bằng họ. Ở nơi này không phải chỉ giết người là giải quyết được mọi chuyện, Sở Hưu trầm giọng nói, lão Đỗ, ngươi mang người đi quanh kiến châu phủ, phát thiệp cho tất cả các thế lực võ lâm có danh tiếng trên đất này buổi trưa ba ngày sau ta mở tiệc tại phượng minh lâu kiến châu phủ mời bọn họ tham dự bảo các gia chủ trưởng môn các thế lực tới đây đương nhiên không đến cũng được hậu quả tự nghĩ bọn đỗ quảng trọng nghe vậy đều gật nhẹ đầu bọn họ đã sớm nghĩ sẽ có chuyện này đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ đã xây dựng được uy nghiêm của mình mà uy nghiêm này lại được xây dựng trên tính mạng của giang gia bình thường mà nói sau khi giang gia bị diệt môn những thế lực võ lâm bản xứ nên đến đây bái kiến chỉ có điều sở hưu làm chuyện diệt môn giang gia có phần kịch liệt kích thích đám tông môn thế gia này khiến bọn họ tự mâu thuẫn trong lòng cho nên không dám tới đây nếu bọn họ đã không đến vậy bên này sở hưu chỉ có thể tự chủ động xuất thủ trước mắt sở hưu đã bế quan một tháng có vẻ rất ẩn nhẫn nhưng thật ra y chỉ đang mài đao mà thôi giờ đao đã mài rất sắc vừa hay bọn quỷ thủ vương đến tìm nơi nương tựa chỗ y đây quả thật là chuyện vui bất ngờ đối với sở hưu lực lượng dưới tay mình bành trướng cũng đã đến lúc hạ đao theo mệnh lệnh của sở hưu được ban bố Đỗ Quảng Trọng lập tức lệnh cho các bộ khoái bộ đầu dưới tay đưa tin tới các đại tông môn đại thế gia. Chỉ có điều sau khi đám tông môn thế gia này nhận được tin cũng không lập tức quyết định có đi hay không, mà âm thầm móc nối tập hợp, tìm hiểu tình báo. Kiến Châu phủ to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 10 tòa thành, trong đó cũng có mười mấy thế lực võ lâm, nhưng có thể nổi danh đôi chút tối thiểu cũng cần có võ giả ngoại cương cảnh trấn giữ. Thế lực võ lâm như vậy tổng cộng có 12, 13, thực lực cũng không quá yếu. Trước kia Kiến Châu phủ chỉ có thực lực quan trung hình đường yếu không đồng nghĩa với thế lực võ lâm bản địa kiến châu phủ yếu giang gia tại kiến châu phủ là một trong những thế lực võ trang cao cấp nhất tại kiến châu phủ kết quả thời gian trước bị sở hưu không chút do dự ra tay diệt môn điều này khiến các thế lực võ lâm kiến châu phủ khác phẫn nộ nhưng cũng âm thầm sợ hãi một số ký ức giấu trong đáy lòng không khỏi nổi lên ngay trước khi quan tư vũ mới chấp trưởng quan trung hình đường người ngoài đều nói hắn thiết diện vô tư không nể tình riêng ngay cả đệ tử thân truyền của bản thân nói phế là phế nói giết là giết nhưng phải chú ý đây chỉ là quan tư vũ đối đãi với người mình hắn đối đãi với người mình còn hà khắc như vậy đối đãi với người ngoài chẳng lẽ còn hạ thủ lưu tình ngay trước khi quan tư vũ vừa tiếp quản quan trung hình đường để giữ vững trật tự trên đất quan trung hắn ra tay giết không ít người diệt không ít tông môn mãi đến lúc giết hết những kẻ không vâng lời không còn ai dám làm trái quy củ của quan trung hình đường nữa mới thôi cách làm việc của sở hưu này quả quyết khốc liệt ngược lại cũng có chút ý vị của quan tư vũ ngày xưa trong la gia tại la thành 12 trưởng môn gia chủ thế lực lớn Kiến Châu phủ tập tập trung tại đây, La gia chính là đại gia tộc cùng cấp bậc với Giang gia ngày trước. Tề thành của Giang gia chỉ được xưng là Giang bán thành còn La gia có La thành, không cần nói cũng biết ngay cả La thành được thành lập cũng nhờ có La gia. Lúc này trong một gian mật thất của La gia, 12 người cầm đầu thế lực lớn tại Kiến Châu phủ đều tập trung tại đây. Lão tổ La gia có tu vi Tam Hoa tụ đỉnh, mặc dù cũng đã già nhưng chưa đến mức như lão tổ Giang gia. Quyền lực của La gia vẫn nằm trong tay lão tổ Lúc này trong phòng nghị sự có 12 người, kết quả cả 12 hoặc ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không nói một câu. Hoặc ngồi yên uống trà, như trong trà của La Gia này có mỹ vị tuyệt diệu gì đó. Lão tổ La Gia mặc một bộ áo gấm màu đen, mái tóc đã hoa dâm nhưng vẫn chỉnh tề kỹ lưỡng. Thấy bộ dáng mọi người ở đây, lão tổ La Gia không khỏi cau mày nói, chư vị nghe ta nói, các ngươi đề nghị tập hợp bàn bạc chuyện này cơ mà. Sao giờ La Gia ta cung cấp địa điểm cơ hội như vậy rồi mà các ngươi cứ ngồi im thiên thít như vậy? Thế này là sao? Nghe lão tổ la ra nói vậy, đám người mới nhỏ giọng bàn luận. Lúc này một người trung niên mặc kiểu văn sĩ đứng dậy chắp tay nói. Chư vị, các vị đều thấy cách hành xử của tên sở hưu kia rồi đó. Tâm địa độc ác, không nể mặt mũi, tác phong đó rõ là hạng quan lại ác động, căn bản không theo quy củ đạo lý gì. Chuyện buôn lậu hàng cấm đó đừng nói giang ra, cả chúng ta cũng từng làm. Chư vị đừng vội lắc đầu, ai dám nói mình không hề vi phạm quy củ của quan trung hình đường. Tên sở hưu kia đối đãi với Giang gia còn như vậy chứ nói chi chúng ta. Cho nên lần này hắn mời chúng ta dự tiệc, quá nửa là không phải tiệc tốt. Văn sĩ vừa nói chính là tông chủ thần Vũ Tông ở Kiến Châu Phủ, phiêu vũ phi chuẩn, trình công đài, am hiểu thân pháp loại tốc độ, tu vi ngoại cương cảnh. Nghe trình công đài nói vậy, một người cao to tướng mạo thu kịch đứng gãi gãi đầu nói, lão trình nói có lý, tên sở hưu này vốn không có ý tốt. Mọi người xem thời điểm hắn mời tiệc chúng ta đi. Mời ngay giữa trưa, có ai mời khác vào thời gian xấu như vậy không? Hắn định làm gì, đợi chính ngọ để chém đầu chúng ta sao? Gã cao to áo đen này tên Đậu Uy Hổ là đường chủ Hắc Nham Đường ở Kiến Châu Phủ, xuất thân dân dã, cuối cùng gây dựng dược một bang phái như Hắc Nham Đường. Lịch sử bang phái này rất ngắn, mới có hơn 10 năm. Bất quá thực lực hắn lại rất mạnh, mặc dù chỉ là ngoại cương cảnh nhưng tu vi bản thân lại cực kỳ kinh người, thân thể tu luyện tới mức có thể chống đỡ bảo binh. Nghe Đậu Uy Hổ nói vậy lại có người phụ họa, Đúng vậy, sau khi tên sở hữu này diệt môn Giang gia, chắc không thấy chúng ta tới bái kiến nên định đích thân ra tay. Đến lúc đó thứ đang chờ chúng ta là đao kiếm hay rượu thịt vẫn chưa biết được. Theo hai người kia phát biểu, đám người mới dần bàn luận sôi nổi, náo nhiệt hơn lúc đầu nhiều. Chỉ có điều đám người này giống như đang nói chuyện phiếm, một lúc lâu sau vẫn chẳng ai nói ra cụ thể nên làm thế nào. Nhìn cục diện hỗn loạn này, lão tổ la ra trực tiếp quát lên một tiếng, "Im cả đi. Mọi người tập trung ở đây là để nghĩ cách, không phải để buôn chuyện." Trước mắt những tông môn thế gia kiến châu phủ chúng ta đều nằm dưới uy áp của vị Sở Hưu đại nhân kia. Lần tới dự tiệc này chúng ta nên dùng thái độ gì đối mặt với Sở Hưu đại nhân kia? Thậm chí chúng nên đi hay không đi? Chư vị, mọi người nói đi. Đám người lại liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Cuối cùng Đậu Uy Hổ của Hắc Nham đường cười lạnh hai tiếng nói, các ngươi đúng là nhát gan, chuyện này còn gì mà bàn bạc. Nếu đối phương mở hồng môn yến thì chúng ta không đi chẳng phải xong rồi sao? Tên sở hưu kia có bá đạo hơn nữa, chẳng lẽ lại vì chúng ta không tới dự tiệc mà ra tay với chúng ta? Một thế lực võ lâm quả thật không ăn được đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ, nhưng nếu tất cả thế lực võ lâm kiến châu phủ chúng ta liên hợp lại thì sao? Ta không tin tên sở hưu dám ép chúng ta tới mức làm phản. Đám người ở đây đều gật nhẹ đầu. Đậu uy hổ nói vậy cũng có lý. Đất quan trung không phải nơi hỗn loạn như lúc tước, giờ đã khá có quy củ. Sở hưu có thể bá đạo cường hoành nhưng hắn không thể làm sằng làm bậy được nếu hắn dám ép toàn bộ thế lực võ lâm kiến châu phủ làm phản chuyện này chắc chắn sẽ kinh động tới bên tổng đường đến lúc đó sở hưu chắc chắn không chịu nổi chuyện như vậy ngụy cửu đoan cũng chẳng đè xuống nổi có điều đám người lại bàn bạc cả nửa ngày vẫn không thống nhất được thậm chí cuối cùng chuyện ba ngày sau đó đáp ứng lời mời của sở hưu tới dự tiệc không cũng chẳng có kết quả đến cuối cùng mỗi người ôm tâm tư riêng tự mình rời khỏi sau khi mọi người đi khỏi lão tổ la ra mệt mỏi xoa xoa chán mấy võ giả thế hệ trung kiên của la ra đi tới một người trong đó hỏi lão tổ đã bàn được chưa lão tổ la ra nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói hừ bàn được cái rắm đám ngu ngốc này tới giờ vẫn ôm tâm tư riêng ai cũng có không ít toàn tính đao còn chưa gác lên cổ vốn cũng chẳng thể liên hợp lại được tôn tép không đáng hợp mưu la ra nếu thật sự liên thủ với đám ngu ngốc này sợ rằng còn chết nhanh hơn vậy lần này sở hưu mời như vậy chúng ta có đi hay không võ giả kia hỏi lão tổ la ra thản nhiên đáp đương nhiên là đi rồi sao lại không đi chứ? Ná bắn chim đầu đàn, Giang gia thật ra đã làm chim đầu đàn rồi, La gia ta không thể làm con thứ hai. Cứ đến xem xem, lúc đó chúng ta quan sát thái độ của Sở Hưu rồi theo đó làm việc là được. Ngày trước Giang gia móc nối được với Ngụy Cửu Đoan, trắng trợn phát triển chuyện làm ăn cùng lực lượng nhà mình, thậm chí mơ hồ có thanh thế trở thành đệ nhất thế gia tại Kiến Châu phủ. Lúc đó các ngươi còn hâm mộ ganh tị, định học theo Giang gia. Kết quả giờ thì sao? Còn muốn học tập Giang gia nữa không? Nhớ cho kỹ, không dễ gì làm được kẻ đầu tiên, kẻ thứ hai cũng vậy thôi. Cho nên la ra chúng ta không muốn làm thứ nhất thứ hai gì, chỉ làm thứ ba thứ tư là được. Có vậy mới sống được lâu hơn, đám võ giả la ra nghe vậy gật đầu. Trước mắt quyền thế của la ra đều trong tay lão tổ. Lão tổ đã nói, bất kể bọn họ có hiểu hay không, dù sao cũng phải nhớ. Ba ngày sau trong Phượng Minh Lâu, sở hưu trực tiếp bao cả quán rượu Phượng Minh Lâu lớn nhất kiến châu thành, tiệc rượu được bố trí trên tầng 6. Đất Quan Trung nằm chính giữa ba nước, cho nên ẩm thực có phong cách của cả ba nước. Sở Hưu làm tuần sát sứ Kiến Châu phủ, Phượng Minh lâu này cũng là một trong những thế lực nhỏ bản địa tại Kiến Châu thành. Lần này vì lấy lòng Sở Hưu, đám người bày cũng dốc hết tâm sức, bày đủ hứ sơn hào hải vị lên bàn. Sở Hưu đã sớm ngồi trên ghế chủ, phía dưới y có 12 vị trí. Còn chưa tới chưa người của các thế lực võ lâm lớn đã lần lượt góp mặt. Kẻ tới trước đều là những thế lực võ lâm thực lực tương đối yếu kém, bọn họ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần không muốn đắc tội thêm với Sở Hưu. Lão Tổ La Gia là người thứ tư đến, mặc dù hắn có tu vi cảnh giới Tam Hoa tụ đỉnh nhưng vẫn chủ động tới chắp tay chào Sở Hưu. Sở đại nhân không hổ là tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hồ bảng, quả nhiên phong thái xuất chúng, tuổi trẻ tài cao. Lão Tổ La Gia ngày trước cũng coi như người quen với lão Tổ Giang gia, song phương từng hợp tác cũng từng giao thủ, cho nên hắn cũng hiểu khá rõ về thực lực lão Tổ Giang gia. Giờ hắn khách khí với Sở Hưu như vậy không chỉ vì địa vị của Sở Hưu, mà còn vì Sở Hưu có thực lực giết chết lão Tổ Giang gia chỉ riêng điểm này hai bên đã có thể ngồi ngang hàng sở hưu mỉm cười nói la lão ra tử khách khí rồi ngài là tiền bối giang hồ sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn lão tổ la gia cười ha hà nói dễ thôi dễ thôi tin rằng sau này dưới sự dẫn dắt của sở đại nhân kiến châu phủ sẽ càng thêm huy hoàng hai người ngồi đó giả dối khoa trương nhau một hồi lại có không ít người của thế lực võ lâm khác tới trình công đài của thần vũ tông trước đó còn hô hào sở hưu không có ý tốt cũng tới còn có cả đậu uy hổ của hắc nham đường cũng tới thấy Đậu Uy Hổ tới, những người còn lại đều mắng thầm trong lòng. Tên to con này nhìn như lỗ mãng thu kịch nhưng thực tế lại lắm ý xấu nhất. Lúc trước ở La Gia Đậu Uy Hổ còn bảo Sở Hưu mở hồng môn yến, hắn sẽ không tới gì gì đó đó, kết quả giờ chính ngươi chẳng phải cũng ngoan ngoãn tới đây. Nếu thật sự có tên ngu ngốc nào nghe lời Đậu Uy Hổ không tới, vậy đối phương sẽ rất bắt mắt. Đến lúc đó không khéo sẽ trở thành mục tiêu số một của Sở Hưu. Tổng cộng Sở Hưu mời 12 thế lực tới bọn họ đã là gần như toàn bộ các thế lực võ lâm có chút danh tiếng tại kiến châu phủ có điều 12 vị trí này giờ vẫn chưa đầy còn một người chưa tới mọi người ở đây sắc mặt đều có điểm lạ người không đến kia là cao gia của vấn thành thực lực cũng không mạnh trong số các thế lực võ lâm kiến châu phủ này chỉ có thể xếp cuối bọn họ thật sự không ngờ người của cao gia lại kiên cường như vậy đối mặt với sở hưu mà dám không đến sở hưu sắc mặt không đổi chờ tới giữa chưa người còn chưa tới y mới nói bỏ ghế đó đi cho ta Nghe Sở Hưu nói vậy lập tức có một tiểu bộ khoái đi tới lấy cái ghế đó đi. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu cười cười nói, từ khi ta tiếp quản đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ đến giờ, đây là lần đầu được gặp mặt chư vị, cho nên ta kính chư vị một chén. Ngay lúc Sở Hưu vừa cầm chén rượu lên, bên ngoài đột nhiên có một võ giả trung niên mặc áo gấm màu lam tu vi ngoại cương cảnh bước vào. Hắn vừa đi vừa cười nói, xin lỗi Sở đại nhân, vấn thành của tại hạ cách kiến châu thành hơi xa cho nên mới tới chậm. Mong Sở đại nhân ngươi thứ lỗi, Sở Hưu buông chén xuống đánh giá gia chủ Cao gia kia rồi thản nhiên nói, "Tới chậm, được, vậy tìm một chỗ ngồi xuống đi." Gia chủ Cao gia định ngồi xuống nhưng lại ngạc nhiên phát hiện trên bàn rượu đã không còn vị trí của mình, không khỏi cười cười xấu hổ nói, "Sở đại nhân, không còn chỗ nữa." Sở Hưu sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh lùng nói, "Đã biết không có vị trí của ngươi vậy còn không mau cút ra." Gia. gia chủ Cao gia biến sắc, "Sở đại nhân ngươi nói vậy là sao? Chẳng qua ta tới muộn một chút thôi mà, ngươi làm vậy là không nể mặt ta." Ngươi làm vậy đúng là còn lớn lối hơn cả trưởng hình quan đại nhân." Sở Hưu lạnh lùng đáp, "Con người ta rất không thích kẻ đến trễ. Tự mình mời ngươi dự tiệc đã là nể mặt ngươi lắm rồi, giờ ngươi đến muộn chính là tự vứt mặt mũi mình đi. Đến dự tiệc của ta cũng muộn, vậy chứng minh ngươi không để Sở Hưu ta vào mắt, đã cho thể diện mà không cần, giờ còn đòi chỗ, cút ra ngoài cho ta." Những lời này của Sở Hưu lập tức khiến gia chủ cao ra sắc mặt đỏ bừng. Hắn dẫu sao cũng là kẻ đứng đầu một gia tộc trong số những thế lực võ lâm Kiến Châu phủ cũng khá nổi danh, kết quả giờ lại bị Sở Hưu sỉ nhục ngay trước mặt mọi người như vậy, làm sao hắn nhịn cho nổi. Cho nên gia chủ Cao gia chỉ thẳng vào Sở Hưu quát lớn, "Sở Hưu, ngươi đừng quá đáng, phải biết, chẳng qua hắn chưa nói hết lời thân hình Sở Hưu đã phát động, chớp mắt đã xuất hiện trước người gia chủ Cao gia, tay niết quyền ấn, binh tự quyết, đại kim cương luân ấn, chu tà hàng ma, không gì không phá. Cương khí vàng kim lấp lánh bùng lên trong phòng tiệc mọi người ở đây không ai ngờ sở hưu lại đột nhiên xuất thủ như vậy ngay chính gia chủ cao gia cũng không ngờ đến khi khí thế mạnh mẽ vô song cùng ấn pháp đó đã đánh tới trước mặt gia chủ cao gia mới xuất trưởng đánh ra cương khí bộc phát chống đỡ ấn thế này hiện giờ sở hưu còn chưa đạt tới cảnh giới ngoại cương cảnh đỉnh phong nhưng thực lực y đã áp đảo các võ giả cung cấp trong số võ giả cung cấp những người giao thủ được với y chỉ có đệ tử thân truyền của cường giả như uất trì hoặc sát thủ xuất sắc của thanh long hội sức chiến đấu cực mạnh còn gia chủ cao ra trước mắt rõ ràng không đạt tới cảnh giới đó, thực lực của hắn thậm chí còn chẳng bằng đám bộ đầu giang hồ như Đỗ Quảng Trọng. Uy lực của khoái mạn cửu tự quyết vô cùng cường đại, đại kim cương luân ấn là thức bá đạo cương mạnh nhất trong cửu tự quyết, không phải thứ gia chủ cao ra có thể tùy tiện ngăn cản. Ngay khi ấn pháp của Sở Hưu đánh xuống, cương khí vàng kim ầm ầm bùng nổ, bao trùm lấy thân thể gia chủ cao ra. Một tiếng nổ cương khí vang lên kịch liệt, đám người nghe rõ tiếng xương gãy lách cách hai tay gia chủ cao ra vặn vẹo không ra hình thù gì miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài nằm lăn trên mặt đất không rõ sống chết thấy chiêu này của sở hưu mọi người xung quanh nín thở không ai lên tiếng thậm chí ngay hai võ giả tu vi cảnh giới tam hoa tụ đỉnh bao gồm cả lão tổ la gia đều không nói gì bọn họ đã từng nghe nói về sức chiến đấu của sở hưu nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến sở hưu chỉ dùng một chiêu đã phế bỏ một võ giả cung cấp đánh hắn sống chết không rõ sức chiến đấu kinh khủng đó vẫn khiến mọi người kinh hãi không thôi hơn nữa lần này là gia chủ cao gia kia tự tìm đường chết, sở hưu ra tay giáo huấn, không ai dám nói gì, đương nhiên cũng không ai ra mặt thay cho hắn. Vẫn thành cách kiến châu thành hơi xa thật, nhưng không xa tới mức ba ngày rồi còn không đến, đừng nói cưỡi ngựa. Có đi bộ cũng đủ, tên gia chủ cao gia này trước đó thật sự có ý định không đến. Nhưng bọn họ lại không yên lòng cho nên đến Kiến Châu Thành từ trước chờ ở ngoài cửa quán rượu xem xem có ai đến không. Nếu những cao thủ cấp bậc như lão tổ la ra không tới thì hắn sẽ bỏ về. Cho nên gia chủ cao gia này vẫn luôn đợi ngoài cửa, đợi đến cuối mới phát hiện tất cả mọi người đều đã tới, hành động đó của hắn không phải thông minh gì mà là ngu ngốc. Nghĩ tới đây gia chủ cao gia vội vàng bước vào nhưng lại đã chậm, Sở Hưu trực tiếp triệt bỏ vị trí của hắn. Cơ hội chỉ có một, thể diện Sở Hưu cũng chỉ cấp cho một lần. Gia chủ cao gia không nắm chắc được thì cũng chẳng trách được người khác. Mau ném tên ngu ngốc này đi cho ta, đừng quấy rầy nhã hứng của mọi người. Sở Hưu phân phó một tiếng, Lập tức có người tiến lên nâng gia chủ cao ra sống dở chết dở đem xuống. Sở Hưu giơ tay, quỷ thủ Vương tự mình cầm một chiếc khăn lông màu trắng đưa lên. Y quay người lại vừa lau máu tươi trên tay vừa mỉm cười nói, "Chư vị, tiếp tục nào, không nên vì một tên ngu ngốc như vậy mà làm hỏng nhã hứng." Nâng chén rượu lên, Sở Hưu nói, vẫn câu nói cũ, "Chén rượu này xin kính chư vị." Rút lời Sở Hưu trực tiếp uống sạch rượu trong chén. Những người khác đều làm theo, có vết xe đổ trước đó, giờ không ai dám không nể mặt Sở Hưu sau đó y lại tiếp tục nói chén thứ hai này xin kính quan trung hình đường đất quan trung nằm trong kẽ hở của tam quốc chư vị có thể nhìn lại lịch sử trước đây chẳng phải lúc nào cũng cực kỳ thê thảm lửa chiến tranh luôn bao phủ khắp nơi ư hiện giờ chư vị có thể thoải mái như vậy tất cả là nhờ quan trung hình đường cho nên chén thứ hai này kính lên quan trung hình đường sở hưu nói đường hoàng đến vậy đám người cũng không nói gì đều cùng uống một chén rót đầy chén rượu trước mặt sở hưu lại nói chén thứ ba này lại không vội uống Chờ nói xong mọi việc rồi uống cũng không muộn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng tới màn chính, giờ có thể xem xem tên sở hưu định làm gì. Nhìn mọi người xung quanh, sở hưu trầm giọng nói, đất quan trung liên thông ba nước. Mặc dù hình đường không cho phép làm ăn theo kiểu buôn lậu nhưng chắc hẳn chư vị cũng từng làm không ít, kiếm trác cũng đầy bồn. Mọi người ở đây lập tức biến sắc, đây là quy tắc ngầm trên đất quan trung. Thân ở quan trung, thế lực võ lâm nào chẳng âm thầm làm chuyện này, khác biệt chỉ là người làm nhiều kẻ làm ít mà thôi. Nhưng bất luận bao nhiêu, nói chuyện này ra giữa ban ngày ban mặt vẫn không ổn, cho nên đám người định nói gì đó nhưng lại bị Sở Hưu ngăn lại. Sở Hưu thản nhiên nói, "Chư vị, giờ ở đây đều là người mình, không cần che che giấu giấu. Sở Hưu ta khác với tuần sát sứ Tiền nhiệm Phương Chính Nguyên, con người ta thật ra rất dễ nói chuyện, cũng rất hòa ái với người mình. Con người sống trên đời, lực lượng quyền thế, thanh danh mỹ nữ, hoặc là giàu ngang thiên hạ, hùng bá một phương, đây đều là thứ mọi người theo đuổi, làm theo ham muốn trong lòng không có gì mất mặt." võ lâm quan trung tuy không theo chính đạo nhưng cũng chẳng phái tà đạo giờ sở hưu nói thẳng như vậy khiến bọn họ chưa thích ứng nổi sở hưu tiếp tục nói trước mắt mọi việc buôn lậu trong kiến châu phủ đều do các ngươi khống chế cho nên các ngươi có tiền có của còn ta thân là quan trung hình đường lại có quyền có thế cả hai hợp một chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn bây giờ cho nên chén thứ ba này ta xin kính chuyện hợp tác cùng chư vị uống chén rượu này vào mọi người đều là bằng hữu cùng nhau phát tài cùng nhìn về tương lai sở hưu đặt chén rượu xuống mặt bàn ánh mắt vẫn nhìn mọi người xung quanh. Đám người sắc mặt hơi đổi, nhìn nhau một hồi. Lão tổ la ra ho khan một tiếng rồi nói, chẳng hay sở đại nhân nói hợp tác rốt cuộc là hợp tác ra sao. Sở hưu vung tay nói, rất đơn giản, trước mắt chư vị làm chuyện buôn lậu trong mắt ta rõ là hỗn loạn, tự mình lén lút làm riêng, không có trật tự gì cả. Nếu hai bên chúng ta hợp tác vậy phải chỉnh lý lại chuyện làm ăn của mình. Tỷ như la ra chỉ làm khoáng sản, thần vũ tông chỉ làm đan dược còn hắc nham đường chỉ làm binh khí mọi người tự nắm giữ chuyện buôn bán làm ăn riêng để phòng xung đột lẫn nhau trực tiếp lũng đoạn hạ thấp giá mua nâng cao giá bán chỉ cần đối phương muốn làm ăn tại kiến châu phủ thì phải tuân thủ quy củ nơi này cứ như vậy chẳng phải lợi ích của chư vị sẽ tăng lên sao lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người bừng sáng buôn lậu mà còn làm vậy được sao giờ chuyện buôn lậu tại kiến châu phủ quả thật như lời sở hưu trình thể tương đối hỗn loạn ai nấy tự làm phần mình tranh chấp lẫn nhau không ít vì sao 12 thế lực võ lâm trước mắt không đồng lòng chẳng phải vì bọn họ có không ít va chạm về lợi ích ư, thậm chí còn nhiều lần xuất thủ, thậm chí giết người, kết thù kết oán rất nặng. Nếu làm theo phương pháp của Sở Hưu, mọi người liên hợp lại lũng đoạn chuyện buôn bán, như vậy quả thật có thể đề phòng tình huống trước đây phát sinh. Mà phương thức này cả đối nội đối ngoại đều rất có lợi. Các thế lực ngầm buôn lậu tại Kiến Châu phủ thật ra cũng không khác gì những nơi khác tại Quan Trung, nơi nào cũng hỗn loạn, đối nội đối ngoại đều như nhau. Nếu bọn họ có thể liên hợp lại vậy sẽ giống như lời Sở Hưu, hạ thấp giá mua nâng cao giá bán trước mắt những đội buôn từ ba nước tới quan trung đại đa số đều vội vội vàng vàng đi tới bán hàng cấm trong tay cho thế lực bản xứ để bọn họ giấu kín như vậy mới tránh bị người của quan trung hình đường phát hiện trong quá khứ buôn lậu hàng cấm kiểu này không có giá cả cố định thương nhân ngoại lai ra giá thế lực võ lâm bản xứ thu mua nếu ngươi ra giá quá thấp cùng lắm thì các thương nhân ba nước đến tìm thế lực khác tương tự khi bọn họ mua hàng cấm từ những thế lực võ lâm bản xứ cũng như vậy giá cả không thể quá đắt nếu không cùng lắm người ta đi tìm thế lực khác dù sao Kiến Châu phủ có tới hơn 10 thế lực võ lâm, còn nếu dựa theo cách làm của Sở Hưu, bọn họ hoàn toàn có thể hạ thấp giá tới cực tiểu đồng thời nâng giá lên mức cực đại, đến lúc đó lợi nhuận của họ thật tăng lên gấp bội. Đương nhiên bất kể hạ thấp hay nâng lên đều không thể quá khoa trương, nếu không những thương nhân nước khác cũng chẳng phải kẻ ngu, cùng lắm thì đi xa thêm chút tới những châu phủ khác là được. Lúc này mọi người tại đây đều chỉ nghĩ làm theo cách của Sở Hưu bọn họ có thể tăng thêm bao nhiêu lợi ích, chỉ có lão tổ la ra lên tiếng đầu tiên, Sở đại nhân Ngươi nói chỗ tốt chúng ta đều đã thấy, nhưng làm vậy ngươi muốn nhận lại gì từ chỗ chúng ta? Sở hưu nhìn lão tổ la ra một lúc rồi mới chậm rãi nói, ta nói rồi, giờ ta có quyền các ngươi có tiền, thứ ta muốn lấy đương nhiên là tiền rồi. Thân là võ giả, đủ loại tài nguyên tu luyện cái nào không cần tiền mua. Còn những huynh đệ đường khẩu tuần sát sứ kiến châu chúng ta cũng cần tiền chứ. Sau khi ngươi ta hai bên hợp tác, ta sẽ phái thủ hạ vào gia tộc của các ngươi, không can thiệp chuyện buôn bán của các ngươi. Chỉ thống kê lợi ích, từ nay về sau hai thành lợi nhuận mỗi nhà các ngươi là của ta lời này vừa nói ra mọi người lập tức xôn xao nhìn sở hưu như gặp quỷ trước đó bọn họ đã nghe nói khi tên sở hưu này tới giang gia đã vô cùng tham lam há miệng sư tử vừa gặp đã đòi một phần mười tài sản giang gia giờ xem ra quả thật là vậy khẩu vị của y quả thật rất lớn lần này không ham gia sản mà trực tiếp đòi hai thành lợi nhuận của họ gia sản chỉ là một lần chi duy nhất còn hai thành lợi nhuận này là một mực bóc lột bọn họ chuyện này làm sao người ta chịu nổi trình công đài của thần vũ tông lập tức đứng đậy nói sở đại nhân ngươi vừa mở miệng đã đòi của chúng ta hai thành lợi nhuận buôn bán dựa vào cái gì chỉ bằng ý tưởng vừa rồi của ngươi thôi sao như vậy chẳng quá đáng quá rồi hả à? sở hưu xoay xoay chén rượu trong tay mình thản nhiên đáp ý tưởng kia là ta tặng kèm các ngươi kiếm được nhiều tiền ta cũng càng thêm lợi ích về phần ta dựa vào cái gì mà đòi hai thành lợi nhuận của các ngươi ư trước đó ta chẳng nói quá rõ rồi sao các ngươi có tiền còn ta có quyền sở hưu ngẩng đầu nhìn về trình công đài một luồng khí tức lạnh băng ập thẳng vào mặt khiến trình công đài dùng mình đừng quên đây là đâu có một số chuyện làm ăn buôn bán ta cho các ngươi làm các ngươi mới được làm ta không cho các ngươi làm các ngươi đừng mong vớt được một đồng mọi người ở đây đều nhìn sở hưu tới giờ mới thấy rõ sự bá đạo của y ngoài sáng là song phương hợp tác sở hưu cầm hai thành lợi nhuận nhưng cách nói hiện giờ của sở hưu mới khiến bọn họ hiểu được hai thành lợi nhuận này thực chất là phí bảo hộ mà thôi giao ra hai thành lợi nhuận bọn họ có thể quang minh chính đại làm chuyện buôn lậu trên đất kiến châu phủ này lũng đoạn thị trường tuần sát xứ sở hưu này sẽ bảo hộ cho họ nhưng nếu bọn họ không giao vậy kết cục giang gia kia bày kia vẫn bày ngay đấy trực tiếp bị xếp một tội danh ngay chứng cớ cũng chẳng cần lập tức bị diệt môn sở hưu nhìn đám người nâng chén rượu trong tay giơ lên phía trước lạnh lùng nói chén rượu này ta kính chư vị uống nó vào coi như chuyện hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu chư vị mời tự lựa chọn mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau không ai nâng chén. Hai thành lợi nhuận nói thì đơn giản nhưng rõ là cắt trên thịt của mình, ai lại không đau không sót. Hơn nữa còn chẳng phải cắt một hai lần mà là cả đời. Mặc dù sở hưu miêu tả lợi ích rất động lòng người, nhưng trước khi có lợi ích xác thực, ai lại muốn cắt thịt mình cho kẻ khác như vậy. Hơn nữa lần trước chuyện Giang Gia diệt môn tuy dọa bọn họ giật mình nhưng giờ cả 10 thế lực đứng chung một chỗ, uy thế đó Giang Gia kia đâu thể sánh nổi. Sở hưu có thể diệt một Giang Gia, chẳng lẽ có thể diệt sạch bọn họ được sao? Quan trọng nhất là nếu phần lớn mọi người đồng ý, vậy những người khác cho dù có đau lòng cũng chỉ đành làm theo. Nhưng giờ mọi người đều giữ im lặng, ai là người đầu tiên nâng chén đồng ý chẳng phải là tên ngu ngốc chủ động chịu cắt thịt hay sao, cho nên đến giờ vẫn không ai nói gì. Nửa ngày sau sở hưu buông chén xuống thản nhiên nói, xem ra thể diện của sở hưu ta vẫn chưa đủ lớn, chủ động mời rượu mà không ai thèm uống. Chẳng qua như vậy cũng không sao, tin rằng một ngày nào đó chư vị sẽ chịu uống chén rượu này. Mọi người đi được rồi, Nghe Sở Hưu nói vậy đám người mới thở dài một hơi. Bọn họ biết hơn 10 thế lực bọn họ tập trung một chỗ, Sở Hưu không động được tới họ, cũng không có thực lực động tới họ. Đám người nói vài lời xã giao rồi trực tiếp bỏ đi, chớp mắt quán rượu đã trống rỗng. Thấy cảnh này, Đỗ Quảng Trọng đi tới bên cạnh Sở Hưu trần chờ nói, "Đại nhân." Sở Hưu khoát tay ngắt lời Đỗ Quảng Trọng, cầm chén rượu lên dốc một hơi cạn sạch, ánh mắt lóe lên sắc lạnh, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Uy nghiêm luôn tạo ấn tượng khó phai hơn thi ân, chuyện này có đặt ở đâu cũng vậy. Phần lớn mọi người đều phải ăn đòn đau mới nhớ lâu được. Không phải bọn họ ngu ngốc cũng không phải bọn họ tham lam mà do bản tính con người. Trên giang hồ số người thật sự hiểu rõ bản thân luôn là số ít. Lão Đỗ, nghe nói trong mấy thế lực này có kẻ nói xấu ta, sở hưu đột nhiên hỏi. Đỗ Quảng Trọng gật đầu nói, đúng vậy thưa đại nhân, bọn chúng chỉ bới đại nhân ngài lần này không có ý tốt. Muốn móc nối các thế lực võ lâm kiến châu phủ cùng đứng lên chống lại đại nhân ngài. Kẻ lên tiếng là phiêu vũ phi chuẩn, Trình công đài tông chủ Thần Vũ tông cùng hoành luyện kim thân, Đậu uy hổ đường chủ Hắc Nham đường. Chuyện này do tai mắt dưới trướng tôi tìm hiểu được từ miệng hạ nhân La gia, tuyệt đối không sai. Sở Hưu gõ gõ lên bàn, nói với Đỗ Quảng Trọng, đi nói cho Tần Phương cùng Lưu Thành lễ, dẫn thủ hạ Tâm Phúc tập kết. Nhớ kỹ, chỉ dẫn theo thủ hạ Tâm Phúc tinh nhuệ, yếu nhất cũng phải là Tiên Thiên. Quay đầu lại, Sở Hưu nói với Quỷ thủ Vương, Quỷ thủ Vương, người bên ngươi cũng tập trung lại chuẩn bị chờ lệnh. Sau khi gia nhập quan trung hình đường, đám người quỷ thủ vương chưa có quyền lực cụ thể chỉ đi theo bên người sở hưu chờ lệnh hơn nữa người phụ trách bọn họ vẫn là quỷ thủ vương nhãn bất quy không biết quản lý đường nha lại ngại phiền toái không buồn để ý tới chuyện quyền lực nho nhỏ này cho nên những thứ này vẫn do quỷ thủ vương quản lý dù sao thực lực hắn không yếu uy vọng trong số những sát thủ xuất thân thanh long hội cũng là cao nhất là lựa chọn thích hợp nhất để xử lý những chuyện này đỗ quảng trọng nghĩ tới điều gì đó thân sắc hơi đổi còn quỷ thủ vương lại rất tự nhiên gật đầu nhận lệnh trong thanh long hội hắn đã làm không ít chuyện như vậy, đã sớm quen thuộc rồi. Thậm chí vừa rồi nếu thực lực bọn họ đầy đủ, quỷ thủ vương còn muốn ra tay xử lý đám người này đi. Dù sao theo hắn thấy bọn chúng chỉ là một lũ đã nể mặt còn không chịu. Sau khi những thế lực võ lâm đi khỏi, thủ hạ của sở hưu trực tiếp tập kết, chừng hơn trăm võ giả trên tiên thiên. Số lượng này không thế lực võ lâm kiến châu phủ nào có thể sánh nổi. Động thủ đi, tới thần vũ tông dạo một vòng cho một số kẻ biết, thật ra nên quản cho tốt cái miệng của mình. Sở Hưu phân phó một câu, đám thủ hạ lập tức ra tay hành động, âm thầm ẩn tàng dấu vết hoạt động lên đường tới Thần Vũ Tông. Bên này Sở Hưu vừa hành động bên kia Tông chủ Thần Vũ Tông Trình Công Đài đã về tới tông môn. Hắn chẳng hề quan tâm tới phương thức làm việc luôn bá đạo của Sở Hưu. Lần này nghe Sở Hưu đòi hai thành lợi nhuận cũng là người đầu tiên đứng ra phản bác. Hơn nữa nghe điều kiện Sở Hưu đưa ra hắn vẫn còn một câu không nói, đó là hắn đã nhìn ra dã tâm của Sở Hưu. Phái người vào nội bộ tông môn thế ra bọn họ giám sát kiểm tra các khoản sổ sách của bọn họ. Thời gian ngắn một chút còn dễ nói, nhưng nếu qua lâu ngày, sở hưu kia thật sự sẽ thành thái thượng hoàng của tất cả các tông môn thế gia trên kiến châu phủ này. Chuyện này dù thế nào trình công đài cũng không thể nhịn nổi. Hắn không biết những người khác có nhận ra lòng lăng dạ thú của tên sở hưu này không, dẫu sao hắn cũng đã nhìn ra. Trình công đài còn đang tính tới các tông môn thế gia khác nói một tiếng. Nói cho họ dã tâm của sở hưu để bọn họ liên hợp cùng các thế lực võ lâm kiến châu phủ khác chống lại tên sở hưu này. Đồng thời chính bọn họ cũng có thể hợp tác cùng nhau. Lần này Sở Hưu đã lộ ra lòng dạ thâm độc của mình nhưng ý tưởng của y lại thật sự không tệ. Trong quá khứ đám thế lực võ lâm Kiến Châu phủ bọn họ ai tự làm việc nấy, thi thoảng còn xung đột với nhau. Nếu dựa theo cách làm mà Sở Hưu nói, liên hợp lại mỗi bên lũng đoạn một loại hàng cấm, hạ thấp giá mua nâng cao giá bán, vậy thu nhập của những tông môn thế gia bọn họ sẽ vượt xa tưởng tượng. Không có Sở Hưu, việc buôn bán của họ cũng có thể tiến hành, vậy cần gì đội một tên thái thượng hoàng lên đầu? Trình công đài nghĩ vậy, gương mặt mỉm cười đắc ý, định để môn hạ đệ tử của mình tới báo cho người của những tông môn khác tới thần vũ tông bọn họ bàn bạc. Bất quá ngay lúc này một đệ tử lại đột nhiên đẩy cửa xông vào, kinh hãi nói, sư phụ, không xong rồi, đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ cho người bao vây sơn môn của chúng ta rồi. Ngoài sơn môn của thần vũ tông, hơn trăm võ giả tinh nhuệ dưới trướng sở hưu trực tiếp bao vây quanh sơn môn. Thần vũ tông không ở trong thành mà tọa lạc trên một ngọn núi không cao cảnh sắc hài hòa. Sở Hưu cùng Đỗ Quảng Trọng nghe thuật lại tin tức về Thần Vũ Tông, đây rõ ràng là loại môn phái nhỏ thường thấy nhất trên giang hồ. Ban đầu tổ sư sáng lập môn phái của Trình Công Đài chỉ là một võ giả tán tu, chén giết trên giang hồ đã quá mệt mỏi nên mới tìm một chỗ ẩn cư. Thế nhưng lại không cam tâm để mai một bản lãnh sở học của mình, cho nên lựa chọn dạy bảo một số đệ tử. Những đệ tử này sau khi thành tài xuống núi sông sáo một phen, phát huy danh tiếng sở học, dạy cho càng nhiều người, kết quả dần dần tạo thành một tông môn. So với thế gia, Môn phái nhỏ như vậy càng nhiều, nhưng liên kết trong môn phái nhỏ như vậy thường không mật thiết như liên hệ huyết mạch của các thế gia, cho nên khả năng bị hủy diệt cũng lớn hơn các thế gia. Lúc này trước sơn môn của thần Vũ Tông, gương mặt Sở Hưu không chút biểu cảm, đây chỉ là một hòn đá đặt chân trước lúc y khai đao mà thôi, còn có cảm tưởng gì được. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa thần Vũ Tông mở ra, Trình công Đài mang theo một đám đệ tử thần Vũ Tông sắc mặt âm trầm bước ra quát lớn, "Sở Hưu, ngươi làm vậy là sao?" trong bữa tiệc ta không đáp ứng điều kiện của ngươi nên giờ ngươi đánh tới tận cửa cưỡng ép đấy à ngươi làm vậy rõ là quá bá đạo quan trung hình đường có còn quy củ hay không hay ngươi nghĩ ngươi thích nắn bóp thế lực võ lâm kiến châu phủ này thế nào thì tùy sở hưu ngẩng đầu nhìn trình công đài cười lạnh một tiếng có điều y không giải thích bất cứ điều gì cho trình công đài chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ giết giết gà dọa khỉ trình công đài giờ chính là con gà kia có làm gì cũng phải chết đã vậy sở hưu còn nói nhảm với hắn làm gì trực tiếp giết người là được Sở Hưu vừa ra lệnh, đám võ giả đường khẩu tuần sát sứ trực tiếp tiến lên đánh về phía đám đệ tử Thần Vũ Tông sắc mặt vẫn còn ngây ngốc. Trình Công Đài lúc này hận tới mức muốn chửi thề, tên Sở Hưu này trực tiếp ra tay không lưu lại đường sống, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, rõ ràng đối phương đã động sát cơ diệt môn. Chỉ có điều Trình Công Đài có thế nào cũng không hiểu Sở Hưu đang nghĩ gì. Giết Thần Vũ Tông hắn Sở Hưu sẽ chọc giận thế lực võ lâm của toàn bộ Kiến Châu phủ. Mặc dù trước mắt thế lực võ lâm Kiến Châu phủ đều mang tâm tư khác, có thể nói là năm bè bảy đảng nhưng đó là do bọn họ chưa gặp nguy cơ chân chính, Sở Hưu ra tay giết người trong thời điểm này quả thật vô cùng mẫn cảm, thế lực như La gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc đao còn chưa gác lên cổ các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ sẽ không xuất thủ, chỉ im lặng quan sát, nhưng theo thần vũ tông bị hủy diệt, vậy đồng nghĩa với thanh đao đã gác lên cổ bọn họ, đã bắt đầu thấy máu, cho nên bất luận Trình Công Đài nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao Sở Hưu lại ra tay vào thời điểm này, như vậy quá điên cuồng sở hưu không ra tay tham gia tiêu diệt thần vũ tông mà chỉ nói với đường nha đường nha ngươi đối phó với kẻ này đi đường nha nhếch môi thành một nụ cười lười biếng hai thanh đoàn đao long văn lộ ra trên tay ung dung bước tới binh khí của hắn vẫn luôn thay đổi ngay cả sở hưu cũng không biết rốt cuộc hắn am hiểu binh khí gì thực lực tên trình công đài của thần vũ tông này không quá mạnh tối thiểu theo sở hưu là vậy chỉ cần mình xuất thủ toàn lực đối phương căn bản không chống nổi mấy chiêu Lần này để đường nha xuất thủ không phải vì sở hưu lười động thủ mà y muốn tạo thế cho bọn đường nha. Để bọn đỗ quảng trọng chứng kiến thực lực chân chính của đám người đường nha có đủ bằng vai phải lứa với bọn họ không. Đây không phải sở hưu cố ý thiên vị những người quen cũ như đường nha mà chỉ là một quá trình mà mỗi người mới gia nhập một tổ chức nhất định phải trải qua mà thôi. Cũng tỉ như khi sở hưu vừa mới gia nhập Thanh Long Hội, sau khi một mình một ngựa hoàn thành nhiệm vụ cấp năm mới được các sát thủ Thanh Long Hội khác công nhận. Giờ sở hưu để đường nha xuất thủ cũng là như vậy y không phải thiên tội đà chủ, không nhỏ mọn như vậy. Trước mắt số lượng thủ hạ dưới trướng y cũng không nhiều, nếu để bọn họ lãng phí thời gian sức lực vào chuyện nội đấu thì thật vô nghĩa. Vậy chẳng bằng để họ mau mau chứng kiến thực lực đối phương, tự có tính toán riêng, không cần thăm dò tới thăm dò lui nữa. Lúc này Trình Công Đài thấy người ra tay thậm chí không phải bản thân Sở Hưu, càng thêm tức tối. Lần này Sở Hưu tự mình dẫn người tới diệt môn, không ngờ cuối cùng y lại chẳng xuất thủ. Chỉ phái một tên thủ hạ bộ đầu giang hồ thậm chí mình chưa từng thấy mặt tới đánh với mình, như vậy là có ý gì? Bảo mình không có tư cách đánh với y hay sao? Đã gặp nguy cơ diệt môn lại còn bị làm nhục như vậy. Trình công Đài tức tới mức hai mắt đỏ ngầu, thân hình phát động, chỉ thấy ánh trắng lóe lên, thân hình lao tới giữa không trung như cầu vồng xuyên qua ánh mặt trời. Một thanh tiểu kiếm mảnh khảnh đã xuất hiện trong tay hắn, mang theo cương khí lạnh lẽo chém về phía đường nha. Bản lĩnh trấn phái của thần Vũ Tông chính là công pháp khinh công của bọn họ, phi vũ thập nhị thức công pháp khinh công này có thể phát huy tốc độ của bọn họ tới cực hạn đặc biệt là khi áp sát chiến đấu có người thậm chí không nhìn thấy hắn đâu đã trúng liền vài kiếm danh hiệu của hắn là phiêu vũ phi chuẩn đây là mô tả thân pháp linh hoạt cùng lúc xuất thủ nhanh chóng như chim ưng khí thế như thiểm điện đối mặt với kiếm này của trình công đài khóe miệng đường nha vẫn nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo thân hình đột nhiên phát động ngay khi kiếm mang tới người như du long du tẩu tùy ý lướt qua sang lưng trình công đài hai thanh đoàn đao long văn bộc phát ra cương khí sắc bén điên cuồng chém về phía trình công đài cảnh tượng này dọa cho trình công đài giật nảy mình bản thân hắn là kẻ sở trường về tốc độ không ngờ hôm nay lại gặp một người tốc độ còn nhanh hơn mình trình công đài đảo ngược thanh kiếm nhỏ trong tay như chim ưng từ trên không đánh xuống chấn động cương khí ẩm ẩm bộc phát đón lấy đoàn đao của đường nha tiếp đó hắn lại run sợ phát hiện lực lượng của đối phương không ngờ còn mạnh hơn mình khiến hắn bị chém cho liên tục lui lại phía sau hai người đều am hiểu thân pháp tốc độ xuất thủ cũng cực kỳ nhanh chóng cho nên vừa đánh nhau bọn đỗ quảng trọng thậm chí không thấy rõ động tĩnh cả hai có điều bọn họ vẫn thấy được đường nha đang áp chế trình công đài đối với sát thủ cấp bậc đường nha mục tiêu cỡ như trình công đài hắn đã giết không chỉ một hai lần căn bản không chút áp lực trình công đài nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn trình công đài tên kia chính diện linh động như du long đánh lén lại âm độc như quỷ thân pháp đó trực tiếp ép trình công đài tới cực hạn sau mười mấy chiêu đã thụ thương thấy máu trình công đài cắn răng đến giờ hắn vẫn còn nghi hoặc từ bao giờ mà đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ có một kẻ khó đối phó đến vậy tốc độ này quả thật kinh khủng quỷ dị tới cực hạn trình công đài gầm lên một tiếng cương khí quanh người ầm ầm bộc phát tạm thời bức lui đường nha mà lúc này thanh kiếm mỏng trong tay hắn không ngờ lại vỡ vụn thành thành bảy khúc nhìn như một kiếm đâm ra nhưng thực tế lại như bảy chuôi phi đao kèm theo cương khí vô cùng sắc bén đâm thẳng tới những đại huyệt hiểm yếu trên người đường nha chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của trình công đài không phải công pháp truyền thừa của thần vũ tông mà là một bộ thủ pháp ám khí do hắn ngẫu nhiên nhận được khi mở hộp báo nó có tên là thất kiếm truy hồn thân kiếm nhất định phải chế tạo đặc biệt trong lúc quan trọng có thể sử dụng cương khí phát động biến thân kiếm thành bảy thanh phi đao bắn về phía đối thủ chiêu thức này cực kỳ hữu dụng khi ra tay đột ngột tập kích dù sao ai cũng không ngờ nổi rõ ràng đối phương đâm một kiếm tới kết quả nửa đường lại biến thành bảy thanh ám khí chiêu thức này trình công đài rất ít khi vận dụng nhưng mỗi lần xuất ra đều mang ý nghĩa hắn sắp giết người nhìn bảy đoạn kiếm như bảy thanh phi đao bắn tới khóe miệng đường nha nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo hai thanh đoàn đao long văn trong tay hắn biến mất tiếp đó đôi tay múa lên đám người chỉ có thể chứng kiến từng luồng kim mang bộc phát từ hai cánh tay hắn mọi người ở đây không ai thấy rõ kim mang kia là gì chỉ mình sở hưu thấy được đó chính là chuôi long vĩ truy hồn tiêu mà đường nha hay cầm trong tay hơn nữa còn là 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu chỉ trong chớp mắt đã phóng ra 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu theo hai cánh tay đường nha xoay chuyển 24 chuôi Long Vĩ Truy Hồn tiêu dưới sự gia trì của cương khí trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn bao phủ lấy Trình Công Đài, nhanh chóng trói lại. Chỉ trong chớp mắt bảy đoạn kiếm kia đã bị đánh bay, còn thân pháp Trình Công Đài có nhanh đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi lưới đao dày đặc như vậy. Khoảng khắc đó, đám người chỉ chứng kiến một bông hoa máu nở bung dưới lưới đao, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có. 24 chuôi Long Vĩ Truy Hồn tiêu hóa thành một vòng tròn chỉnh tề cắm trên mặt đất còn chính giữa vòng tròn là một đống thịt nát như vừa bị ném vào cối xay cảnh tượng kinh khủng tanh máu đó khiến những bộ đầu giang hồ quan trung hình đường ai nấy sắc mặt trắng bệch thân là bộ đầu giang hồ thứ bọn họ thấy nhiều nhất chính là thi thể đủ loại thi thể nhưng cảnh tượng trước mắt đã chẳng thể gọi là thi thể cho dù là bọn đỗ quảng trọng cũng không thể tiếp thu nổi nhìn đống thịt nát đó đường nha thản nhiên phun ra hai chữ rác rưởi không biết hắn nói thực lực trình công đài này rác rưởi hay chỉ thủ pháp áp khí đánh lén của đối phương là rác rưởi cánh tay vung lên cương khí quét qua từng chui lòng vĩ truy hồn tiêu được đường nha thu lại trong tay áo không rõ trong tay áo hắn có hộp báu không gian hay hai ống tay rộng lớn đó còn huyền cơ nào khác chậm rãi trở về lần này ánh mắt những bộ đầu giang hồ nhìn về phía đường nha đều đã thay đổi thậm chí lộ rõ về sợ hãi thân hình bất giác tránh lui vô pháp vô thiên chiêu thức này của đường nha lập uy khá tốt cũng khiến bọn đỗ quảng trọng thật sự hiểu được lời nói để thủ hạ cạnh tranh công bằng của sở hưu là có ý gì mọi người thật sự đứng trên cùng một vạch xuất phát chỉ với thực lực bọn họ chưa chắc đã tranh nổi với đám sát thủ thanh long hội đám người này quả thật sinh ra chỉ vì giết người trình công đài đã chết những võ giả khác của thần vũ tông hoặc bị giết chết hoặc chạy tán loạn đã không làm nên trò trống gì nữa sở hưu trực tiếp vung tay lên nói nghe nói hắc nham đường cách đây không xa vậy vừa hay để một ít người ở lại thu thập thống kê tài sản của thần vũ tông những người còn lại theo ta tới hắc nham đường trong một ngày hủy diệt hai tông môn tốc độ dợn người này của sở hưu quả thật khiến đỗ quảng trọng không cách nào tiếp thu có điều nhìn những võ giả thanh long hội ra tay giết người đỗ quảng trọng không khỏi lắc đầu đám người này thủ đoạn quả thật sắc bén võ giả quan trung hình đường bọn họ thực lực cũng không yếu trong cùng cảnh giới thực lực không cách biệt quá nhiều nhưng xét tới năng lực chiến đấu lại yếu hơn đối phương một bậc đặc biệt là thủ đoạn giết người của đối phương phải nói là lấy một trọi mười phân nửa số võ giả thần vũ tông là do sát thủ thanh long hội giết chết thần vũ tông không nằm trong thành hắc nham đường lại ở trong hắc nham thành Hắc Nham Thành có tên Hắc Nham Thành là do khu vực này sản xuất một loại vật liệu đá có màu đen như mực, sau khi mài rũa trơn bóng như mặt kính, là tài liệu rất tốt để xây dựng cung điện. Đến khi sở hưu tới Hắc Nham đường, Đậu Uy Hổ đã nhận được tin Thần Vũ Tông bị diệt môn. Thần Vũ Tông có nhiều đệ tử như vậy, đương nhiên không phải ai cũng có dũng khí đi chịu chết. Một số võ giả ngay khi sở hưu động thủ đã tìm đường bỏ trốn. Hắc Nham Thành cách Thần Vũ Tông cũng không xa, cho nên Đậu Uy Hổ nhanh chóng nhận được tin. Sau khi biết tin phản ứng đầu tiên của đậu uy hổ chính là trốn đừng nhìn đậu uy hổ dáng vẻ to cao thô kệch nhưng trên thực tế toan tính của hắn nhiều hơn bất cứ ai cũng như lúc trước họp bàn ở la gia hắn luôn miệng nói sở hưu không có ý tốt thế này tới giờ tiệc mình chắc chắn sẽ không đi thế kia kết quả đến giờ tiệc hắn có mặt còn sớm hơn những người khác giờ thấy sự tình không tốt suy nghĩ đầu tiên của đậu uy hổ chính là trốn nhưng kết quả không đợi hắn đào tẩu bên kia sở hưu đã diệt xong thần vũ tông không hề dừng lại trực tiếp đánh tới cửa ngăn đậu uy hổ trong đường khẩu thấy mình trốn không thoát đậu uy hổ trực tiếp đổi sang vẻ mỉm cười nịnh nọt dẫn người ra đón sở đại nhân tại hạ nghĩ kỹ rồi đề nghị lần trước ngài nói với các thế lực võ lâm kiến châu phủ chúng ta quả thật là tuyệt diệu người khác có đáp ứng không ta không biết nhưng hắc nham đường từ nay về sau sẽ theo lệnh sở đại nhân ngài như thiên lôi chỉ đâu đánh đó loại người như đậu uy hổ miệng đương nhiên không có lời nào là thật giờ chẳng qua hắn muốn giữ lại mạng sống dưới tay sở hưu mà thôi chỉ cần cho hắn thời gian liên hợp được tất cả các thế lực võ lâm kiến châu phủ, đến lúc đó mọi người cùng lên tiếng phản đối Sở Hưu, kinh động tới bên tổng bộ hình đường, chắc chắn sẽ khiến Sở Hưu đẹp mặt. nhìn Đậu Uy Hổ, khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười dị dạng, như đang chế nhạo lại như đang khinh thường. Đậu Uy Hổ, ngươi tưởng giờ mình chơi mấy trò vặt này còn nghĩa lý gì sao? Lúc trước ta mời rượu ngươi ngươi lại không uống, vậy giờ ra đây uống rượu chém đầu đi. Sở Hưu căn bản không phí công suy đoán những lời Đậu Uy Hổ nói là thật hay giả. Dù sao hôm nay y tới đây chỉ là để giết người. Đậu uy hổ biến sắc, vội vàng nói: Sở đại nhân, đợi đã đợi đã, xin hãy nghe ta nói. Có điều lúc này Sở Hưu lại như chẳng nghe được, chỉ nói với người sau lưng: Tàn kiếm, người này giao cho người. Nhạn bất quy gật nhẹ đầu, mặt không biểu cảm bước tới lấy thanh trọng kiếm sau lưng ra. Bước chân phát lực, thân hình Nhạn bất quy lao tới, cương khí toàn thân ngưng tụ trên thân kiếm, tỏa ra một làn xương màu sắc mông lung nhưng lại không phóng thích ra ngoài. Âm âm nện xuống đám người chỉ nghe được tiếng không khí nổ vang khi thế kiếm này của Nhạn Bất Quy như phá núi mở đường lực phách hoa sơn vô cùng mãnh liệt Đậu Uy Hổ thầm chửi một câu xem ra tên sở hưu này thật sự định đẩy hắn vào chỗ chết hắn không cách nào ngăn cản nhát kiếm thế mạnh lực trầm này của Nhạn Bất Quy khí thế như thái sơn áp đỉnh đó đánh xuống cho dù cơ thể hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không dám đối đầu cho nên Đậu Uy Hổ bộc phát cương khí dưới chân theo bản năng định bỏ trốn. Nhưng ngay lúc này trên thanh cự kiếm của Nhạn Bất Quy lại ầm ầm bộc phát cương khí, luồng cương khí xền xệt tối tăm mịt mờ không ngờ trực tiếp giam cầm thân thể Đậu Uy Hổ trong đó, khiến động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Chỉ ngừng một khoảnh khắc thôi nhưng cũng đủ cho nhát kiếm kia đập tới. Kiếm có thể chém có thể đâm, nhưng trọng kiếm trong tay Nhạn Bất Quy lại dùng để đập. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, thân kiếm khổng lồ như quả chùy nặng đánh tới khiến Đậu Uy Hổ biến sắc. Nếu tránh không khỏi vậy chỉ có cách cứng rắn chống đỡ. Hai tay Đậu Uy Hổ niết thành quyền ấn đưa ngang trước người, hắn không có binh khí, chỉ tu luyện cơ thể bản thân, nắm đấm chính là binh khí mạnh nhất của hắn. Cương khí màu vàng nhạt ầm ầm bộc phát đánh lên thân kiếm của Nhạn Bất Quy nhưng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ như muối bỏ bể. Ánh mắt Đậu Uy Hổ lộ vẻ hoảng sợ, nhưng một khắc sau đã lập tức bị nhát kiếm của Nhạn Bất Quy đập bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt hai tay hắn lập tức nứt gãy, kim thân phá toái, hoa máu nở rộ giữa không trung. Thấy cảnh này Sở Hưu không khỏi lắc đầu để nhận bất quy xuất thủ quá khi dễ người đối mặt với đậu uy hổ rõ ràng là nhận bất quy hoàn toàn khắc chế đối phương mặc dù đậu uy hổ này chỉ ra một chiêu nhưng sở hưu có thể nhận ra đối phương tu luyện kim thân đã khá có thành tựu tu vi cũng rất mạnh không tính cương khí chỉ riêng mặt phòng ngự binh khí thậm chí gần với độc cô ấn của sở hưu phải biết độc cô ấn chính là một trong khoái mạn cửu tự quyết tiêu hao cương khí cực lớn căn bản không cách nào dùng lâu dùng dài nhưng hoành luyện kim thân của đậu uy hổ lại có thể dùng liên tục Hắn không dùng binh khí vì bản thân cơ thể hắn đã sánh được bảo binh. Chỉ tiếc, hôm nay hắn gặp phải Nhạn Bất Quy. Cự kiếm của Nhạn Bất Quy cũng chỉ là bảo binh nhưng lại thắng ở trọng lượng chất liệu còn lại không có uy năng gì khác, thậm chí không có cả mũi kiếm, hoàn toàn dùng lực lượng đi nện người. Dưới lực lượng cường đại đó cho dù thân thể hắn thật sự làm bằng sắt cũng sẽ bị nện tới chia năm x 7. Huống hồ hoành luyện kim thân của Đậu Uy Hổ còn chưa tới cực hạn, nội phủ vẫn là huyết nhục cực kỳ yếu ớt. Nhạn Bất Quy mặt không chút biểu cảm. Kiếm thế đơn giản tới cực hạn nhưng phối hợp với nội lực cương khí kỳ dị đó lại phát huy con đường lực lượng tới cực hạn, khiến người ta chỉ có thể cứng rắn đối đầu, thậm chí không có cơ hội né tránh. Đậu Uy Hổ hai tay bị phế dãy dụ muốn bỏ chạy, kết cục cũng chẳng trốn nổi trọng kiếm của Nhạn Bất Quy, lại mấy chiêu qua đi đã bị Nhạn Bất Quy đập cho thành đống thịt nát. Có bài học thất bại của Đường Nha, lần này mọi người mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng cũng miễn cưỡng thích ứng được, đặc biệt là người của Thanh Long hội, bọn họ hầu như đều có kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ cùng Nhạn Bất Quy biết một khi nhận bất quy xuất thủ, 89 phần 10, 10 kết cục là thịt nát xương tan. Lúc này giữa trường, Đậu Uy Hổ đã chết, những bang chúng hắc nham đường khác cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chống cự, hoặc bị giết hoặc bỏ trốn. Sở Hưu vẫn dựa theo lệ cũ để người lại thu thập của cải cùng tài nguyên tu luyện của Hắc Nham Đường. Lúc này Đỗ Quảng Trọng lại lo lắng đi tới nói: "Đại nhân, tình hình lúc này của chúng ta không ổn. Diệt liền hai nhà, chắc tin tức cũng đã truyền ra. Giờ chúng ta muốn diệt nhà thứ ba cũng không còn kịp nữa rồi." Sở Hưu hỏi ngược lại: ai nói ta muốn diệt nhà thứ ba. Đỗ Quảng Trọng sừng sốt, không ra tay tiếp đến lúc mấy tông môn võ lâm kiến châu phủ liên hợp lại, kẻ gặp xui chẳng phải chúng ta à. Sở hưu thản nhiên đáp, giết gà dọa khỉ mà thôi. Nhưng giết sạch gà thì chúng ta ăn gì đây? Ngươi ở lại đây tiếp tục xử lý, ta dẫn người tới la ra một chuyến. Đỗ Quảng Trọng nghi hoặc gật nhẹ đầu. Tới giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc sở hưu định làm gì. Kiến châu phủ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thời gian một ngày đã đủ truyền tin tới mấy lần sở hưu diệt thần vũ tông cùng hắc nham đường thật ra mới tốn có nửa ngày có điều thế cũng đủ cho tin tức lan truyền khắp nửa kiến châu phủ rồi lúc này trong la gia lão tổ la gia nghe đệ tử trong tộc báo cáo tin tức hai mắt trợn tròn lúc trước trong phượng minh lâu đám thế lực võ lâm kiến châu phủ làm mất mặt sở hưu không ai đáp ứng điều kiện của y với phân tích của lão tổ la gia đối với tính cách sở hưu chuyện này chắc chắn không chấm dứt dễ dàng như vậy được chỉ có điều lão tổ la gia thật sự không ngờ sở hưu lại làm việc điên cuồng tới vậy vô pháp vô thiên đúng là vô pháp vô thiên ngoại trừ bốn chữ này lão tổ La gia đã không biết phải mô tả sở hưu ra sao nữa quan trung hình đường có quy củ kết quả tên sở hưu này lại coi quy củ như không có gì chẳng lẽ y không sợ làm lớn chuyện đến tai tổng đường à ngày trước ngụy cửu đoan đã từng ngang nhiên che chở chuyện sở hưu diệt giang gia chuyện này tất cả các thế lực võ lâm kiến châu phủ đều biết chẳng qua đó chỉ là mình giang gia với quyền uy của ngụy cửu đoan hoàn toàn có thể đè xuống còn lần này nếu sở hưu ép toàn bộ kiến châu phủ tới phản vậy cho dù là ngụy cửu đoan cũng chẳng đè chẳng ép nổi đúng lúc này đệ tử la ra lại đột nhiên gõ cửa tiến tới nói lão tổ sở hưu kia dẫn người tới rồi lão tổ la ra đột nhiên trừng mắt quay người tỏa ra hàn khí nói tên sở hưu kia rốt cuộc định làm gì diệt thân vũ tông cùng hắc nham đường thì thôi giờ còn muốn diệt cả la ra ta sao hắn tưởng thế lực võ lâm kiến châu phủ này mềm yếu mặc hắn làm gì thì làm chắc đệ tử kia sắc mặt kỳ quái thưa lão tổ sở hưu kia có vẻ không định động thủ hắn chỉ dẫn theo ba người tới đây không trực tiếp ra tay giờ còn đang đợi trong phòng nghị sự nghe được lần này sở hưu chỉ dẫn theo ba người đến lão tổ la gia cảm thấy kinh ngạc chỉ vài người như vậy đâu đủ diệt la gia vậy lần này sở hưu tới đây rốt cuộc có ý gì lão tổ la gia đi tới phòng nghị sự thấy sở hưu đang thành thơi uống trà tại đó hắn không khỏi lạnh giọng nói sở đại nhân ngươi quả thật ác độc thế lực võ lâm kiến châu phủ ta không đáp ứng điều kiện của ngươi ngươi lập tức ra tay diệt môn làm việc bá đạo như vậy quả thật là vô pháp vô thiên trong mắt ngươi có còn quy củ của quan trung hình đường nữa không sở hưu thản nhiên đáp la lão gia tử ngươi sống trên đất quan trung này đã bao năm rồi sao còn không hiểu quy củ của quan trung hình đường rốt cuộc là gì chỉ có những chuyện phù hợp với lợi ích của quan trung hình đường mới có thể xử lý theo quy củ của quan trung hình đường giờ những việc ta đang làm không hề tổn hại lợi ích của quan trung hình đường hơn nữa lã lão gia tử ngươi còn một câu rất đúng sở hưu ta đúng là vô pháp vô thiên đấy. trên một mẫu ba phần đất kiến châu phủ này, lời ta nói chính là pháp, chính là thiên. lão tổ la gia giận quá hóa cười nói, cuồng vọng, sở hưu, ngươi thật sự nghĩ không ai trị được ngươi hay sao? hôm nay ngươi diệt thần vũ tông cùng hắc nham đường chẳng khác nào gác đao lên cổ thế lực võ lâm kiến châu phủ chúng ta. ngươi diệt được một nhà hai nhà, chẳng lẽ diệt được mười mấy nhà chúng ta hay sao? sở hưu nhìn lão tổ la gia lạnh lùng đáp, la lão gia tử vì sao ta lựa chọn thần vũ tông cùng hắc nham đường để ra tay chắc ngươi cũng biết chứ hai tên ngu ngốc này không giữ mồm giữ miệng chỉ bới sở hưu ta ngay trước mặt mọi người người khác không biết chẳng lẽ cả ngươi cũng không biết hay sao nghe xong câu này của sở hưu lão tổ la ra trong lòng thắt lại mấy lời bàn bạc của bọn họ sợ là đã lan truyền ra ngoài đồng thời trong lòng hắn cũng thầm mắng chờ sau khi chuyện này qua đi mình nhất định phải thanh lý đám đệ tử hạ nhân trong gia tộc để bọn chúng quản cho kỹ cái miệng của mình Đám gia chủ trưởng môn tham gia bàn bạc chắc chắn sẽ không ngu ngốc lan truyền mọi chuyện trong buổi nghị sự hôm đó. Vậy kẻ duy nhất có thể tiết lộ tin tức chỉ có đám hạ nhân và đệ tử trong la gia bọn họ. Sở Hưu dựa vào ghế lạnh nhạt nói, thật ra con người ta vẫn rất khoan dung, cho dù trình công đài cùng Đậu Uy Hổ có âm thầm nói xấu ta đi nữa, trong quán rượu ta cũng đâu có phát tác, phải không? Ta cho bọn hắn cơ hội, mọi người hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu đồng bọn. Đáng tiếc, bọn họ không quý trọng cơ hội này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy không thể trách ta độc ác được lão tổ la ra nhìn chầm chầm vào sở hưu lạnh lùng nói vậy giờ rốt cuộc ngươi tới la ra làm gì rốt cuộc ngươi muốn gì sở hưu đứng dậy đón lấy ánh mắt lão tổ la ra nói ta muốn làm gì chắc la lão gia tử ngươi phải biết chứ khi ở phượng minh lâu ta đã nói rất rõ ràng rồi mà mọi người cùng hợp tác mới là đôi bên cùng có lợi đáng tiếc là lúc đó các ngươi đều cự tuyệt la lão gia tử ngươi là người thông minh chắc biết nên lựa chọn thế nào Tại kiến châu phủ này thực lực La Gia có thể không phải đứng đầu nhưng cũng có thể xếp hạng 2 hạng 3. Chỉ cần La Gia đi đầu đáp ứng điều kiện của ta, các thế lực khác chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Trước đó ta đã chia chuyện làm ăn tại kiến châu phủ ra 12 phần. Giờ thì hay rồi, 10 phần là được, có qua có lại. Phần của thần Vũ Tông cùng đậu uy hổ ta có thể đưa cho La Gia. Im lặng cả nửa ngày lão tổ La Gia mới trầm giọng nói, tính toán hay lắm. Diệt thần Vũ môn cùng hắc nham đường để giết gà dọa khỉ. Sau đó lại ép La Ta đi đầu đáp ứng kế hoạch của ngươi, như vậy tâm địa các thực lực võ lâm Kiến Châu phủ vốn đã chẳng vững chắc lần này càng trực tiếp sụp đổ tan rã. Đoán chừng đến lúc đó không mấy ai dám phản kháng ngươi, cho dù có cũng chẳng làm được gì. Chỉ có điều nếu La Ta đồng ý làm kẻ đầu tiên đáp ứng ngươi, vậy chắc chắn thanh danh La Ta tại Kiến Châu phủ sẽ rớt xuống ngàn trượng, những thế lực võ lâm khác chắc chắn sẽ phỉ báng La Ta bội nghĩa. Sở Hưu nhún vai đáp, được bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu thôi. So với những lợi ích mà La Gia nhận được, chỉ bêu danh nào có đáng gì? Lão tổ La Gia tiến tới một bước híp mắt nói, "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Sở Hưu lạnh nhạt nói, "Nếu La Gia không đồng ý vậy ta sẽ tới Tị Thủy kiếm phái, tới hướng ra ở Ngạc Thành." Hai thế lực này cũng có cao thủ cảnh giới Tam Hoa tụ đỉnh chấn giữ, cũng chẳng yếu hơn La Gia ngươi. "La lão gia tử ngươi có thể nhịn không tham những lợi ích đó, nhưng ngươi có thể đảm bảo Tị Thủy kiếm phái cùng hướng ra cũng như ngươi không? Kết quả cũng giống nhau thôi." Ta không quan tâm người đầu tiên đáp ứng là ai, chỉ cần có người này là đủ." Lão Tổ La Gia đang định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng thở dài một hơi, bởi hắn thật sự không thể cam đoan hai nhà khác sẽ không đáp ứng yêu cầu của Sở Hưu. Cùng ở đất Kiến Châu phủ này bao năm như vậy, đức hạnh của đám thế lực võ lâm khác ra sao, hắn đã hiểu rõ từ lâu rồi. Một đám rời rạc đều có tư tâm mà thôi, nếu bọn họ có thể buông bỏ hết tất cả tâm tư liên hợp lại, vậy lúc ở Phượng Minh lâu ngược lại có thể uy hiếp Sở Hưu thà ta phụ người chứ không để người phụ ta lão tổ la ra cắn răng nói được lão hủ đáp ứng với điều kiện của sở đại nhân lợi ích ngay trước mắt để người khác cầm chẳng bằng tự mình nắm lấy còn về mình làm vậy sẽ khiến thế lực võ lâm kiến châu phủ hoàn toàn tan rã lão tổ la ra cũng chẳng quản được nhiều như vậy nguyên tắc làm việc cả đời của lão tổ la ra là ẩn nhẫn sắc bén chỉ làm thứ ba thứ tư không làm thứ nhất thứ hai kết quả lúc về già lại bị sở hưu uy hiếp chỉ có thể lựa chọn làm người đầu tiên lúc này tâm trạng hắn quả thật rất phức tạp sở hưu mỉm cười nói la lão gia tử sau khi chuyện làm ăn tại kiến châu phủ bắt đầu ngươi sẽ phát hiện lựa chọn hôm nay của ngươi không sai ngược lại ngươi còn thấy may mắn đấy lão tổ la ra cười khổ đáp hy vọng là thế sở hưu trực tiếp nói đã vậy phiền la lão gia tử ngươi thay mặt thông báo cho những thế lực võ lâm kiến châu phủ khác buổi trưa ba ngày sau ta sẽ lại mở tiệc tại kiến châu phủ lần này người tới coi như đồng ý với kế hoạch của ta đến lúc đó mọi người cùng bàn bạc xem rốt cuộc mình phụ trách làm ăn về mặt hàng gì. Còn kẻ không đến ư? Được rồi, la lão ra tử không cần nói, hậu quả bọn họ cũng tự thấy rồi. Sau khi nói xong, sở hưu trực tiếp quay người bỏ đi, chỉ để lại la gia lão tổ vẻ mặt phiền muộn ngồi lại trong sảnh. Lần này xem như hắn thật sự hiểu được cách hành xử của sở hưu, cường thấy bá đạo, thủ đoạn hung tàn, làm người xảo trá như hồ ly, lại hung ác như sói dữ. Loại người như vậy cũng rất phổ biến trong ma đạo. Có trời mới biết quan trung hình đường rốt cuộc nghĩ thế nào lại đưa người như vậy vào trong quan trung hình đường. Chỉ có điều giờ lão tổ La gia cũng lười nghĩ nhiều như vậy, dẫu sao cũng đã lên thuyền giặc, có hối hận cũng đã muộn. Một số đệ tử thế hệ trung kiên của La gia đi tới thận trọng nói: "Lão tổ, chúng ta làm sao giờ, phải đáp ứng điều kiện của Sở Hưu thật à?" Lão tổ La gia hừ lạnh một tiếng nói: "Làm sao được nữa, có còn cách nào đâu. La gia ta không đáp ứng những thế gia khác sẽ đáp ứng, ngươi nói chúng ta làm thế nào được?" tức giận mắng một câu lão tổ la ra đột nhiên nghĩ ra điều gì hắn nói với đệ tử kia tình hình cao ra giờ thế nào rồi cao ra mà lão tổ la ra hỏi chính là kẻ duy nhất tới chậm ở phượng minh lâu cuối cùng bị một chiêu của sở hưu đánh cho không rõ sống chết bị ném ra ngoài đệ tử la ra kia nghi hoặc một hồi không hiểu vì sao lão tổ lại đột nhiên hỏi tới cao ra có điều hắn vẫn đáp lời lần trước gia chủ cao ra bị một chiêu của sở hưu làm cho trọng thương thương tổn tới tận nội phủ mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cũng đã bị phế bỏ tới giờ còn chưa tỉnh lại. Gia chủ Cao Gia kia đang lúc trắng niên chưa chọn ra người thừa kế gia chủ đời kế tiếp. Kết quả giờ Cao Gia cực kỳ rối loạn, đệ tử đều đang tranh quyền đoạt lợi. Lão Tổ La Gia vung tay lên nói, lát nữa ngươi dẫn người ra tay, diệt Cao Gia đi. Đệ tử La Gia kia sửng sốt, Lão Tổ, ngài nói gì vậy? Diệt Cao Gia, vì sao? Chúng ta đâu có thù hận gì với Cao Gia. Thực lực Cao Gia không mạnh, trong số những thế lực võ lâm kiến châu phủ bọn họ chỉ xếp cuối, còn La Gia bọn họ đứng trên đỉnh cao. Cũng chính vì vậy hai bên không có thù hận, nếu có cao gia đã chẳng tồn tại được đến giờ. Không ngờ lão tổ La gia lại đột nhiên nói muốn tiêu diệt cao gia, chuyện này khiến hắn thật sự không hiểu. Lão tổ La gia thản nhiên đáp, "Nhớ cho kỹ, về sau phải cung kính với vị sở đại nhân kia, cho dù trong tối hay ngoài sáng cũng đừng gọi thẳng tên đối phương." La gia ta lần này lựa chọn làm ngược lại với phong cách hành sự thường ngày, đã vậy dứt khoát làm tới cùng luôn đi, vừa hay đưa cho vị sở hưu đại nhân kia một chút lễ vật. Người của Cao Gia đã đắc tội sở đại nhân mà chưa bị sở đại nhân diệt môn, vậy chuyện này do La Gia ta làm thay. Dù sao lần này La Gia ta chọn đứng ra làm người đầu tiên hợp tác cùng sở đại nhân, đằng nào cũng đã đắc tội với các thế lực võ lâm kiến châu phủ. Vậy sợ gì mà không đắc tội nặng hơn chút? Thật ra lão tổ La Gia còn một câu không nói, hắn diệt Cao Gia không chỉ vì muốn lấy lòng sở hưu. Tặng lễ cho y mà còn vì nghĩ tới chuyện ba ngày sau sẽ bàn bạc phân chia chuyện làm ăn ở Phượng Minh Lâu. La gia bọn họ là thế lực đầu tiên gia nhập dưới trướng Sở Hưu, tất cả chuyện làm ăn của Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường đều thuộc về bọn họ. Còn giờ mình lại diệt thêm Cao gia, một mặt là lấy lòng Sở Hưu, mặt khác ư, chỗ trống của Cao gia đương nhiên cũng thuộc về La gia bọn họ. Đừng tưởng mấy năm nay La gia làm việc luôn ẩn nhẫn nhưng thực tế một khi đã quyết định ra tay, vậy chẳng kém gì những thế lực võ lâm khác. Theo hành động của La gia lan truyền, các thế lực võ lâm khác tại Kiến Châu phủ hoàn toàn ngây ngốc. Trước đó Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường bị diệt những thế lực Võ Lâm Kiến Châu phủ chỉ cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Sở Hưu quá cùng vọng bá đạo, không buồn để những thế lực Võ Lâm Kiến Châu phủ bọn họ trong mắt. Kết quả không đợi bên bọn họ phẫn nộ xong đã lại nghe tin La Gia đáp ứng điều kiện của Sở Hưu đồng thời ra tay tiêu diệt cao gia. Tin tức liên tiếp đó làm cho không ai kịp phản ứng lại. Hành động phản bội của La Gia khiến tất cả các thế lực Võ Lâm Kiến Châu phủ hết sức phẫn nộ. Trong mắt các thế lực Võ Lâm Kiến Châu phủ, trước đó mọi người đã nói rõ sẽ cùng tiến cùng lùi. Kết quả La gia ngươi lại đột nhiên lựa chọn gia nhập dưới trướng Sở Hưu, đây rõ ràng là phản bội, phản bội trắng trợn, mà cuối cùng La gia này còn ra tay tiêu diệt Cao gia. Chuyện này so với phương thức làm việc ẩn nhẫn trước đó của La gia quả thật là một trời một vực, khiến người ta không khỏi liều lưỡi. Chẳng qua chuyện cũng đã rồi, mọi người nên làm thế nào đây? Nếu La gia đã lựa chọn hợp tác với Sở Hưu, vậy chứng tỏ trong đó chắc chắn có lợi. Con người luôn có lúc mù quáng, lúc trước trên Phượng Minh lâu không ai dám uống chén rượu của Sở Hưu nhưng nếu có người dẫn đầu uống chén rượu đó và đoán chừng tình hình đã hoàn toàn khác biệt mà trước mắt thần vũ tông cùng hắc nham đường đã bị sở hưu tiêu diệt cũng cho đám người thấy thủ đoạn bá đạo ngoan độc của sở hưu la gia đã lựa chọn hợp tác cùng sở hưu những người khác dãy dụ còn nghĩa lý gì đặc biệt là những môn phái nhỏ thế lực bản thân không mạnh càng trực tiếp lựa chọn liên thủ cùng sở hưu ba ngày sau trên phượng minh lâu vẫn những vị trí đó vẫn là bữa tiệc kia chỉ có điều lần này tất cả mọi người đều đã đến từ sớm chờ sở hưu khác với lần trước Lần này trong bữa tiệc thiếu đi ba người, đám người cũng biết ba người này sẽ mãi mãi không xuất hiện lại tại đây. Đợi tới gần sát chưa sở hưu mới mang người vào trong phong mãn lâu, đám người trực tiếp đứng dậy thi lễ với sở hưu, tham kiến sở đại nhân. Thấy cảnh này, đỗ quảng trọng sau lưng sở hưu không khỏi thở dài. Đã bao lâu hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngày xưa khi hắn còn trẻ tuổi, khi đó quan tư vũ chỉ vừa khống chế quan trung hình đường, thủ đoạn quả quyết lang lệ khiến toàn bộ những tông môn giang hồ trên đất quan trung nhìn mà phát khiếp khi đó thực lực quan trung hình đường không mạnh như hiện tại nhưng uy thế lại cường thịnh nhất. Thời điểm đó tuần sát sứ mới thật sự là tuần sát sứ. Một khi tuần sát sứ phát hiện ra có thế lực võ lâm nào vi phạm pháp luật kỳ cương quan trung, căn bản không cần thông báo, trực tiếp xuất thủ trừng trị. nghiêm trọng thì trực tiếp diệt môn. Còn về sau mọi người dần dần lười biếng, những thế lực võ lâm quan trung sống trong thời bình cũng dần dần phát triển, địa vị song phương đã chuyển đổi thành bằng vai phải lứa. thậm chí đến đời tuần sát sứ phương chính nguyên mấy thế lực võ lâm kiến châu phủ đã trắng trợn không để trong mắt còn cảnh tượng trước mắt lại đại biểu cho đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ lại tìm lại được uy nghiêm tối thiểu trong một mẫu ba phần đất kiến châu phủ này sở hưu chính là bá chủ không ai dám vi phạm mệnh lệnh của y nhìn mọi người xung quanh sở hưu gật đầu nói được rồi tất cả ngồi xuống đi để đám người nhập tọa lần này sở hưu rót một chén rượu dơ lên nói chư vị đã đến đây vậy chứng minh tất cả mọi người đồng ý với đề nghị trước đó của ta có tiền mọi người cùng kiếm chư vị đừng nghĩ hai thành lợi ích rất nhiều, nó sẽ mang tới nhiều chỗ tốt hơn cho chư vị. Tuyệt đối nhiều hơn hai thành đó, ta vẫn nói câu đó, uống chén rượu này và có tiền mọi người cùng nhau kiếm, ta sẽ không để chư vị thua thiệt đâu. Lần này theo sở hưu nâng chén mọi người ở đây cũng đều dơ chén rượu uống vào. Về phần rượu này thơm hay đắng chỉ có chính bọn họ biết. Có điều tư vị bị người ta cưỡng ép mời rượu chắc chắn không dễ chịu. Hơn nữa mấu chốt nhất là rượu này bọn họ không uống không được bọn họ đã chứng kiến hậu quả của việc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giờ cao ra, thần vũ tông cùng hắc nham đường, người của ba nhà này ngay cả cơ hội uống rượu cũng không còn, cho nên bọn họ cứ làm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thì hơn. Dù sao la gia đã đi đầu đáp ứng, bọn họ kháng cự còn nghĩa lý gì. Uống rượu xong sở hưu lấy một quyển sổ ra nói, trong đây là danh sách những chuyện làm ăn buôn bán ta nghiên cứu được ở kiến châu phủ. Từ nay về sau mọi người tự phụ trách lũng đoạn việc làm ăn dưới tay mình, không nên duỗi tay cũng đừng duỗi, nếu để ta phát hiện có người giơ tay loạn vậy đừng trách ta không khách khí. Mọi người ở đây trong lòng chấn động, cùng gật nhẹ đầu. Trước kia bọn họ có làm lung tung thế nào cũng không vấn đề, nhưng giờ đã đáp ứng với quy tắc của Sở Hưu, vậy phải làm theo quy củ của Sở Hưu. Tới giờ bọn họ mới hiểu, bọn họ hợp tác với Sở Hưu không chỉ vẻn vẹn là hợp tác. Đây rõ ràng là quan hệ thống trị và bị thống trị. Quy tắc do Sở Hưu thiết lập, cũng do Sở Hưu giám sát chấp hành, như vậy đương nhiên bọn họ thấp hơn Sở Hưu một bậc. Có điều chuyện đã tới nước này Mọi việc cũng đã đáp ứng, rượu cũng đã uống, suy nghĩ linh tinh cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người đành gật đầu nhận mệnh, Sở Hưu tiếp tục nói, tiếp đó ta sẽ thuật lại những chuyện làm ăn buôn bán mà chư vị có thể lũng đoạn. Trong đó La gia phụ trách buôn bán dược liệu, là những thảo dược và linh dược chưa qua luyện chế. Võ giả thụ thương cần thuốc trị thương, tu luyện bình thường cũng cần các loại đan dược, còn luyện chế ra những thứ kỳ quái có tác dụng khác cũng cần có thảo dược và linh dược. Chính vì vậy đây là món làm ăn lớn kiếm lợi nhuận lớn nhất, có điều đám người cũng không đỏ mắt. Dù sao La Gia là kẻ đầu tiên quyết định gia nhập dưới chướng vị sở đại nhân này, có đãi ngộ như vậy cũng rất bình thường. Sở Hưu tiếp tục nói, tiếp theo buôn bán đan dược loại chữa thương và trận pháp cũng thuộc về La Gia. Nghe xong lời này ánh mắt mọi người nhìn về phía La Gia lập tức trở nên bất đồng. Chẳng trách La Gia chọn làm kẻ đầu tiên đáp ứng Sở Hưu, hóa ra Sở Hưu hứa cho bọn họ phần của thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường. Đan dược loại chữa thương mặc dù không bán tốt bằng đan dược loại tu luyện nhưng giá trị cũng cao hơn đan dược loại tu luyện bình thường, lợi nhuận cũng lớn hơn nhiều trận pháp cũng vậy, mặc dù ít người bán, kẻ mua cũng ít, nhưng lợi nhuận lại lớn. Còn có cơ quan ám khí loại âm thanh cũng do La Gia quản lý. Nghe đến đây mọi người đã hiểu, làm ăn về cơ quan ám khí hẳn thuộc về Cao Gia. Do La Gia diệt Cao Gia coi như xả giận giúp sở hưu, lấy lòng y, cho nên chuyện làm ăn vốn của Cao Gia cũng rơi vào tay La Gia. Vốn là mỗi người phân công quản lý một chuyện làm ăn buôn bán, kết quả giờ mình La Gia đã cầm một loại lớn ba loại nhỏ. Đãi ngộ đó đủ khiến người của La Gia cười như nở hoa, những kẻ khác không khỏi ước ao ghen tị đặc biệt là hai nhà khác có võ giả tam hoa tụ đỉnh là tị thủy kiếm phái cùng hướng ra bọn họ lúc này cũng có chút hối hận sớm biết đằng nào cũng phải gia nhập dưới trướng sở hưu chẳng thà bọn họ đi đầu còn kiếm thêm nhiều chỗ tốt la ra chiếm cứ tiên cơ bọn họ có hâm mộ cũng chẳng được lúc này sở hưu lại tuyên bố phần làm ăn mà tị thủy kiếm phái cùng hướng ra quản lý một là đan dược loại tu luyện hai là binh khí cả hai đều là loại lợi nhuận rất nhiều người của hai phái này cũng khá hài lòng khi quy định những điều này Sở Hưu vẫn rất công bằng, hoàn toàn dựa theo thực lực. Thực lực của ngươi mạnh ta sẽ cho ngươi chuyện làm ăn lớn, nếu không ngươi cứ tập trung đi làm mấy vụ nhỏ lẻ đi, có cho làm ăn lớn ngươi cũng chẳng bảo vệ được. Khi Sở Hưu đọc đến cuối cơ bản đều là những chuyện làm ăn không quá quan trọng, lúc này gia chủ một gia tộc nhỏ có vẻ hơi bất mãn, hắn đứng lên nói: "Sở đại nhân, Tôn gia ta." Hắn chưa nói dứt lời đã thấy ánh mắt Sở Hưu nhìn sang mang theo chút âm trầm nói: "Sao? Tôn gia có ý kiến gì với bố trí của ta?" nhìn thoáng qua những người xung quanh vẫn im lặng gia chủ tôn gia đành nuốt nước miếng một cái lúng túng cười hai tiếng rồi ngồi xuống trở lại không không có ý kiến những đại phái khác đều không phản bác an bài của sở hưu một tiểu gia tộc như hắn nếu dám nói nhiều thần vũ tông cùng hắc nham đường chính là bài học thất bại ngay trước mắt thấy cảnh này đám người la ra cũng thở dài một hơi từ nay trong kiến châu phủ uy thế sở hưu đã lên cao tới mức không ai cả nổi chỉ cần y còn là tuần sát sứ kiến châu phủ một ngày kiến châu phủ phải tôn hắn làm chủ cầm chén rượu lên, sở hưu dơ mời đám người, chén rượu này ta kính chúc các vị tài nguyên thu vào dồi dào. Đa tạ đại nhân, mọi người cùng nâng chén theo. Sau khi đám người nhận được kế hoạch, toàn bộ kiến châu phủ đều vận động. Đương nhiên những chuyện đó chẳng liên quan gì tới sở hưu, y chỉ phụ trách phái người lấy tiền là được. Các thế lực võ lâm lớn dựa theo lời sở hưu, mỗi nhà lũng đoạn một loại làm ăn buôn bán. Người nhận ra điểm bất đồng trước tiên chính là khách thương, ban đầu bị ép giá bán. Đám khách thương còn không cam chịu, nhưng kết quả họ đi suốt mấy thành nhỏ vẫn vậy. Trừ thế lực được sở hữu chỉ định không ai dám mua đồ của họ. Cứ như vậy đám người này hoặc tới châu phủ khác hoặc chỉ bán cho thế lực trước đó ở kiến châu phủ. Nhưng vấn đề là những thứ hàng cấm họ mang theo vô cùng nguy hiểm, không nhanh nhanh trao tay bị quan trung hình đường bắt được sẽ là phiền toái lớn. Đặc biệt là giờ sở hữu thông đồng cũng những thế lực võ lâm làm bậy, thường xuyên phái các bộ đầu giang hồ cho xét buôn lậu. Mặc dù không thật sự động thủ nhưng cũng dọa cho đám khách thương vội vội vàng vàng bán giá thấp cho xong còn khách thương chọn mua hàng cũng vậy thứ bọn họ muốn mua chỉ có một nhà ở kiến châu phủ chịu bán giá tiền ngay đó không muốn mua mời sang châu phủ khác ban đầu khách thương qua lại còn có đôi chút bất mãn với hành vi này có điều sau này lại phát hiện làm như vậy thật ra rất thuận tiện bán đồ chỉ cần tới kiến châu phủ tìm đúng thế lực đưa đồ tới chỗ hắn là được căn bản không có bộ đầu giang hồ đến điều tra bớt việc thêm tiện so với việc qua từng nhà thương lượng giá cả giảm bớt được không ít thời gian còn khách thương chọn mua đồ cũng vậy qua nhiều lần bọn họ cũng biết nên tới nhà ai mua bán thứ gì, đến lúc đó cứ tới đúng nơi, thuận tiện đỡ tốn thời gian công sức. Hình thức này của Kiến Châu phủ tuy khiến các khách thương qua lại phải trả giá cao hơn những châu phủ khác một chút nhưng lại đỡ tốn thời gian công sức. Quan trọng nhất là an toàn, chỉ cần ngươi mua sắm đồ buôn lậu từ những thế lực võ lâm Kiến Châu phủ, vậy chắc chắn không có người nào của quan trung hình đường tới điều tra ngươi. Nhưng nếu tới nơi khác ư, vậy không chắc. Cứ như vậy Kiến Châu phủ ngược lại càng thu hút khách thương tới buôn bán, đồng thời một truyền mười. 10 truyền trăm. Kiến châu phủ vốn không cũng quá phồn vinh chỉ trong một tháng đã sầm uất gấp đôi so với những châu phủ khác. Hành động này của kiến châu phủ đương nhiên không gạt được những người khác. Những tuần sát sứ quan Tây như Khương Đào Nhiên cũng muốn học theo, nhưng thứ này lại không cách nào sao chép. Sở hưu có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn áp đảo thế lực võ lâm kiến châu phủ. Các tuần sát sứ khác thực lực mạnh hơn sở hưu, nhưng thực lực thế lực võ lâm trong địa phận quản lý của họ cũng mạnh hơn kiến châu phủ thế lực võ lâm kiến châu phủ thậm chí không có một cao thủ cảnh giới ngũ khí triều nguyên như những nơi khác deu có những đại gia tộc hoặc đại tông môn huống hồ bản thân bọn họ cũng không phải sở hữu một số thủ đoạn sở hữu có thể dùng mà đổi lại thành họ lại không thể một tháng sau người sở hữu xếp vào các thế lực lớn cũng đã thống kê xong hai thành lợi nhuận vận chuyển tới đường khẩu tuần sát xứ một tháng này lợi nhuận buôn bán của các tông môn thế gia còn cao hơn gấp đôi so với trước đó cho dù phải giao hai thành cho sở hữu bọn họ cũng kiếm lời cho nên lần này ngược lại không ai oán hận gì, thậm chí bọn họ còn lo sở hưu đá bọn họ đi. Dù sao thế lực võ lâm trên kiến châu phủ không chỉ có mấy nhà bọn họ mà còn rất nhiều thế lực nhỏ. Giờ với uy thế của sở hưu, nếu ai không nghe lời y có thể đá bọn họ ra khỏi việc làm ăn đang quản lý sau đó nâng đỡ một thế gia nhỏ đi lên. Có sở hưu nâng đỡ phía sau, cho dù thế gia này chỉ có một võ giả tiên thiên cũng đủ đặt vững gót chân tại kiến châu phủ này. Trong đại sảnh đường khẩu tuần sát xứ, từng cái dương bày ra trước mắt đám người sở hưu mở dương ra bên trong là chi chít những tử kim đan dược, khoáng sản vân vân. Chứng kiến những thứ này hô hấp mọi người ở đây không khỏi dồn dập hẳn lên. Ngay cả đám sát thủ Thanh Long hội như Quỷ Thủ Vương cũng vậy. Những sát thủ Thanh Long hội như Quỷ Thủ Vương còn tạm coi là từng trải việc đời nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy trải ra trước mắt. Đây quả thật là khoản tài sản kết xù hơn cả diệt môn một đại thế gia. Sở Hưu trầm giọng nói, "Lão Đỗ, những thứ này để lại một nửa, trong đó hai thành phát cho các huynh đệ thủ hạ, cụ thể phân phát ra sao ngươi cùng quỷ thủ vương hai người bàn bạc đi một nửa gói lại cho ta ta sẽ đem tới phân bộ quan tây đỗ quảng trọng gật nhẹ đầu hắn biết sở hưu định đưa những thứ này cho ai có điều bọn thủ hạ như họ được phân hai thành đã là tốt lắm rồi tối thiểu sở hưu đã hào phóng hơn xa phương chính nguyên đám sát thủ thanh long hội phía sau như hỏa nô lang vương cũng mỉm cười ở thanh long hội nếu thi hành một nhiệm vụ lớn lợi ích nhận được cũng không ít tính ra còn nhiều hơn lần chia đồ này nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ lớn như vậy đều cực kỳ chật vật thậm chí bọn họ phải liều cả tính mạng mới hoàn thành được còn giờ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải biết lần này diệt trừ hai nhà kể bỏ công sức lớn nhất chỉ có đường nha cùng nhạn bất quy mà thôi mặc dù những người khác cũng xuất thủ nhưng theo hòa nô cùng lăng vương thấy đó căn bản chỉ là đồ sát nghiêng hẳn về một bên mà thôi bất luận thần vũ tông hay hắc nham đường đều không có ai ra dáng quá yếu yếu tới mức bọn họ chẳng có hứng thú giết chết mặc dù giết người như thế thật chẳng thú vị nhưng nhẹ nhàng kiếm được nhiều tài nguyên như vậy bọn họ vẫn rất hài lòng. Khi còn ở Thanh Long hội, thần kinh bọn họ lúc nào cũng căng ra như dây đàn, ngoại trừ giết người chỉ có tu luyện. Mặc dù chiến lực bọn họ vô cùng cường đại nhưng tốc độ tu luyện của bản thân lại không theo kịp giờ có thời gian buông lỏng cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng sắp đột phá cảnh giới tiếp theo. Phân phó xong công chuyện, Sở Hưu trực tiếp mang đồ tới phân bộ Quan Tây. Lúc này trong phân bộ Hình Đường Quan Tây, nghe nói Sở Hưu cầu kiến, Ngụy Cửu Đoan trực tiếp gọi y vào trong thư phòng của mình tham kiến đại nhân sở hưu cung kính chắp tay nói ngụy cửu đoan vuốt vuốt quả cầu sắt hoa văn rồng trong tay nhìn sở hưu thản nhiên nói ta đã nghe tới chuyện ngươi làm ở kiến châu phủ ngươi đúng là rất to gan trước ngươi nói giang ra mượn danh ta làm sàng làm bậy kết quả giờ chẳng phải ngươi cũng dựa danh ta vô pháp vô thiên chẳng lẽ chuyện này ngươi không định cho ta một lời giải thích à theo lời nói thản nhiên của ngụy cửu đoan một luồng uy áp nhàn nhạt, nhạt lại đánh về phía sở hưu sở hưu cúi đầu đương nhiên cần giải thích rồi ta cũng đã mang tới cho ngài ngay ở ngoài cửa thôi ngụy cửu đoan phân phó một tiếng lập tức có người mang những dương lớn sở hưu đem tới đưa vào trong thư phòng sau đó lập tức lui ra ngoài sở hưu lần lượt mở từng cái dượng để lộ ra từng đống tử kim lóng lánh sán lạn cùng mùi đan dược nồng nặc nhìn thấy những thứ này hai mắt ngụy cửu đoan lập tức trở nên hiền hòa luồng uy áp cũng theo đó tiêu tán sở hưu chắp tay cười nói đại nhân đây chẳng qua là lợi nhuận thắng đầu tiên mà thôi về sau cam đoan lợi nhuận mỗi tháng chỉ nhiều hơn chứ không ít đi chẳng hay đại nhân ngài có hài lòng với lời giải thích này không ngụy cửu đoan mỉm cười gật đầu liên tục hắn không cách nào không hài lòng trước kia trong những tuần sát sứ dưới tay hắn kẻ biết kiếm tiền nhất chính là vệ hàn sơn cho nên người hiếu kính hắn nhiều nhất cũng là vệ hàn sơn chỉ có điều những thứ vệ hàn sơn đưa lên cho hắn cũng chỉ là hiếu kính mà thôi có chuyện thì chi nhiều thêm chút không có chuyện gì thì chi ít đi Đâu phải như Sở Hưu mỗi tháng lại đưa một lượng lớn từ kim cùng tài nguyên tu luyện trao lên cho Ngụy Cửu Đoan. Nhìn những thứ này, Ngụy Cửu Đoan mới hài lòng mãn ý, xem ra quyết định bảo vệ Sở Hưu lúc đầu của mình quả thật chính xác, nếu không nào kiếm được những thứ này. Có điều tới cuối Ngụy Cửu Đoan cũng không quên cảnh cáo Sở Hưu, nhìn những thứ đó, Ngụy Cửu Đoan thản nhiên nói, "Sở Hưu, ngươi là người thông minh biết thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm. Chuyện ngươi gây ra ở Kiến Châu phủ giờ ta có thể bảo vệ cho ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ chuyện này có thể kết thúc như vậy." nếu bên trên cha xuống vẫn là phiền toái lớn cần nắm chắc phân tắc ngươi hiểu chứ sở hưu lập tức ra vẻ sợ hãi nói vâng thuộc hạ xin tuân theo lời dạy của đại nhân thấy thái độ này của sở hưu ngụy cửu đoan mới hài lòng gật đầu nói được rồi về đi trước mắt ta còn gánh giúp ngươi những chuyện nhỏ này được sở hưu cúi đầu rời khỏi thư phòng của ngụy cửu đoan tới lúc y quay người sang chỗ khác ánh mắt đã lóe lên vẻ khinh thường lần này sở hưu cũng coi như chảy máu lớn Đối với loại người tham lam như Ngụy Cửu Đoan nhất định phải đút hắn cho bằng no, nếu không ai biết hắn còn giờ trò gì. Giờ xem ra Ngụy Cửu Đoan cũng khá hài lòng với những thứ Sở Hưu dâng lên, chỉ có điều hắn vẫn theo thói quen cảnh cáo Sở Hưu vài câu. Tính tình đó sợ là không đổi được, nhưng thực tế hai chữ phân tắc đó Sở Hưu còn cần hắn nói. Nếu Sở Hưu đã dám động thủ, vậy y nắm chắc hơn bất cứ ai, dân không báo quan không truy xét. Trước mắt toàn bộ Kiến Châu phủ đang nằm dưới sự khống chế của Sở Hưu, ai dám gây chuyện? cho nên trước mắt sở hưu giao số tiền này ra cũng chỉ là phí bảo hộ, mua lấy bình an. Sau khi trở lại kiến châu phủ, sở hưu trực tiếp bế quan, trong ngoài đều đã vô sự, cũng đến lúc củng cố tu vi bản thân. Không riêng gì sở hưu, những sát thủ thanh long hội như nhạn bất quy cùng đường nha cũng vậy. Khi ở trình công đài, bọn họ giết người nhiều, tu luyện ít, giờ đổi sang nơi khác có điều kiện. Đương nhiên cũng phải bế quan củng cố tu vi một phen. Đối với tình huống này bọn bộ đầu giang hồ như đỗ quảng trọng lại rất vui mừng chứng kiến. Bọn họ chỉ ước gì bọn đường nha luôn luôn bế quan, không tranh quyền đoạt lợi với họ. Trong quá trình hủy diệt thần vũ môn cùng hắc nham đường, bọn họ tận mắt chứng kiến những sát thủ thanh long hội này kinh khủng tới mức nào. Đặc biệt là đường nha cùng nhạn bất quy, hai người này chọn bất cứ ai cũng có thể đánh bại hoàn toàn ba người bọn họ. Trước mắt kiến châu phủ đã triệt để thiết lập trật tự, không mấy việc sở hưu phải quan tâm, cho nên hắn có thể thoải mái bế quan. Lần bế quan này kéo dài tận hai tháng, có điều ngay lúc này đại tổng quản lại đột nhiên gõ cửa mật thất bế quan của Sở Hưu nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đỗ Quảng Trọng làm bộ đầu tại quan trung hình đường nhiều năm như vậy, mặc dù tính cách khá cổ hủ nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, phần lớn sự tình hắn có thể tự giải quyết. Giờ nếu Đỗ Quảng Trọng đã tìm tới chỗ y chứng tỏ chuyện này không nhỏ. Hoạt động thân thể đôi chút, Sở Hưu gọi Đỗ Quảng Trọng vào thư phòng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi tới tìm ta gấp gáp như vậy. Đỗ Quảng Trọng chắp tay một cái nói: một gia tộc nhỏ tên Lưu gia ở Vấn Thành Kiến Châu phủ bị diệt. Sở Hưu cau mày nói, một gia tộc nhỏ bị diệt môn thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên, là ai ra tay? Chuyện phá nhà diệt môn không phải Sở Hưu chưa từng thấy qua, thậm chí trước đây không lâu chính y dẫn người ra tay diệt thần vũ môn cùng Hắc Nham Đường. Còn những thế lực bản xứ Kiến Châu phủ tranh đấu sinh tử càng bình thường, chỉ cần không vi phạm pháp luật kỳ cương quan trung hình đường, không ảnh hưởng tới lợi ích của Sở Hưu y, bọn họ muốn làm gì thì làm, chí ít Sở Hưu cũng lười quản, Đỗ Quảng Trọng cười khổ nói, không biết. Tôi cùng Lưu Thành Lễ cùng Tần Phương đều đã tới điều tra nhưng vẫn không hề có kết quả nên mới tới tìm đại nhân ngài. Nghe bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không tra được đầu mối gì, sở hưu cũng vô cùng kinh ngạc. Luận thực lực những bộ đầu giang hồ có thâm nhiên như Đỗ Quảng Trọng không bằng bọn đại nhân, nhưng về mặt phân tích dấu vết cùng xử án lại là có một không hai trên giang hồ. Kết quả giờ nhiều người tới như vậy nhưng thậm chí không tra ra kẻ giết người là ai. Đây quả thật là trò cười. Sở hưu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, Đi gọi đám quỷ thủ vương tới, chúng ta cùng xem xem. Không thể không nói xét trên một số phương diện sở hưu làm tuần sát xứ quả không xứng chức. Trừ giết người ra, bản lĩnh giữ nhà của quan trung hình đường y lại chẳng học được. Đỗ Quảng Trọng không nhận ra dấu vết để lại, y có đến chắc cũng vậy cả. Kéo bọn quỷ thủ vương tới nhiều người lực lượng lớn, không khéo phát hiện ra gì. Sau khi mọi mọi người tới, bọn sở hưu lập tức lên đường tới Vấn Thành. Trước kia gia tộc đứng đầu Vấn Thành chính là Cao Gia cũng chính là cao gia đến trễ trong lần tiệc rượu đầu tiên ở phượng minh lâu bị sở hưu đánh trọng thương tại chỗ rồi bị la ra diệt môn sau khi cao gia chết trong vấn thành không ai thay thể nổi vị trí của cao gia cho nên mấy thế lực nhỏ đánh tới đánh lui tới giờ vẫn chưa phân nổi lão đại lão nhị lưu gia này chính là một thế lực nhỏ tại vấn thành trong gia tộc có một võ giả nội cương cảnh cùng mười võ giả tiên thiên không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu so với những gia tộc nhỏ còn lại sau khi bước vào vấn thành sở hưu cảm giác trong vấn thành rất nhiều võ giả vẻ mặt hoảng sợ như gặp quỷ đến lúc tới lưu gia cũng không ai đứng ngoài xem chỉ có những bộ khoái của quan trung hình đường đang chờ đợi tần phương cùng lưu thành lễ tới gia tộc khác tại vấn thành tìm hiểu tin tức sở hưu còn phát hiện có vài võ giả la ra sắc mặt trắng bệch đứng đó sở hưu từng gặp qua một người trong đó chính là đứa con được lão tổ la gia ưa thích nhất la song toàn thấy sở hưu tới đây la song toàn lập tức hành lễ nên đón nói tham kiến đại nhân sở hưu kinh ngạc nói sao người của La Gia các người lại ở đây? La Song Toàn cười khổ nói, sau khi Cao Gia bị La Gia chúng tôi tiêu diệt, vấn thành này thành nơi vô chủ, mà phần làm ăn buôn bán của Cao Gia cũng được sở đại nhân ngài giao cho La Gia. Cho nên La Gia chúng tôi dứt khoát lưu lại ít người tại vấn thành này kinh doanh buôn bán. Thật ra Lưu Gia cũng coi là gia tộc phụ thuộc của La Gia chúng tôi. Trước kia cũng đã làm việc cho La Gia, giờ xảy ra việc như vậy đương nhiên tôi phải đến xem. Kết quả không biết tên điên rồ nào xuất thủ như vậy. Giết người thì cứ giết, còn làm tanh máu đến vậy khiến không ít khách thương đến Vân Thành này bị dọa chạy. Việc làm ăn của La Gia chúng tôi ở Vân Thành cũng bay mất phần nửa. Trước đó Sở Hưu đã cảm thấy không đúng. Những võ giả cấp thấp vốn thích nhất là xem chuyện hay. Cho dù có võ giả quan trung hình đường ngăn cản thì người tới xem cũng không ít chứ. Sao hôm nay lại thanh tĩnh như vậy? Sở Hưu nói với Đỗ Quảng Trọng, Lão Đỗ, có chuyện gì vậy? Đỗ Quảng Trọng cười khổ nói, Sở Đại Nhân, ngài tự vào xem qua chút đi, tôi cũng không biết mô tả thế nào cho đúng. Sở Hưu nhíu mày, dẫn người vào lưu gia vừa mở cửa sở hưu đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc còn sau khi tới đại sảnh của lưu gia sở hưu quả thật cảm giác mình như bước vào trong địa ngục lúc này trong đại sảnh đã treo đầy thi thể lưu gia những thi thể này đầu bị dây gai treo trên xà nhà kinh khủng nhất là tất cả thi thể này từ cổ trở xuống đều bị lột hết ra hơn nữa còn trực tiếp sạch ngực mổ bụng ngũ tạng tâm can tỳ phổi thận không thứ nào còn chính giữa chán những thi thể này còn bị vật nhọn đục một lỗ óc cũng bị rút sạch cảnh tượng vô cùng khủng khiếp chẳng khác gì địa ngục. Đỗ Quảng trọng sắc mặt trắng bệch nói, chuyện Lưu gia bị diệt môn do thế lực võ lâm bản xứ ở Vấn Thành phát hiện. Đêm hôm đó không ai phát giác Lưu gia có bất cứ dị động gì. Đến sáng hôm sau có người ngửi thấy mùi máu tươi trong đại trạch Lưu gia mới cố tình đẩy cửa nhìn vào, kết quả thấy cảnh tượng này. Trong Vấn Thành đã không ít người chứng kiến. Sở Hưu gật nhẹ đầu, chẳng trách những võ giả trong Vấn Thành bộ dáng đều như gặp quỷ, ngay một số khách thương cũng bị dọa chạy. Không phải bọn họ nhát gan mà do cảnh tượng đó quá dọa người, chẳng khác gì dưới địa ngục. Lúc này người còn giữ được sắc mặt bình tĩnh ngoại trừ sở hưu cũng chỉ có nhạn bất quy cùng đường nha. Hai vị phía sau thủ đoạn giết người đôi khi hung tàn chẳng kém gì cục diện trước mắt. Có điều lúc bọn họ giết người thường chỉ giết thôi, đâu có cảnh hùng vĩ treo thi thể khắp nơi như vậy. Sở hưu nhíu mày nói, tình huống cụ thể ra sao? Đỗ Quảng Trọng gật đầu nói, sau khi bộ đầu giang hồ tại Vấn Thành thông báo lên cho chúng tôi, tôi cùng lão Lưu và lão Tần trực tiếp dẫn người tới đây xem xét thi thể trước mắt những thi thể này đều đã bị phá hủy không ra hình dáng gì nữa, căn bản không nhìn ra nguyên nhân cái chết. Bất quá điều duy nhất khẳng định được là họ đều chết vì nội thương, ngoại trừ vết thương sau khi lột ra mổ bụng chúng tôi không phát hiện bất cứ điểm bất thường nào. Hơn nữa kỳ dị nhất là chúng tôi không phát hiện bất cứ tổn thương nào trong kinh mạch. Đây cũng là điểm đáng ngờ, chẳng lẽ cương khí đối phương còn có thể xuyên thấu qua kinh mạch trực tiếp đánh nát nội phủ bọn họ hay sao? Tiếp nữa là bộ dáng bọn họ, không biết bị lột ra nửa người là vì sao, ngũ tạng trong thi thể cũng không cánh mà bay, cái lỗ trên đầu cũng được mở chỉ vì lấy óc bên trong ra. Ngoài ra không có dấu vết gì khác, thậm chí không có cả vết tích giao thủ. Điểm duy nhất có thể xác định là thực lực của đối phương rất mạnh, bằng không tuyệt đối không thể lặng lẽ không tiếng động tiêu diệt toàn bộ lưu gia như vậy. Hơn nữa nhân số đối phương hẳn cũng không ít, chúng tôi đã điều tra theo vết đao rạch ngực mổ bụng, đối phương chỉ dùng dao găm sắc loại bình thường mà thôi. Nhưng từ chi tiết lúc ra tay cắt vết thương lực đạo bất đồng, hình dáng cùng thói quen cũng khác biệt, có thể thấy có nhiều người ra tay rạch ngực mổ bụng. Chỉ ít cũng hơn 10, tạm thời chỉ có chừng đó, còn lại chúng tôi không điều tra thêm được gì. Sở hưu gật nhẹ đầu, đỗ quảng trọng tra được những thứ này cũng không dễ dàng gì rồi. Nếu đổi lại thành sở hưu tự làm, ngoại trừ nhìn ra đối phương rất mạnh chắc chẳng phát hiện được gì. Dẫn người rời khỏi đại sảnh như địa ngục đó, sở hưu không khỏi xoa cầm trầm tư. Chuyện diệt môn báo thù không mới mẻ gì, nếu chỉ là báo thù sở hưu thậm chí chẳng buồn quản tới nhưng vấn đề là chuyện này xem ra không giống báo thủ, ngược lại giống một nghi thức nào đó. Báo thủ bất luận là ngàn đao vạn nhát hay chém ngang lưng chia năm xẻ bảy gì, tất cả chỉ là để thống khoái. Còn giờ những võ giả lưu ra bị lột ra lấy não cùng ngũ tạng, hiển nhiên có mưu đồ khác, có điều sở hưu thật sự không nghĩ ra có gì cần trong thân thể những người này. Ngay trước tân tú ma đạo Long Hồ Bảng, kể xếp trước sở hưu, liệp tâm nhân mà, đồng khai thái nghe nói rất trích giết người móc tim nuốt xuống, nghe nói có thể thu hoạch được một phần lực lượng khí huyết của đối phương đương nhiên chuyện này chỉ là tầm bậy dù sao theo phần lớn mọi người lực lượng khí huyết võ giả đều ngưng tụ khắp toàn thân người moi mỗi tim thì ích gì hơn nữa sau khi người chết lực lượng khí huyết cũng trực tiếp tiêu tán trong trái tim cũng chẳng còn lại bao nhiêu cho nên hành động này của đường khẩu tuần sát xứ theo đa số mọi người chỉ là ham mê biến thái của bản thân hắn mà thôi nhìn thoáng qua la song toàn sắc mặt vẫn trắng bệch sở hưu gãi gãi đầu chuyện này quả thật phiền toái rồi đây dưới chứng mình xảy ra chuyện như vậy sở hưu thân là tuần sát xứ nhất định phải quản hơn nữa đám người này dám ra tay giết người thì cứ giết nhưng còn làm kinh khủng đến như vậy, dọa chạy không ít khách thường. Không chỉ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của La Gia mà còn ảnh hưởng tới lợi ích bản thân y, sở hưu nói với Đỗ Quảng Trọng. Ngươi bảo Tần Phương cùng Lưu Thành Lễ kiểm tra nghiêm ngặt những người lạ tới Kiến Châu Phủ trong thời gian này, đặc biệt là những nhóm đông người. Sau đó sở hưu lại nói với La Song Toàn, ngươi về nhà chuyển lời cho lão tổ nhà ngươi, bảo hắn phát động một số thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ khác. Chú ý nhiều hơn một chút, phối hợp với quan trung hình đường điều tra, La Song Toàn nghe vậy gật đầu lia lịa. Nếu đổi thành nơi khác, đây là việc của quan trung hình đường, thế lực võ lâm bản xứ còn lâu mới chịu nhúng tay. Như đổi lại thành kiến châu phủ cùng sở hưu nói một hai, y bảo phối hợp, những thế lực võ lâm khác cũng phải phối hợp. Đặc biệt là chuyện này đã ảnh hưởng tới việc làm ăn buôn bán của La Gia, La Gia cũng phải tận lực phối hợp với quan trung hình đường tra cho ra hung thủ, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Sở hưu quay sang phía bọn quỷ thủ vương nói, các ngươi lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy có từng nghe chuyện này không, nhạn bất quy mặt không biểu cảm đường nha nhún vai chỉ mình quỷ thủ vương há miệng muốn nói gì mà lại thôi sở hưu cau mày quỷ thủ vương ngươi biết gì à quỷ thủ vương cười cười xấu hổ nói tin đồn mà thôi hơn nữa chuyện này khá mẫn cảm ta sợ nói ra mọi người không tin nghe quỷ thủ vương nói vậy la song toàn thức thời chắp tay nói sở đại nhân các vị đang bận để tôi về báo lại cho lão tổ tìm kiếm trong kiến châu phủ nói xong la song toàn lập tức dẫn người của la ra rời đi mặc dù hắn cũng hiếu kỳ chuyện quỷ thủ vương định nói ra sao nhưng cũng tự biết có nhiều thứ không nên hỏi đừng hỏi không nên nghe đừng nghe nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm sở hưu đuổi những người khác đi chỉ để lại đỗ quảng trọng cùng những tâm phúc thanh long hội như đường nghe y dẫn mọi người tiến vào một thư phòng hỏi quỷ thủ vương nói đi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra quỷ thủ vương nuốt nước miếng một cái nói ta từng nghe qua chuyện tương tự ẩn tình trong đó có liên quan tới cô luân ma giáo ngày xưa chẳng trách quỷ thủ vương căng thẳng như vậy chuyện dính tới côn luân ma giáo quả thật vô cùng mẫn cảm trên giang hồ ma đạo không phải cấm kỵ nhưng côn luân ma giáo lại là cấm kỵ trong cấm kỵ ngày xưa liều mạng thao túng thiên hạ ma diễm ngập trời vô số tông môn chính đạo chỉ có thể run rẩy sợ hãi dưới ma uy đó cảnh tượng đó không ai muốn trải qua lần nữa nếu không phải ngày xưa có trưởng giáo chân vũ giáo tiên nhân ninh huyền cơ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ giờ giang hồ chính đạo không khéo còn đang đau khổ dãy dụa dưới ma uy đó nghe tới mấy chữ côn luân ma giáo Sắc mặt Sở Hưu có điểm kỳ quái, đây chính là con đường sau này y nhất định phải đi, không ngờ giờ đã tiếp xúc. Ngươi nói kẻ ra tay giết người lần này chính là dư nghiệt của Côn Luân Ma giáo. Mặc dù Côn Luân Ma giáo đã sụp đổ cả ngàn năm nhưng trên giang hồ giờ vẫn tìm được những kẻ có liên quan tới Côn Luân Ma giáo năm xưa, thậm chí có cả truyền thừa Côn Luân Ma giáo lưu lại. Những kẻ như vậy một khi bị phát hiện lập tức sẽ bị các đại phái bao vây tiêu diệt. Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói: không phải cô luân ma giáo dư nghiệt mà là một trong những môn phái phụ thuộc vào cô luân ma giáo ngày trước dư nghiệt của quỷ vương tông ngày trước cô luân ma giáo ma diễm ngập trời uy áp thiên hạ những tông môn chính đạo chỉ có thể cẩn thận cúi đầu nhưng không ít tông môn ma đạo lại cam tâm tình nguyện thần phục dưới trướng cô luân ma giáo mặc chúng sai bảo có điều độc cô duy ngã mất tích sau trận chiến cùng ninh huyền cơ cô luân ma giáo triệt để sụp đổ các môn phái chính đạo liên thủ tiến đánh cô luân ma giáo hủy diệt ma giáo cùng đả kích những tông môn phụ thuộc trong số những môn phái phụ thuộc này có tông môn Trung Thành lựa chọn cùng tồn cùng vong với Cô Luân Ma giáo, nhưng đại đa số đều lựa chọn thoát ly. Những tông môn Võ Lâm chính đạo cũng lười hao sức tốn của truy sát bọn họ. Tuy nhiên trong đó có một số tông môn ma đạo nghiệp chướng nặng nề nhất định phải giết chết. Quỷ Vương Tông này chính là một trong số đó. Đám người Quỷ Vương Tông hành xử âm tàn xảo trá, bọn chúng là những kẻ đầu tiên thấy không đúng lập tức phản bội chạy trốn khỏi Cô Luân Ma giáo, nhưng cuối cùng chúng lại bị Võ Lâm chính đạo truy sát rất nhiều năm thiếu chút nữa hoàn toàn bị hủy diệt trên giang hồ. Công pháp của Quỷ Vương Tông âm độc tà ác, trong đó am hiểu nhất chính là lấy người luyện đan, sử dụng các thủ đoạn tàn nhẫn tanh máu luyện thân thể con người thành đan dược, hấp thu lực lượng âm tà đó, tế luyện âm quỷ. Nghe nói trong Quỷ Vương Tông có một loại đan dược tên là Ngũ Khí Triều Nguyên Đan có tác dụng phụ trợ tu luyện cũng có thể làm thuốc trị thương, có thể chữa thương cho võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Nghe tên thì rất bình thường nhưng thật ra vô cùng quỷ dị. Trong Ngũ Khí Triều Nguyên, tâm tàng thần thuộc hỏa, gan tàng hồn thuộc mộc, tỳ tàng ý thuộc thổ, phổi tàng phách thuộc kim, thận tàng tinh thuộc thủy. Ngũ khí triều nguyên đan này chính là sử dụng tâm can tỳ phổi thận tươi mới của võ giả phối hợp cùng năm loại dược liệu thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ tiến hành luyện chế. Những võ giả lưu ra kia bị lấy đi ngũ tạng, ta không thể không liên tưởng tới quỷ vương tông. Hơn nữa đối phương còn lấy cả óc, lột cả da, chuyện này cũng hệt như tác phong của quỷ vương tông ngày xưa. Còn nữa, quỷ vương tông dùng lực lượng âm tà tế luyện âm quỷ. Đó là bí thuật độc môn của Quỷ Vương tông, Âm Quỷ giết người vô ảnh vô hình. Trước đó Đỗ Bộ Đầu đã nói trên cơ thể đám người lưu ra không có vết ngoại thương, bên trong cũng không có dấu vết cương khí nhập thể, điểm này nếu Âm Quỷ giết người cũng có thể làm được. Quỷ thủ Vương nói một loạt như vậy, mọi người đang tiêu hóa tin tức trong đó, Sở Hưu lại đột nhiên lên tiếng hỏi: "Quỷ thủ Vương, nơi này đều là người mình, ngươi cũng không cần lừa gạt. Ngươi nói những thứ này chắc không đơn giản là tin đồn đúng không? Những thứ liên quan tới cô luân ma giáo ngày xưa vốn là cấm kỵ." Chuyện Quỷ Vương Tông cũng vậy. Tối thiểu những người ở đây gần như không ai từng nghe tới tên Quỷ Vương Tông, còn Quỷ Thủ Vương lại hiểu rõ như vậy, chuyện này nếu bảo là tin đồn, vậy thật quá giả dối. Quỷ Thủ Vương cười khổ một tiếng, hắn đã nói ra thì đương nhiên không định giấu giếm đám người. Quỷ Thủ Vương thở dài nói, Sở đại nhân đoán không sai, thật ra ngày xưa ta cũng từng xem là đệ tử Quỷ Vương Tông, chỉ có điều lại là một đệ tử bị lừa. Lúc đó ta chẳng qua là một nghệ nhân ảo thuật hành tẩu giang hồ, vô tình cứu được một võ giả ma đạo trọng thương võ giả ma đạo kia chính là người của quỷ vương tông hắn nói muốn thu nhận ta làm đệ tử nhưng thực tế là muốn ta tạm thời làm việc cho hắn định sau khi thương thế lành hẳn hút máu ta giết người diệt khẩu về sau ý đồ của hắn bị ta phát giác ta âm thầm hạ độc trong thuốc của hắn độc chết kẻ này từ đầu hắn đã lừa ta căn bản không định thu ta làm đồ đệ cho nên một số bí pháp quỷ vương tông hắn cũng không truyền thụ cho ta chỉ dạy những công pháp bình thường còn chuyện liên quan tới quỷ vương tông là do ta nghe được từ miệng hắn nhưng chỉ là mấy thứ lặt vặt không đáng kể, không có điều gì quan trọng. Sở Hưu hiểu rõ gật đầu, theo như lời Quỷ Thủ Vương, kẻ ra tay rất có thể là người của Quỷ Vương Tông, có điều thực lực người này hẳn cũng không mạnh. Tác dụng của ngũ khí Triều Nguyên Đan có một là để chữa thương cho cao thủ cảnh giới ngũ khí Triều Nguyên, cho nên Sở Hưu suy đoán trong số dư nghiệt Quỷ Vương Tông có cao thủ cảnh giới ngũ khí Triều Nguyên, có điều hẳn đang thụ thương, xem mục tiêu hắn lựa chọn là biết, Lưu gia là một gia tộc nhỏ chỉ có nội cương cảnh. Nếu đối phương có lực lượng áp đảo, vậy nên ra tay với thế lực võ lâm có cao thủ cảnh giới tam hoa tụ đỉnh mới đúng chỉ có điều trước mắt y cũng không có đầu mối gì về quỷ vương tông này cho nên sở hưu chỉ tạm thời phân phó cho thủ hạ chú ý một chút mấy ngày sau đó lại bình an vô sự nhưng tới ngày thứ bảy lại có một thế lực nhỏ ở kiến châu phủ bị diệt môn cái chết không khác lắm so với lưu gia không đợi sở hưu kịp phản ứng kế bên kiến châu phủ thương châu phủ trực thuộc vệ hàn sơn cũng xảy ra thảm án diệt môn ba vụ thảm án diệt môn liên tiếp thủ đoạn không hề khác biệt đủ chứng minh suy đoán của đám người sở hữu hơn nữa ba vụ thảm án diệt môn này ảnh hưởng cũng không nhỏ những thế lực võ lâm kiến châu phủ đều biết trong khu vực xuất hiện một đám hung đồ ác tặc thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ai nấy thần hồn nát thần tính sợ hãi không thôi những khách thương qua lại kiến châu phủ cũng ít đi rất nhiều dù sao toàn bộ quan tây số nơi giao dịch vốn không ít không ai muốn ở lại nơi hung hiểm như vậy trong đường khẩu tuần sát sứ kiến châu phủ sở hưu sắc mặt âm trầm trong địa bàn của mình xảy ra đại án như vậy, không phá được thì kẻ mất mặt chính là y. Đám dự nghiệt quỷ vương tông này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện làm ăn trong Kiến Châu phủ, những thế lực võ lâm kia không kiếm được tiền. Kẻ chịu lỗ bao gồm chính Sở Hưu, trong đường khẩu tuần sát sứ có nhiều bộ đầu giang hồ vậy, còn có cả các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ phối hợp, vì sao không phát hiện chút dấu vết nào? Đỗ Quảng trọng bất đắc dĩ trả lời, đương nhiên là có dấu vết để lại, chỉ có điều thủ đoạn của đối phương có vẻ đã dọa sợ các huynh đệ thủ hạ khi ít người có phát hiện dấu vết cũng không dám lần theo đến lúc gọi được viện binh tới đối phương đã sớm biến mất quỷ thủ vương bên cạnh đột nhiên cười lên quái dị đỗ bộ đầu thủ hạ của ngươi đã không dám lần theo vậy giao cho thủ hạ của ta được không ngươi yên tâm thủ hạ ta không ai sợ chết đâu đỗ quảng trọng hừ lạnh một tiếng nói giao cho các ngươi giao cho các ngươi thì ngay dấu vết để lại cũng không tìm ra nói gì tới tìm người giữa các sát thủ thanh long hội như quỷ thủ vương cùng những võ giả quan trung hình đường vẫn luôn có tranh chấp Song Phương luôn cạnh tranh phân tài cao thấp. Trước đó khi bọn quỷ thủ Vương Diệt môn Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường đã thể hiện phong thái, đè bọn Đỗ Quảng trọng xuống. Còn giờ chuyện điều ta Quỷ Vương Tông lại do đám người Đỗ Quảng trọng toàn quyền đảm nhiệm, bọn quỷ thủ Vương chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Thuật nghiệp có chuyên môn, chuyện này nếu để đám quỷ thủ Vương làm chủ, không khéo ngay dấu vết để lại cũng chẳng phát hiện ra. Sở Hưu nhíu mày, vung tay lên nói, "Được rồi, Đỗ Quảng trọng dừng tranh luận nữa. Lần sau ta tự mình xuất thủ." chỉ cần bọn chúng còn trong kiến châu phủ không sợ không đào ra được. Huống hồ cho dù không tìm ra cũng phải ép đối phương rời khỏi kiến châu phủ. Đám dư nghiệt quỷ vương tông kia không phải cố ý chạy tới kiến châu phủ, đối phương tới đất quan trung có vẻ rất đột ngột. Vội vàng giết người luyện đan khôi phục thực lực. Trước đó có thể do sở hưu điều tra quá kỹ ép đối phương không còn đường xuất thủ nên mới chuyển sang phía thương châu phủ ra tay. Lần này sở hưu tự mình xuất thủ, nếu có thể triệt để bức đối phương sang bên phía vệ Hàn Sơn cũng không tệ đến lúc đó kẻ sứt đầu mẻ chán là vệ hàn sơn về phần đám dư nghiệt quỷ vương tông sẽ gây ra chuyện gì tiếp ở nơi đó vậy không liên quan tới sở hưu y trước nay không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng ba ngày sau trong lâm giang thành của kiến châu phủ võ giả qua lại cũng đều lác đác còn lâu mới có cảnh phồn hoa lúc trước lâm giang thành chỉ là một tòa thành nhỏ kề cận bên thương châu phủ là nơi cần qua khi đi lại giữa hai châu phủ lúc trước lâm giang thành còn tương đối phồn hoa tối thiểu khách thường nối đuôi nhau không dứt kết quả vì liên tục xảy ra ba thảm án diệt môn một con dính líu tới thương châu phủ khiến khu vực lâm giang thành nối liền hai châu phủ trở nên thê thảm số khách thương và võ giả qua lại ít đi một nửa lúc này trong một quán rượu lộ thiên tại lâm giang thành top năm top ba người giang hồ uống rượu nói chuyện phiếm một võ giả mặc y phục võ sĩ loại ngắn thở dài nói mẹ nó làm ăn càng ngày càng khó khăn không biết tên khốn kiếp nào xuất thủ tàn nhẫn như vậy trực tiếp hạ độc thủ điệt ba tông môn cả lâm giang thành to lớn này thành ra không ai dám đến võ giả này chính là người áp tiêu nhưng không phải trong tiêu cục mà là người bản xứ chuyên phụ trách áp tải quãng đường ngắn qua lại giữa từng thành nhỏ nói hắn bảo vệ hàng hòa còn chẳng bằng nói là dẫn đường hắn quen thuộc với tình hình thế lực võ lâm ở các thành nhỏ cho nên có thể dẫn đường giải thích cho các khách thương tránh cho họ chọc phải người không nên chạm vào giờ số khách thương qua lại rất ít việc buôn bán của hắn ít đi rất nhiều bằng không đã chẳng có thời gian rảnh rỗi ngồi đây uống rượu chém gió trong số những võ giả trò chuyện trong quán rượu đại đa số là những người tầng chót thậm chí ngay ngưng huyết cảnh cũng không có mấy, đại đa số chỉ là thối thể cảnh. Nghe người áp tiêu kia nhắc tới ba thảm án diệt môn trong khu vực, trong đó có người không khỏi chơi đùa. Vương Lão Tam, tiểu tử nhà ngươi cẩn thận đấy, tốt nhất mời chúng ta vài bữa rượu, bằng không chúng ta sẽ tới chỗ bộ đầu giang hồ báo cáo ngươi, nói ngươi phỉ báng tuần sát sứ sở đại nhân. Vương Lão Tam nghe vậy trợn mắt nói, cứ chó, các ngươi đừng vu oan hãm hại ta. Ông đây phỉ báng sở đại nhân hồi nào? Người kia nói vừa rồi ngươi nói kẻ gây ba thảm án diệt môn là tên khốn kiếp đừng quên khi sở đại nhân vừa tiếp quản kiến châu phủ đã diệt thần vũ tông cùng hắc nham đường cả cao gia ở vấn thành cũng bị sở đại nhân gián tiếp tiêu diệt chẳng phải người diệt ba tông môn vương lão tam hừ lạnh một tiếng nói đừng linh tinh nữa các ngươi thừa biết ta đang nói tới ba thảm án diệt môn nào chuyện liên quan tới sở đại nhân các ngươi cũng đừng nói bậy bằng không đừng trách ông đây trở mặt mặc dù sở hưu mới tới kiến châu phủ chưa đến một năm nhưng uy thế lại vượt qua các tuần sát xứ đời trước những võ giả giang hồ tầng chót đều như vậy, không hảo cảm gì với đại tông môn đại thế gia, cũng chẳng có hảo cảm với quan trung hình đường. Đương nhiên với bọn họ chỉ cần ai mạnh hơn họ đều không có hảo cảm. Nhưng mơ ước của phần lớn bọn họ lại chính là được gia nhập những tông môn đại phái hoặc được quan trung hình đường lựa chọn trở thành bộ khoái. Trước kia tuần sát sứ không có uy tín gì trên đất kiến châu phủ, cho nên đám võ giả tầng chót này có thể thoải mái lôi ra bông đùa, dù sao không nói trước mặt đối phương là được. Còn giờ với uy thế của sở hưu tại kiến châu phủ, cho dù biết bọn họ đang nói đùa vương lão tam cũng không khỏi căng thẳng những võ giả khác cũng phát giác mình đùa quá trớn không tiếp tục nữa có người tiếp lời các ngươi không nói nữa à ta còn nghe nói đám người diệt môn này thật ra không phải người không phải người thì là gì chẳng lẽ là quỷ à vương lão tam thuận miệng nói người kia cười lạnh nói đúng là ngươi đừng nói nữa thì hơn đúng thật có khả năng là quỷ tại vấn thành ta có bằng hữu đối phương từng chứng kiến thảm trạng tại lưu gia bị lột da sống bị xuyên thủng đầu bị rạch ngực mổ bụng moi ngũ tạng, chuyện này người nào mà làm được? Rõ ràng là ác quỷ rồi. Vương lão tam uống một ngụm rượu, khinh thường nói, cho dù có quỷ thì đã sao? Chẳng lẽ quan trung hình đường còn tới thân vũ giáo hoặc long hổ sơn thiên sư phủ mời đạo sĩ tới vẽ bùa à? Hơn nữa đám người này chắc chắn là đồ ma đạo. Chỗ đường khẩu tuần sát sứ đã treo thưởng, ai báo cáo được tung tích sẽ được thưởng 10 lượng tử kim. Nếu bắt được một kẻ trong số đối phương cho dù chỉ dưới tiên thiên cũng được trọng thưởng hơn ngàn lượng tử kim nếu bên đường khẩu tuần sát sứ đã dám trả giá lớn như vậy treo thưởng vậy chắc chắn đối phương có dấu vết lần theo thời gian tới các huynh đệ chú ý một chút quan sát những kẻ ngoại lai phát hiện tung tích là có 10 lượng tử kim cơ đấy chật chật đây là tử kim đấy đời này ông đây còn chưa thấy tử kim bao giờ đâu vừa nói vương lão tam vừa liếc mắt nhìn xung quanh trước kia trong lâm giang thành chỉ có khách thương qua lại dù sao nơi này cũng liên thông hai châu phủ cho nên rất nhiều người ngoại lai quả thật khó tìm kiếm có điều giờ lâm giang thành ít người hơn nhiều một số gương mặt xa lạ trở nên nổi bật trong mắt người bản địa như vương lão tam đúng lúc này vương lão tam chợt phát hiện trong tiệm thuốc trên đường đối diện có một quái nhân người mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân đi ra hắn không khỏi nhìn đối phương thêm một hồi đất quan trung rồng rắn lẫn lộn có người của ba nước còn cả người hải ngoại tây vực đủ các loại trang phục kỳ dị nhưng vừa rồi bọn vương lão tam còn đang thảo luận chuyện hung nhân ma đạo diệt môn ba nhà kia phải chú ý tới người lạ giờ đương nhiên hắn cũng vô thức chú ý tới đối phương mà lúc này quái nhân áo đen cũng đã nhận ra ánh mắt của vương lão tam hắn đột nhiên ngẩng đầu lên cặp mắt không ngờ lại lộ ra một màu đỏ máu dữ tợn ánh mắt hai người giao nhau vương lão tam nghĩ ra điều gì trong mắt không khỏi lộ ra ý sợ quái nhân áo đen kia thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt vương lão tam màu đỏ tươi trong mắt nhiều thêm luồng sắc khí nồng đậm chạy vương lão tam hét lớn một tiếng quay người định đào tẩu lúc này hắn cũng thầm trách sao mình lại cứ nhìn vào đối phương như vậy kết quả giờ rước lấy họa sát thân những võ giả còn lại trong quán rượu còn chưa kịp phản ứng lại quái nhân áo đen lại đã xuất thủ cương khí quanh người hắn lượn lờ như hắc vụ gần như chỉ trong chớp mắt thân hình hắn đã như di chuyển tức thời xuất hiện trước quán rượu làn xương đen dưới chân hắn đã ngưng tụ thành hình quỷ trảo chộp về phía vương lão tam khí tức âm lãnh từ sau đánh tới khiến vương lão tam cảm giác thân thể cứng ngắc chỉ có thể ngây ra tại chỗ bất động chờ chết đối với võ giả tầng chót như hắn thậm chí chỉ có thể nói là khách giang hồ trong mắt những cao thủ cảnh giới chẳng khác gì con sâu cái kiến có điều ngay lúc này một luồng đao đỏ thấm mang diễm lệ rực rỡ lại ầm ầm vang lên trực tiếp chặt đứt quỷ trào kia sở hưu thân mặc áo đen cầm hồng tụ đao đỏ thấm đứng bên cạnh quái nhân áo đen khi thế đó cường đại như ngưng tụ thành thực chất ép tới mức người ta không thở nổi trong mắt những võ giả giang hồ tầng chót lúc này chỉ còn thấy có hai thứ bản thân sở hưu cùng đao của sở hưu sở sở đại nhân đám võ giả tầng chót vội run run rẩy rẩy hành lễ bái kiến vừa rồi bọn họ còn lôi sở đại nhân này ra nói đùa, giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Có điều lúc này sở hưu lại chẳng tâm tư đâu để ý tới đám võ giả tầng chót này. Y chỉ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm vào quái nhân áo đen nói, đám chuột bọ các ngươi nấp giỏi lắm. Giờ sao lại chỉ có ngươi, những người khác đâu. Quái nhân áo đen kia dùng con mắt đỏ rực nhìn sở hưu một hồi, khàn khàn đáp lời, tuần sát sứ kiến châu phủ sở hưu. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nhúng tay vào việc của chúng ta, một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ tự rời khỏi quan trung. Nếu ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng, hậu quả sau này ngươi chẳng gánh nổi đâu. Khóe miệng sở hưu nở thành một nụ cười lạnh, dư nghiệt quỷ vương tông luôn bị đám tông môn chính đạo truy sát như chó nhà có tăng mà cũng dám mở miệng uy hiếp ta. Tưởng quan trung hình đường chỉ là đất bùn chắc. Nghĩ hay lắm, rứt lười sở hưu trực tiếp xuất đao chém tới huyết luyện thần cương ầm ầm bộc phát, đao mang trói sáng diễm lệ lướt tận trời cao, khi huyết sát nồng đậm ầm ầm bộc phát. Võ giả Quỷ Vương Tông ban đầu kinh ngạc vì Sở Hưu gọi được gốc gác mình, sau đó chứng kiến cương khí mang theo khí tức huyết sát nồng nặc khi Sở Hưu xuất thủ, không khỏi hoảng sợ thốt lên, Huyết luyện thần cương, huyết hà phái chính là đại phái ma đạo này trước, Huyết luyện thần cương cũng rất nổi danh, người khác không biết nhưng tông môn ma đạo chắc chắn đã nghe qua. Có điều sau đó võ giả Quỷ Vương Tông cười lạnh một tiếng, Huyết luyện thần cương thì đã sao? Cương khí có mạnh hơn cũng chỉ có tu vi ngoại cương cảnh, còn bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới Tam hoa tụ đỉnh. Đám người Quỷ Vương Tông ở tại Kiến Châu phủ lâu như vậy còn ra tay hai lần, đương nhiên cũng nghe được vài lời đồn tại đây. Trước mắt trong Kiến Châu phủ người nổi danh nhất không phải Sở Hưu thì là ai, cho nên võ giả Quỷ Vương Tông mới có thể gọi ra thân phận Sở Hưu. Tên Sở Hưu này có mạnh hơn cũng chỉ là ngoại cương cảnh mà thôi, trên Kiến Châu phủ này căn bản không ai làm gì được bọn hắn. Bọn hắn chỉ ra tay với những thế lực giang hồ trên đất Quan Trung, tận lực không trêu tới Quan Trung hình đường, nhưng giờ người của Quan Trung hình đường đã đánh tới cửa, vậy cũng đừng trách bọn họ độc ác cương khí đen nhanh ngưng tụ thành quỷ trảo trực tiếp giữ đao của sở hưu trong đó huyết luyện thần cương ầm ầm bộc phát khó khăn lắm mới phá nát được quỷ trảo nhưng ngay lúc này một luồng lực lượng âm tà mang theo tính ăn mòn mãnh liệt lại trực tiếp truyền vào hồng tụ đao khiến thân đao đỏ thẫm của y nhiễm phải một màu đen kịt võ giả quỷ vương tông kia cười lên quái dị thân hình như quỷ mị phiêu miểu vô hình trực tiếp xuất hiện trước mắt sở hưu thân hình lợn lờ xương đen một trưởng đánh xuống mang theo quỷ khí lãnh lẽo đập thẳng về phía sở hưu cánh tay giấu trong ống tay áo như cương thi mang một màu trắng xám thiếu tự nhiên hơn nữa móng tay sắc nhọn đỏ rực như máu kèm theo một luồng ý lạnh tĩnh mịch sở hưu thu đao kết ấn chỉ chớp mắt cương khí màu vàng kim đã ẩm ẩm bộc phát binh tự quyết đại kim cương luân ấn lúc này sở hưu như hóa thân thành kim cương phật môn chấn ma chu tà một quyền ấn đánh xuống phật quang phổ chiếu phổ độ thiên hạ ấn pháp phật môn võ giả quỷ vương tông như gặp phải quỷ kêu lên kinh hãi muốn thu tay lại nhưng đã chẳng kịp Trước đó hắn thấy Sở Hưu thi triển huyết luyện thần cương, vô thức cho rằng Sở Hưu tu luyện công pháp ma đạo, ai ngờ quay đi quay lại y đã thi triển một ấn pháp Phật môn như vậy. Võ giả Quỷ Vương tông này mặc dù chỉ có lực lượng cảnh giới Tam Hoa tụ đỉnh, nhưng lực lượng Sở Hưu cũng không thua kém đối phương bao nhiêu cộng thêm công pháp Phật môn có tác dụng khắc chế. Song trưởng giao nhau, võ giả Quỷ Vương tông trực tiếp kêu thảm một tiếng, cương khí bùng nổ, móng tay trên tay hắn vỡ tan, khí đen tiêu tán, thân thể cũng bị đánh văng ra ngoài. Ánh mắt Sở Hưu lộ ra ý lạnh trên hồng tụ đao xương đen bùng lên lực lượng a tỷ đạo tam đao bộc phát trực tiếp thu trục cương khí màu đen của võ giả quỷ vương tông một đao chém xuống tư phật nhập ma chuyển đổi vô cùng tự nhiên loại võ công có thể gọi là điên cuồng như a tỷ đạo tam đao lực lượng cực đoan tới đỉnh điểm cho dù võ giả quỷ vương tông cũng không khỏi kinh hãi ngay khi đao thế của sở hưu chém xuống sau lưng võ giả quỷ vương tông chợt bùng lên một luồng quỷ vụ cường đại âm tà một tiếng quỷ gào vang lên chói tai trước mắt sở hưu như có con lệ quỷ đánh về phía y luồng khí tức âm tà băng hàn như thôn phệ sinh cơ của y. Trong khoảnh khắc đó, hai tay Sở Hưu kết thành Giả Tự Quyết, một luồng khí tức mông lung huyền ảo bao phủ quanh người y, chống cự lại lực lượng âm tà quỷ dị kia. Giả Tự Quyết, nội sư Tử Ấn, chú trọng khôi phục, trăm kiếp không ngã. Khi đối mặt với công kích tinh thần như vậy, năng lực phòng ngự của nội sư Tử Ấn còn mạnh hơn Độc Cô Ấn. Hơn nữa bản thân Sở Hưu còn tu luyện Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, tinh thần lực chính y cũng vô cùng cường đại, năng lực phòng ngự cũng càng mạnh. Chỉ có điều khi Sở Hưu ngăn cản đòn này, trước mắt lại không còn thân ảnh tên võ giả Quỷ Vương Tông. Điều này khiến sắc mặt Sở Hưu âm trầm hẳn lại. Ngay lúc này đám người Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng cũng vội vàng chạy tới hỏi, "Đại nhân, có giữ được tên kia lại không?" Sở Hưu lắc đầu nói, "Đối phương là võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, chiến đấu chính diện khó lòng mà giữ được hắn lại. Hơn nữa đối phương có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, ta nhất thời không phòng bị, ngược lại để hắn chạy mất." "Đúng rồi, Quỷ Thủ Vương, thuật âm quỷ của Quỷ Vương Tông rốt cuộc là thứ gì?" quỷ thật à nghĩ tới cảnh tượng tà dị trong quỷ vụ vừa rồi ngay cả sở hưu cũng không phân biết được rốt cuộc có thật là ác quỷ hay không quan tư vũ lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ lắm âm quỷ bí thuật là bí mật bất truyền của quỷ vương tông ta cũng chỉ tìm hiểu được chút chút bên ngoài mà thôi theo lý giải của ta âm quỷ bí thuật nuôi âm quỷ thật ra là một phần tinh thần của bản thân võ giả tam hoa tụ đỉnh tinh khí thần hợp nhất dâng cao tới đỉnh phong Âm quỷ này do bọn họ ngưng tụ một phần tinh thần của bản thân ra, bị tách rời rồi ngày đêm dùng quỷ khí âm tà tế luyện, trở thành quỷ vật vô hình vô chất, có thể ảnh hưởng tới tinh thần, giết người trong vô hình. Cho nên âm quỷ bí thuật này chỉ khi đạt tới cảnh giới Tam Hoa tụ đỉnh mới có thể tu hành. Trong truyền thuyết nếu tu luyện âm quỷ bí thuật đến mức đại thành có thể tự do chuyển đổi hư thực, âm quỷ cũng trở thành có thực thể, dần thành quỷ binh, quỷ tướng thậm chí quỷ vương. Điểm này thuộc hạ cũng không rõ thật giả. Sở Hưu gật đầu nói: "Được rồi, Ta hiểu rồi, nhanh chóng điều tra đi, lần này dẫu sao cũng có chút thu hoạch, chí ít cũng biết đám người Quỷ Vương Tông này rốt cuộc muốn làm gì. Sau này cho người chú ý điều tra tiệm thuốc trong các châu phủ. Chuyện kiểm tra tiệm thuốc cũng là ý tưởng đột ngột của Sở Hưu. Đám người Quỷ Vương Tông kia nếu cần ngũ tạng cùng năm loại thảo dược thuộc tính ngũ hành luyện chế ngũ khí triều nguyên đan, vậy nếu tài nguyên trong tay chúng không đủ chắc chắn sẽ chạy tới tiệm thuốc mua sắm. Cho nên mấy ngày nay Sở Hưu liên tục điều tra vài tiệm thuốc trong trấn nhỏ, quả nhiên phát hiện ra chút dấu vết. Chỉ có điều chuyện mua sắm dược liệu vốn chỉ cần một người là được, cho nên mỗi lần sở hưu xuất thủ chỉ phát hiện một người. Lại còn không giữ được hắn lại. Lúc này Đỗ Quảng Trọng nói, đúng rồi đại nhân, vừa rồi phân bội hình đường quan Tây đưa tin đến nói muốn mời ngài tới một chuyến vì chuyện dư nghiệt quỷ vương tông này. Sở hưu cao mày nói, chuyện này đã kinh động hẳn cả phân bộ quan Tây rồi à. Chuyện của nhà mình nhà mình giải quyết, sở hưu không muốn chuyện này thành ra quá lớn, huống hồ y còn định đuổi người sang bên phía vệ Hàn Sơn. Giờ vấn đề này nếu đã kinh động tới phân bộ quan Tây, vậy đã không nằm trong sự khống chế của sở hưu nữa. Các ngươi ở lại đây tiếp tục tìm kiếm. Lão Đỗ, ngươi cùng ta tới phân bộ quan Tây. Giờ nếu sở hưu xuất hành trong đất quan trung, y thường mang theo hai người. Một là quỷ thủ vương, một là Đỗ Quảng Trọng. Khi còn ở Thanh Long Hội, quỷ thủ vương từng giúp thiên tội đà chủ xử lý một số tạp vụ trong phân đà. Công việc phải làm thậm chí còn nhiều hơn thiên tội đà chủ, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, lão luyện thành thục. Còn Đỗ Quảng Trọng cũng không kém bao nhiêu, hắn ngoại trừ tính cách tương đối của hủ gia có thể nói là bộ đầu giang hồ có thâm niên cực kỳ quen thuộc với công việc dẫn hắn theo cũng giúp sở hưu tiết kiệm không ít khí lực khi sở hưu tới phân bộ quan tây những vị tuần sát sứ khác đều đã tới phân bộ quan tây hiện tại tính cả sở hưu tổng cộng có 6 vị tuần sát sứ trừ vệ hàn sơn cùng khương đào nhiên ra còn ba người theo thứ tự là tuần sát sứ dinh châu phương hòa tuần sát sứ lâm châu tư đồ hành tuần sát sứ an châu thái cảnh thắng trong ba người này tuổi tác của Thái Cảnh Thắng cùng tư đồ hành đều đã khá lớn, đã là người có thâm niên trong quan trung hình đường, có tu vi ngũ khí triều nguyên, còn Phương Hoa cảnh giới là Tam hoa tụ đỉnh. Thấy Sở Hưu tới, Phương Hoa mỉm cười chắp tay nói: "Sở đại nhân thiết lập quy củ tại Kiến Châu phủ thật tốt, lợi nhuận mỗi tháng khiến chúng ta hâm mộ chẳng nổi. Mặc dù Sở Hưu lật cả chuyện buôn lậu vi phạm lệnh cấm lên mặt bàn làm, có phần trắng trợn, nhưng thật ra chuyện này toàn bộ quan trung hình đường đều đã định sẵn. Bổng lộc mọi người chỉ có một chút" không tìm thêm chút thu nhập thì ăn gì uống gì dù sao giờ ngụy cửu đoan đều ngấm ngầm thừa nhận hành vi này chỉ cần ngụy cửu đoan còn làm trưởng hình quan một ngày chuyện như vậy sẽ không ai quản sở hưu khoát tay áo nói phương đại nhân đừng giễu cợt ta dưới tay ngươi có tận hai châu phủ chẳng lẽ lợi ích còn thấp hơn kiến châu phủ của ta hay sao phương hoa cười khổ nói không thể so sánh thế được hai châu phủ của ta là gần đất tây sở nhất các thế lực võ lâm bản xứ cũng có một phần xuất xứ từ tây sở đám mọi rợ tây sở tính tình nóng nảy táo bạo trêu chẳng được đánh cũng chẳng xong. Ta làm tuần sát sứ cũng vô cùng bức bối. Phương Hoa tố khổ như vậy, thật ra có một nửa là thật đã rất không tệ. Đất quan trung là quan trung của quan trung hình đường. Chỉ cần tuần sát sứ đừng như tuần sát tuần sát sứ tiền nhiệm phương chính nguyên bảo thủ cố chấp tới mức quá đáng đắc tội cả thủ hạ của chính mình cùng người bên ngoài. Theo lý mà nói đều sống tương đối thoải mái. Thế lực võ lâm dưới trướng tối thiểu bề ngoài cũng phải tôn kính người của quan trung hình đường, những ngày lễ cũng hiếu kính không ít. Đương nhiên nếu bọn họ muốn được như sở hưu, duy ngã độc tôn trên khu vực của mình, vậy gần như không thể. Lúc này này tư đồ hành ở bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng như Phương Đại Nhân nói, mấy năm gần đây quan trung hình đường chúng ta càng lúc càng khó quản lý, những thế lực võ lâm càng ngày càng mạnh. Nếu chúng ta làm việc quá cứng rắn rất dễ xảy ra vấn đề. Sở Đại Nhân ngươi chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thu thập những thế lực võ lâm dưới chướng ngoan ngoãn nghe lời, thủ đoạn này khiến mấy lão già chúng ta cũng cực kỳ bái phục. Mấy lần gặp mặt trước đó tại phân bộ hình đường quan tây những kẻ thâm niên có tu vi ngũ khí triều nguyên tại đất Quan Tây như Tư Đồ Hành và Thái Cảnh Thắng đương nhiên không nhiều lời với tiểu bối như Sở Hưu, cho dù chức vị hai bên giống nhau, nhưng sau đó Sở Hưu triệt để đặt vững căn cơ tại đất Quan Tây, khiến cho vệ Hàn Sơn thất bại ê e chề, còn quy hoạch kiến châu phủ trật tự ngăn nắp, làm cho tất cả các thế lực võ lâm đều thần phục dưới trướng mình. Nếu đổi lại bọn hắn vào vị trí thực lực Sở Hưu hiện tại, không ai trong bọn họ dám chắc có thể làm được như Sở Hưu. Cho nên giờ phút này mọi người mới thật sự coi Sở Hưu là đồng liêu, có thể đối xử bình đẳng với nhau. Đám người trò chuyện vài câu được vài câu thì Khương Đào Nhiên cũng tới, tham gia trò chuyện cùng mọi người, Vệ Hàn Sơn là người cuối cùng tới. Thời gian vừa qua Vệ Hàn Sơn trải qua cũng không tốt, chưa tính bị Ngụy Cửu Đoan trách phạt ngay trước mặt mọi người, ngay Thần Châu phủ dưới trướng hắn cũng bị Ngụy Cửu Đoan chuyển sang cho Khương Đào Nhiên. Đây mới chỉ là tổn thất bên ngoài, ảnh hưởng ngầm là thanh danh của Vệ Hàn Sơn tại Thương Châu phủ giảm sút, các thế lực võ lâm đều cho rằng hắn đã bị thất sủng, không còn được Ngụy Cửu Đoan ưa thích thậm chí có vẻ không để hắn trong mắt nữa. Thời gian vừa qua vệ Hàn Sơn không tới gây sự với sở hưu không phải vì hắn không hận sở hưu mà do hắn còn bao chuyện phiền phức bên mình, nào còn thời gian rảnh tới gây sự với sở hưu. Vệ Hàn Sơn đi vào trong phòng nghị sự, không nói hai lời trực tiếp trợn mắt với sở hưu, hừ lạnh nói, sở hưu, kiến châu phủ của ngươi thực lực quá kém cỏi, không bắt được tên ma đạo hung đồ kia còn làm liên lụy tới thương châu phủ của ta, ngươi làm tuần sát sứ kiểu quái gì vậy. Lần này vệ Hàn Sơn quả thật tai bay vạ gió, bởi người quỷ vương tông ban đầu xuất hiện tại kiến châu phủ do sở hưu đuổi bắt nên mới bị ép sang phía thương châu phủ ra tay một lần chỉ có điều chuyện này đương nhiên sở hưu không nói ra y chỉ thản nhiên hỏi ngược lại vệ hàn sơn đừng quên thân phận ngươi là gì ta làm tuần sát sứ có xứng chức hay không tự có ngụy đại nhân gian dạy ngươi là cái thá gì mà đòi phán xét ta hay vệ hàn sơn ngươi cảm thấy ngụy đại nhân đã già muốn thay ngụy đại nhân thể hiện uy phong của trưởng hình quan lời này vừa nói ra tư đồ hành cùng thái cảnh thắng sắc mặt bất thiện bọn họ cũng không có hảo cảm với vệ hàn sơn trong số tuần sát sứ quan tây thế lực hai người bọn họ mạnh nhất nhưng tuổi tác cũng đã lớn nhất thực lực đã tới kỳ suy yếu cơ bản không cách nào ngồi lên vị trí trưởng hình quan dựa theo quy củ của quan trung hình đường một khi ngụy cửu đoan từ nghiệm trưởng hình quan một là quan trung hình đường phái thủ lĩnh trong tập hình ti tới nhậm chức hoặc trực tiếp lựa chọn bồi dưỡng một tuần sát sứ trong khu vực thực lực không đủ cũng không sao chủ yếu là năng lực và tiềm lực dù sao vị trí trưởng hình quan vẫn phải do người tương đối quen thuộc tình hình đảm nhiệm, cho nên trong phân bộ quan Tây không mấy người phù hợp điều kiện, vệ Hàn Sơn chính là một trong số đó. Trước đó khi Sở Hưu chưa tới, vệ Hàn Sơn làm việc cũng cực kỳ ngang tàng phách lối, khiến bọn tư đồ hành bất mãn. Giờ hắn nói những lời này lại như đang ngụy cửu đoan gian dạy, khiến bọn họ rất không thoải mái, cảm giác được ánh mắt bất thiện của những người khác. Vệ Hàn Sơn vội vàng quát lớn, "Sở Hưu, ngươi đừng có xuyên tạc ý ta. Dù sao địa bàn của ngươi xảy ra vấn đề" ngươi không giải quyết được còn làm liên lụy tới tuần sát sư khác rõ ràng là năng lực kém cỏi lát nữa ta sẽ tới nói với ngụy cửu đoan đại nhân lúc này giọng nói ngụy cửu đoan đột nhiên vang lên phía sau được rồi ta nghe thấy cả rồi ngươi không cần phải nói lo tốt chuyện của mình trước đã không cần ngươi quan tâm tới chuyện của người khác thấy ngụy cửu đoan đến vệ hàn sơn lập tức thành thật ngồi xuống không dám nói thêm gì ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình ngụy cửu đoan ngồi trên ghế chủ nói chắc các ngươi cũng nghe nói thời gian vừa qua kiến châu phủ cùng thương châu phủ xảy ra thảm án diệt môn chuyện này cũng không trách được các ngươi vì la lịch đám hung đồ ác tặc cũng không nhỏ chính là môn phái phụ thuộc côn luân ma giáo ngày xưa dư nghịch quỷ vương tông mọi người ở đây trừ sở hưu biết nội tình đám người quỷ vương tông những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này không khỏi biến sắc trong quá khứ quan trung hình đường cũng tiếp xúc với không ít hung đồ ma đạo thậm chí giết cũng không ít nhưng những ma đạo hung đồ bị quan trung hình đường giết chết đại đa số là tán tu hoặc xuất thân môn phái nhỏ. Kết quả giờ lại dính líu tới đại phái ma đạo hung danh hiển hách ngàn năm trước như Quỷ Vương Tông. Chuyện này khiến bọn họ có phần kinh hãi, mặc dù bây giờ Quỷ Vương Tông thậm chí đã không tính là tông môn, chỉ còn một số dư nghiệt chưa bị diệt sạch còn qua lại trên giang hồ. Ngụy Cửu Đoan nói, lần này dư nghiệt Quỷ Vương Tông bị các hiệp sĩ cao thủ Kiếm Vương Thành truy sát tới đất Quan Trung. Người Kiếm Vương Thành cũng vừa tới, các ngươi tới gặp mặt họ. Sau này mọi người cùng hợp tác hốt gọn đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông kia đi. Nói xong, Ngụy Cửu Đoan bảo đệ tử của mình Dương Lăng mời người của Kiếm Vương Thành tới. Sở Hưu nghe vậy ánh mắt lộ ra sắc lạ, Quỷ Vương Tông bị người của Kiếm Vương Thành ép tới nơi này, hai bên kết oán lúc nào? Kiếm Vương Thành chính là một trong ngũ đại kiếm phái của bài ca giao giang hồ, Ngũ kiếm phân thiên địa. Môn phái này tọa lạc tại hoang mạc Tây Cực, cũng được gọi là Tây Mạc Kiếm Vương Thành. Nhân số trong Kiếm Vương Thành không nhiều nhưng những ai có tư cách ra ngoài giang hồ sông sáo đều là người nổi bật trong cùng cấp bậc. Thế hệ này Kiếm Vương Thành thậm chí có hai người xuất hiện trên Long Hồ bảng, có thể nói là huy hoàng tới cực điểm. Một lát sau, Dương Lăng dẫn hơn 10 võ giả Kiếm Vương Thành tới. Những võ giả này có đặc điểm cực kỳ rõ ràng, người mặc một bộ áo trắng rộng lớn, đầu trùm khăn trắng, đây là trang phục thường thấy ở hoang mạc Tây Cực. Khiến người ta chú ý nhất là trường kiếm của họ không vác trên lưng cũng không treo bên hông nàng không đặt trong hộp báu không gian mà lúc nào cũng được họ nắm trong tay. Nghe nói võ giả kiếm vương thành đều như vậy, coi kiếm trong tay như cánh tay bản thân, muốn đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cho dù ăn cơm ngủ nghỉ đều không rời tay khỏi kiếm, thậm chí tới mức cực đoan. Vừa bước vào cửa, đám người đã cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén cường đại, cho dù kiếm của bọn họ còn chưa rời vỏ, kiếm ý kinh người đã cắt qua không gian khiến mọi người xung quanh đều chịu áp lực. Đám người Sở Hưu liếc mắt nhìn nhau, đều cùng cau mày Đám võ giả kiếm vương thành này cũng quá phách lối, trong 10 người bọn họ thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới tiên thiên, mạnh nhất thậm chí đến ngũ khí triều nguyên. Võ giả cấp bậc này muốn thu liễm khí thế bản thân cũng rất đơn giản, thế nhưng đám người này lại cố tình làm vậy. Định để ai xem, trong ngũ đại kiếm phái, thực lực kiếm vương thành quả thật rất mạnh, hùng bá đất Tây Mạc. Nghe nói Tây Mạc còn một số tiểu quốc, kiếm vương thành đặt chân tại đó, những tiểu quốc đó đều phải thần phục võ giả kiếm vương thành giết những quốc vương tiểu quốc đó chẳng khác gì giết gà rất thô bạo bá đạo nhưng ngươi có thô bạo bá đạo đến đâu cũng chỉ ở tây mạc của ngươi mà thôi còn nơi đây là trung nguyên là quan trung là quan trung của quan trung hình đường chỉ có điều trước mắt có ngụy cửu đoan hắn không nói gì thì đám người sở hưu cũng không tiện mở miệng nhưng cuối cùng ngụy cửu đoan cũng chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng hắn chỉ quay sang đám người sở hưu nói làm quen một chút vị này là cao thủ kiếm vương thành giáo đầu kiếm thuật chiến kiếm đường viêm hà kiếm cố giang lưu cố tiên sinh người dẫn đầu kiếm vương thành là một võ giả khoảng hơn 30 tuổi sắc mặt lạnh lùng cầm một thanh trường kiếm đỏ thẫm nghe vậy hắn chỉ gật nhẹ đầu thậm chí không nói một câu những người khác cùng nhớn mày kẻ này mặc dù vô cùng ngạo mạn nhưng lai lịch cũng không nhỏ kiếm vương thành có tứ đại kiếm đường chiến kiếm đường nghiên cứu sát pháp kiếm đạo ngộ kiếm đường nghiên cứu chân lý kiếm đạo ý kiếm đường nghiên cứu kiếm ý quên mình hình kiếm đường nghiên cứu pháp môn kiếm thức trong tứ đại kiếm đường này chỉ có võ giả chiến kiếm đường là hiếu chiến nhất chiến lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Hơn nữa cố giang lưu này mặc dù không có danh tiếng gì trên giang hồ, có điều thân là giáo đầu kiếm thuật tại chiến kiếm đường, chắc chắn kiếm thuật cực kỳ kinh người. Ngụy Cửu Đoan lại chỉ vào một võ giả trẻ tuổi ngoại cương cảnh nói, vị này là Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Kiếm Vương Thành, Phong Hành Vân Kiếm, Lâm Khai Vân. Nghe nói Lâm Thiếu Hiệp có tên trên Long Hồ bảng. Vừa hay phân bộ quan Tây chúng ta cũng có một người trẻ tuổi đứng trên Long Hồ bảng, như vậy hẳn là duyên phận rồi. Lâm Khai Vân kia vẻ ngoài chỉ khoảng 20, nghe tên thì phong vân khinh đạm tướng mạo cũng tuấn tú nhưng thực tế trong mắt luôn mang theo vẻ sắc bén đắc ý biểu cảm lạnh lùng vừa nhìn là biết không phải kẻ dễ chọc nghe ngụy cửu đoan nói trong quan trung hình đường cũng có người đứng trên long hồ bảng lâm khai vân không khỏi cau mày quan trung hình đường có người trên long hồ bảng từ bao giờ là ai ngụy cửu đoan chỉ vào sở hưu cười cười nói là tuần sát sứ sở hưu dưới trướng ta gần đây vừa gia nhập quan trung hình đường nghe tên sở hưu hai mắt lâm khai vân đột nhiên bừng lên vẻ lăng lệ sắc bén như kiếm ý bén nhọn kinh người. Ngươi là Sở Hưu, huyết ma, Sở Hưu đứng hạng 18 trên Long hồ bảng, Sở Hưu thản nhiên đáp, là ta. Lâm Khai Vân đang định nói gì đó lại bị Cố Giang Lưu bên cạnh kéo lại, khiến hắn buộc phải nuốt lời định nói trở vào, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hưu nói, có thời gian thì luận bàn một chút. Sở Hưu nhớn mày nói, có thời gian thì được thôi, chỉ tiếc tại hạ thân là tuần sát sứ quan Tây, vô cùng bận rộn. Đâu có nhàn rỗi như Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Khai Vân bộc lộ địch ý với Sở Hưu ngay trước mặt mọi người như vậy khiến Sở Hưu cảm thấy khá khó hiểu. Chính mình đâu có trêu chọc gì hắn, thậm chí đây là lần đầu tiên y gặp mặt đối phương, vì sao đối phương lại có địch ý với mình? Chẳng lẽ là vì xếp hạng trên Long Hồ bảng? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Ad một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.